Chân Long Chí Tôn Đô Thị, Vương Nhất. Tập 27. Những gia tộc khác sôi nổi gầm lên, tiếng hét rung trời. Đối mặt với tình hình này, biểu tình trên mặt Lục Kiệu và Lục Viên đều sầm lại, cảm giác được một luồng áp lực. Cho dù bọn họ có bắt được Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam, nhưng thời hạn một giờ còn chưa đến, ai cũng có thể đến đây cướp. Hai mẹ con họ, giờ phút này chính là khoai lang nóng bỏng tay. Nhà họ Lục giữ trong tay, chỉ biết rằng sẽ dần tới diệt vong. Mà nhìn thấy những gia tộc này đều xem hai mẹ con mình thành chiến lợi phẩm mà tranh giành, trong mắt Lý Khinh Hồng, lại lần thứ hai chảy xuống nước mắt. Thả cô Lý ra, tha cho các người không chết. Nhà họ Hạ, nhà họ Hồ, nhà họ Lương cũng đều hét lớn một tiếng, chạy tới đây. Theo sau là nhà họ họ Lý và họ Lạc. Cho dù là Lý Thế Nhân hay là Lạc Thanh Hiên, vẻ mặt đều lạnh lùng u ám nhìn nhà họ Lục. Cho dù kết quả thế nào, họ Lý và họ Lạc cuối cùng chắc chắn sẽ ra tay với nhà họ Lục cần thiết phải bị hủy diệt. Cứu, cứu con của con. Ba, mẹ. Lý Khinh Hồng quỳ dưới đất, khóc lóc hét lên với Lý Thế Nhân và Lạc Thanh Hiền. Lần đầu tiên, hét lên hai chữ này. Lý Thế Nhân và Lạc Thanh Hiền đều lộ ra xúc động, ngay sau đó ánh mắt càng âm trầm hơn. Bùm. Lục Viên cuối cùng cũng cảm giác được áp lực rất lớn. Đừng nói là nhiều gia tộc như vậy, chỉ cần họ Lý muốn diệt nhà họ Lục thì chẳng khác gì chơi đùa. Ông ta cần phải làm gì đó. Ích-đô-vi. Ngữ khí của Lục Viên kín đáo, nhìn về tất cả các gia tộc, trước khi quyết định Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam thuộc về ai, chúng ta không phải nên họp bàn thảo luận, nên làm sao tiêu diệt những gia tộc muốn cứu bọn họ trước à? Lục Viên không hổ là người từng trải, trong tình huống cực kỳ bất lợi cho mình, lập tức dẫn dắt thế lửa, rời khỏi nơi đầu sóng ngọn gió. Mà sau khi ông ta nói xong, thế cục ở đây lại lần nữa xảy ra biến hóa kỳ diệu. Ở đây, có tất cả ba phe thế lực. Một phe là nhà họ Lục đã bắt được Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam, phe thứ hai là những gia tộc đã đầu hàng nhưng không bắt được Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam, phe thứ ba là các gia tộc không đầu hàng muốn cứu Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam về. Lục Phiên nói rất đúng, mục đích của bọn họ đều là bắt Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam, nếu không đuổi thế lực muốn cứu Lý Khinh Hồng đi trước. Vậy cho dù bọn họ có tranh thế nào cũng đều không có kết quả. Thấy một vài gia tộc đã dao động, Lục Kiệu cũng phụ họa theo. Trước tiên phải tiêu diệt nhà họ Hạ, nhà họ Hồ và những nhà muốn cứu Lý Khinh Hồng, chúng ta mới có thể thảo luận cụ thể ai sẽ được quyền sở hữu. Vì thế, ánh mắt lạnh lùng của những gia tộc đó để nhìn về phía mấy nhà gia tộc nhà họ Hà, nhà họ Hồ. Lục Viên và Lục Kiện đều lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, bây giờ đứng ở đầu sóng ngọn gió, không phải nhà họ Lục. Ý tưởng của bọn họ rất đơn giản, đó chính là khơi mào nội loạn. Dù sao Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam cũng đang ở trong tay bọn họ, chỉ cần kiên trì trong vòng một giờ, thì bọn họ có thể thành công. Lý gia chủ, đây đều là vì mọi người, hy vọng các người không nên ngăn cản chúng tôi. Họ Đường, Vương Hạn Kiệt nhìn về phía Lý Thế Nhân nói. Ánh mắt Lý Thế Nhân lạnh nhạt, nói. Nếu lời này để cho cha cậu đến nói, thì còn có chút trọng lượng, còn cậu sao? Lý Thế Nhân khinh thường lắc đầu. Vẻ mặt Vương Hạn Kiệt nén giận, từ sau khi bắt đầu đại hội Bắc Cảnh, họ Đường của anh ta vẫn luôn bị xem thường, trong lòng anh ta vẫn luôn nghẹn một cục tức. Lạc Thanh Hiền tiến lên một bước, nếu họ Đường cậu muốn ngăn cản, vậy cứ việc tới 61 liên quan đến con gái tôi, cậu đừng tưởng sẽ tốt. Lúc này trong mắt Lạc Thanh Hiền cực kỳ điên cuồng. Đây là bản năng sẵn có của một người mẹ vì muốn bảo vệ con gái. Lý Khinh Hồng có, bà ta cũng có. Vậy các người là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Lục Phiên kịp thời lên tiếng, lạnh lùng nói, bọn họ cũng chỉ là liên minh mấy gia tộc thôi, liên minh của chúng ta mấy chục gia tộc, các người muốn đấu với chúng tôi thế nào? Trên mặt Lục Phiên mang theo ý cười cuồng ngạo lạnh lùng. Thời thế loạn lạc tạo anh hùng. Đây là tai nạn, cũng là thời cơ. Nếu nhà họ Lục ông ta có thể nắm giữ được thời cơ này, thì rất có thể sẽ thay thế được Vương tộc Yên Đôi hiện giờ, ông ta cảm thấy cơ hội đã đến. Nhưng Lý Thế Nhân lại không nhịn được bật cười, nếu thật sự khai chiến, trong các người ai là đối thủ của tôi? Được lắm, gia chủ Lý, là đánh vào trận chung kết của Đại hội Bắc Cảnh, ai sẽ là đối thủ chứ? Hạ Lãm cực kỳ trung khí hét lớn. Thêm cả tôi nữa được không? Lại một âm thanh trầm khàn vang lên. Võ Si Hùng Hổ bước đến, trong đôi mắt tràn ra ánh sáng lạnh nhạt. Mục Lang cũng nhẹ nhàng thở ra, khẽ cười lên tiếng, không có cách nào khác, coi như thêm cả tôi nữa đi.
tuy rằng nguyên nhân là bởi vì Vương Nhất, anh ta cũng không muốn nhìn thấy Lý Khinh Hồng, nhưng suy nghĩ cho đại cục, anh ta vẫn đứng ra. Hai mắt anh ta lạnh băng nhìn tất cả các gia tộc, nói, các người đều là đồng lõa, đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, tất cả đều phải nhận điều trai. Mục Lang nói xong câu này, không ít gia chủ các gia tộc sắc mặt đều hoảng loạn. Bị Mục Lang theo dõi, cơ bản là đã tuyên án tử hình. Nhưng thực sự khiến bọn họ sợ hãi, cũng không phải sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ bị tạm giam điều tra, mà là Mục Lang và Võ Si cùng nhau gia nhập cuộc chiến. Một Lý Thế Nhân cũng đã khó đối phó rồi, đừng nói đến Võ Sỉ và Mục Lang gia nhập. Hai người Mục Lang và Võ Sỉ đều có khí thế rất mạnh, có lẽ căn bản không cần một gia tộc khác ra mặt, chỉ cần nghe thấy tên hai người Mục Lang và Võ Sỉ thì cũng đã mất ý chí chiến đấu. Mau thả người. Võ Sỉ từng bước áp sát, lạnh giọng quát. Vẻ mặt hai người Lục Viên, Lục Kiện đều trở nên cực kỳ khó coi. Võ Sỉ và Mục Lang đã gia nhập, bọn họ căn bản sẽ không có phần thắng. Cứu, cứu con gái tôi trước. Lý Khinh Hồng thều thào nói. Cô rất hy vọng con gái mình có thể được cứu trợ kịp thời. Nhưng hy vọng này còn chưa tiếp diễn, phía trên lần thứ hai truyền đến tiếng cười khanh khách. Tôi thấy các người không hiểu ý tôi rồi, Võ Si cũng được, Mục Lang cũng vậy, cường giả quá mạnh không thể nhúng tay vào, thay đổi thế cục ở đây, nếu không người của tôi sẽ chơi thế nào đây? Tử La Lan chậm rãi cười nói, giơ điều khiển từ xa trong tay lên. Quy tắc trò chơi là tôi đưa ra, các người nhất định phải dựa theo quy tắc trò chơi mà làm, nếu không, tôi sẽ kích nổ bom. Lập tức, sắc mặt của Võ Si và Mục Lang đều trở nên khó coi. Nếu bọn họ ra tay, căn bản không có gì để nói, đáng tiếc chính là, bọn họ lại không thể ra tay. Những lời này khiến mấy người Lục Viên thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, trên mặt bọn họ liền hiện lên nụ cười lạnh. Không có ngài Võ Sỉ và ngài Mục, ngay cả Lý gia chủ đều không thể ra tay, chỉ dựa vào các người, sao có thể đấu cùng chúng tôi? Lục Viên căm tức nhìn mấy người Hạ Lãm, liên tục cười lạnh. Tất cả các gia tộc đã đầu hàng, nháy mắt cũng nhanh chóng triệu tập các cao thủ của gia tộc, bao vây nhà họ Hạ và các gia tộc khác. Không khí lập tức ngưng động, sắc mặt Hạ Lãm và Hồ Hoàng Việt cũng trở nên âm trầm. Vốn tưởng rằng có thể cứu Lý Khinh Hồng, không ngờ kết quả cuối cùng vẫn là như vậy. Tất cả các gia tộc muốn cứu Lý Khinh Hồng cộng lại, cũng không đến 10 nhà, mà những gia tộc như hổ rình mồi kia, lại phải đến mấy chục gia tộc. Trong đó có một vài gia tộc, thậm chí còn chẳng hề thua kém hai nhà hào môn Hạ, Lương, thế này thì đấu thế nào? Hạ Lãm, Hồ Hoàng Việt, các người không còn cơ hội, vẫn là nhanh chóng phục tùng đi. Giọng nói của Lục Viên lảng vảng truyền khắp toàn bộ sân vận động. Giờ khắc này, tâm trạng ông ta hoàn toàn thả lỏng. Đã không còn gia tộc nào có thể uy hiếp đến bọn họ. Sắc mặt Hạ Lãm xanh mét, tức giận quát, các người nằm mơ đi, chúng ta liều chết, cứu cô Lý. Liều chết, cứu cô Lý. Liều chết, cứu cô Lý. Kim Thành Phong dẫn đầu nhà họ Kim, Lương Nhật Tân dẫn đầu nhà họ Lương, còn có nhà họ Tôn, nhà họ Diệp, cũng đều hét lên. Tiếng hét ầm, câu sau to hơn vang hơn câu trước, không ai lùi bước, chỉ có kiên định. Nghe vậy, sắc mặt Lục Viên rất nhanh đã âm trầm, nếu các người muốn tìm chết, vậy đừng trách chúng tôi vô tình, trước tiên khai đao từ mấy người Thiên An. Vương Nhất và Lý Khinh Hồng lập nghiệp ở Thiên An là nơi căn cứ của anh. Nếu nhà họ Lục có thể thâu tóm nhà họ Kim, nhà họ Lương, thậm chí là tất cả các thế lực của Thiên An, vậy thì Thiên An chính là vườn hoa sau nhà của nhà họ Lục ông ta. So với ra tay với nhà họ Hạ và nhà họ Hồ ở Giang Thành trước thì sáng suốt hơn nhiều. Đều lên cho tôi, diệt bọn họ, chiếm lĩnh Thiên An ồ. Lục Viên hét to một tiếng. Tức khắc, tất cả các gia tộc đều cũng nhau bao vây dồn ép bọn họ. Thấy một màn như vậy, hy vọng lần thứ hai của Lý Khinh Hồng vừa dâng lên đã lại tan biến. Vương Nhất, cứu con gái chúng ta đi. Cô tuyệt vọng hét lên. Tiếng hét thê lương kia đã khản đặc, khiến người ta tuyệt vọng. Cả sân vận động đều tràn ngập hơi thở thảm thiết bi thương. Nhưng khi tiếng hét vang lên, vẫn không có người đáp lại. Phóng mắt nhìn lại, toàn là bóng người đen kịt. Mỗi người trên mặt đều mang theo vẻ dữ tợn, xem cô và con gái như thịt cá trên bàn, mặc người cắn xé. Lý Khinh Hồng cuối cùng cũng tuyệt vọng rồi, tâm mắt cũng trở nên mơ hồ. Cô từ từ nhắm hai mắt lại. Cảm xúc đã sắp vỡ tan, cùng với nỗi tuyệt vọng tột cùng trong lòng, còn có chút bi thương trên người, đã khiến cơ thể cô đến cực hạn. Cô cảm thấy rất mệt mỏi,
rất muốn, ngủ một giấc. Siết bọn hỏi. Dừng tay. Mệt. Trước nhắm mắt, cô nghe thấy tiếng kêu à ầm, tiếng chửi bậy, còn có. Tiếng hét của Vương Tử Lam. Bùm. Nhưng mà, một khắc trước khi cô mất đi ý thức, một bóng người mang theo sát khí nóng rực cực kỳ thô bạo xông tới. Cùng với bóng dáng này xuất hiện, xung quanh đều xuất hiện một dòng khí mạnh mẽ. Phụt phụt phụt. Ở đây nếu là cường giả biết võ công, trong cơ thể đều bị tức ngực khó thở, sắc mặt lại tái nhợt, bị cỗ lực lượng này uy hiếp khiến cho máu tươi chảy lênh láng. Cậu Vương. Nhìn thấy bóng dáng kia, đám người Hạ Lãm, Hồ Hoàng Việt, Lương Nhật Tân đều như nhìn thấy chúa cứu thế, kích động đến nỗi đỏ cả mặt. Tất cả người nhà họ Lục sắc mặt đều thay đổi, theo bản năng nhìn về phía hai vệ sĩ của nhà họ Lục đang canh giữ Lý Khinh Hồng. Cẩn thận! Bốp bốp! Gần như cùng lúc với tiếng hét kia, bóng dáng cũng đã xuất hiện ở trước mặt hai vệ sĩ nhà họ Lục, một đấm cực mạnh dừng lại trên người bọn họ. Âm thanh trầm thấp, như sấm rền nổ vang, vang vọng bên tai mỗi người. Tất cả mọi người, bao gồm cả Võ Si và Mục Lang, sắc mặt đều thay đổi hoàn toàn. Hai tên vệ sĩ bị đấm một đấm đều bị bay ra ngoài hơn 10 mét, cuối cùng còn bị dính vào trong tường. Người ở khoảng cách khá gần tiến lên nhìn, tức khắc dạ dày quay cuồng, không ngừng nôn mửa. Bởi vì hai vệ sĩ kia đã chết ngắc luôn rồi. Ở ngực, còn có một lỗ máu nhỏ bằng năm ai. Một đấm, xuyên thẳng qua ngực. Một màn này, in thật sâu trong mắt mỗi người. Bọn họ không nhịn được nhìn về phía bóng dáng đang đứng sừng sững ở trung tâm kia. Tí tách. Vương Tử Lam nói xong, hai mắt đã tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Ai? Vương Nhất cực kỳ bi thương hét dài. Sau khi hét xong, lại im lặng rất lâu. Tất cả mọi người đều cảm thấy như thời khắc tĩnh lặng trước khi phun trào của núi lửa, tại thời khắc này, cuối cùng bùng nổi anh là ẩn chủ, bảo vệ quốc gia, huyết tẩy biên cương. Nhưng vợ con anh, lại bị đẩy đến tình trạng này. Vương Nhất chậm rãi xoay người, hai mắt đầy tia máu quét mắt nhìn tất cả mọi người. Âm thanh nồng đậm sát khí, vang vọng khắp không gian. Tôi sẽ dùng mạng của các người, để chuộc tội với vợ con tôi. Giọng nói trầm thấp, vang vọng khắp trong sân vận động. Một luồng sức mạnh cực lớn lại khủng bố ập tới đây. Sắc mặt của cường giả các gia tộc đều biến đổi. Đặc biệt là nhà họ Lục, Lục Phiên và Lục Kiệt, sâu trong đôi mắt, còn mang theo nỗi sợ hãi sâu sắc. Vương Nhất, sao anh lại đến đây? Lục Kiệt không nhịn được kêu lên thất thanh. Một đấm vừa rồi của Vương Nhất, trực tiếp giết chết hai cao thủ của nhà họ Lục, đủ để nói rõ lửa giận của anh, đã đạt tới đỉnh điểm. Phẫn nộ khiến người ta mạnh mẽ, một cường giả thực lực vốn đã rất cao cường, nếu trong lòng còn chứa sát ý, vậy thì không tránh được một trận tàn sát. Lục Kiện biết thực lực của Vương Nhất, thậm chí Hiệp hội Võ Đạo của Giang Thành đều không làm gì được anh. Nhưng vốn dĩ anh không thể bước vào Đại hội Bắc Cảnh mà. Tôi vẫn luôn ở đây. Chỉ là do các người không phát hiện ra mà thôi. Giọng nói của Vương Nhất lạnh như sắt thép, ở trong mắt anh, Lục Kiện đã là một thi thể. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây sắc mặt đều thay đổi. Ngay cả Mục Lang, đôi mắt cũng ngưng trọng, đánh giá bóng dáng Vương Nhất rất lâu. Muốn từ trên người anh nhìn ra manh mối gì đó. Nhưng mà, khiến anh ta thất vọng chính là, cho dù Mục Lang đánh giá thế nào, đều không nhìn ra gì cả. Như thể đang đối mặt với một đại dương mênh mông rộng lớn, không thể ra tay được. Ông nội, ông có phát hiện ra không, Vương Nhất xuất hiện, tên cường giả thần bí tự xưng là, ẩn chủ kia đã biến mất. Lục Kiện đột nhiên nhỏ giọng nói với Lục Phiên. Lục Phiên không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất lại dùng mình. Đúng vậy, khi ẩn chủ ở đây, Vương Nhất không thấy. Mà khi Vương Nhất xuất hiện, ẩn chủ lại biến mất. Hai người chưa bao giờ cùng nhau xuất hiện. Vương Nhất, chính là ẩn chủ. Trong lòng Lục Viên đã xác nhận sự thật này. Chỉ là âm thanh nói chuyện của hai ông cháu họ rất nhỏ, cũng không có người thứ ba nghe thấy. Vương Nhất, là anh sao? Giọng nói này, là Lý Khinh Hồng đã tỉnh lại từ trong hôn mê. Giọng nói của cô mỏng manh, gian nan mở o đôi mắt, muốn ngồi dậy. Gần như ngay khi giọng nói này vang lên, sát khí trên người Vương Nhất đã hoàn toàn tan đi không còn chút gì. Anh vội vàng chạy đến bên người Lý Khinh Hồng, ôm chặt lấy cô, hốc mắt đỏ bừng. Khinh Hồng, xin lỗi, anh không nên rời xa em, đều tại anh. Nhìn sắc mặt Lý Khinh Hồng tái nhợt, trên người đều là vết thương, lòng Vương Nhất thật sự đều vỡ nát. Đúng vậy, anh hối hận.
nếu anh không quyết chiến với Lý Thế Nhân, vậy thì sẽ không cần rời đi. Như vậy trước khi tai nạn xảy ra, anh có thể ở bên cạnh vợ con rồi. Lý Khinh Hồng lắc đầu, nở một nụ cười tươi, bây giờ anh đã đến rồi, cũng giống vậy thôi. Tử Lam đâu? Lý Khinh Hồng cứng rắn động đậy, muốn xem Vương Tử Lam ở đâu. Tử Lam đã ngủ rồi. Vương Nhất nói Vương Tử Lam đã hôn mê sau khi chịu đủ mọi loại sợ hãi, thành ngủ rồi, vì không muốn khiến Lý Khinh Hồng lo lắng. Tâm trạng treo ngược chỉ lo lắng cho con gái của Lý Khinh Hồng cuối cùng cũng hạ xuống. Tốt quá rồi, Tử Lam không sao cả. Vương Nhất đưa Lý Khinh Hồng tới trước mặt Lý Thế Nhân, bảo vệ cô ấy. Lý Thế Nhân không nói gì, chỉ trịnh trọng gật đầu. Giờ khắc này, giữa hai người không hề có địch ý, một lòng đều là vì một người, Lý Khinh Hồng. Thấy một màn như vậy, Lý Viên hơi rùng mình, đột nhiên nhìn Vương Nhất nói, Vương Nhất, xin lỗi đã ra tay với vợ con cậu, rất xin lỗi, nhưng hành động của chúng tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ. Ông ta chỉ vào Tử La Lan phía trên, nói, phu nhân nói, nếu chúng tôi không bắt được vợ con cậu, dù ẩn chủ thực sự ra, tất cả chúng tôi đều sẽ bị bom nổ chết. Vì an toàn của mọi người, chúng tôi không thể không làm vậy. Gia chủ nhà họ Lục nói đúng, đây chỉ là hành động bất đắc dĩ. Đúng vậy, chúng tôi cũng không muốn đối với vợ con anh như vậy. Nếu anh cũng ở trong sân vận động, nếu bom bổ, anh cũng bị nổ, nếu đã như vậy, không bằng gia nhập với chúng tôi. Lục Phiên rèn sắt khi còn nóng, mời chào Vương Nhất, trước tiên nhìn xem phu nhân muốn làm gì vợ con cậu, chỉ cần khi ẩn chủ xuất hiện, vợ con cậu sẽ an toàn. Một đấm của Vương Nhất đánh chết hai vệ sĩ, đúng là đã dọa mọi người rồi. Nếu xảy ra xung đột, vậy đối với bọn họ mà nói thật sự là đại nạn. Nhưng nếu, có thể thuyết phục Vương Nhất gia nhập, vậy thì không thể tốt hơn. Vương Nhất nhếch môi nở nụ cười. Anh giận đến nỗi bật cười, sát ý trong mắt càng đậm hơn. Nhà họ Lục các người làm nhục vợ con tôi, còn muốn tôi gia nhập sao, có phải mơ đẹp quá không? Ngữ khí của Vương Nhất âm trầm, từng bước một bước về phía Lục Viên. Hôm nay, chỉ có thể dùng máu tươi của các người, mới có thể rửa sạch tội ác. Cùng với những lời này vừa ra, một luồng sát ý lạnh lẽo ngưng tụ thành thực thể. Sắc mặt Lục Viên nháy mắt thay đổi, cậu muốn làm gì? Bụp! Bóng dáng Vương Nhất đột nhiên biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, lại quỷ dị xuất hiện trước mặt Lục Viên. Một đôi mắt lạnh nhạt nhìn ông ta chăm chăm. Ây ai! Lục Viên hoảng hốt hét lên một tiếng thịch vang lên, chật vật ngã ngồi dưới đất. Một người sống sờ sờ như vậy đột nhiên biến mất. Lại đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta, trái tim căn bản không thể chịu nổi. Vương Nhất còn chưa ra tay, Lục Phiên đã nằm liệt dưới đất, cả người như bị co rút, run rẩy không ngừng. Á! Ông ta không ngừng kêu thảm thiết, hai ai ôm chặt lồng ngực, vẻ mặt cực kỳ đau khổ. Hừ! Bản thân Vương Nhất cũng cau mày, anh còn chưa ra tay mà. Lục Kiệu ở một bên sắc mặt cũng thay đổi, sợ hãi kêu lên một tiếng, không ổn rồi, ông nội có bệnh tim, thuốc. Thuốc đâu? Hốc mắt anh ta đỏ bừng nhìn về phía vệ sĩ nhà họ Lục, tức giận nói. Vệ sĩ của nhà họ Lục tay chân luống cuống tìm kiếm, căn bản là không tìm được. Cuối cùng, vẫn là một vệ sĩ nghĩ ra, sắc mặt thay đổi, đại thiếu gia, thuốc của lão gia, vốn là có, nhưng vừa rồi xảy ra vụ nổ, không biết đã rơi ở đâu rồi. Cái gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe được tin này. Sắc mặt Lục Kiệu cũng trở nên tái nhợt. Các gia tộc lớn cũng hai mặt nhìn nhau, ai cũng không ngờ tới, Lục Phiên sẽ bị Vương Nhất dọa cho bệnh tim tái phát. Lục Kiệu, cứu ông, cứu ông. Lục Phiên nằm dưới đất, hai mắt đã cực kỳ vẩn đục. Ông ta vươn tay về phía Lục Kiệu, muốn cầu cứu. Lúc này Vương Nhất cũng đã dừng tay lại, lạnh lùng mà nhìn. Ai cũng không thể ra tay cứu Lục Phiên, giờ phút này, có thể tự giúp mình giúp đã là tốt rồi. Phi Y Chi Lục Kiệu đột nhiên quỳ xuống, ngửa đầu nhìn về phía Tử La Lan phía trên, cầu xin nói, phu nhân, ông nội tôi đã mắc bệnh tim, xin ngài, mở cửa sân vận động ra, đưa ông nội tôi đi cấp cứu. Cái gì, bệnh tim? Tử La Lan chăm chú theo dõi cảnh tượng phía dưới, nhìn thấy Lục Phiên ngã ra đất, tưởng rằng là bị Vương Nhất đánh, không ngờ lại là mắc bệnh tim. Trên mặt cô ta mang theo ý cười lạnh, trong mắt ngập tràn khinh miệt nói, ông ta đã hơn 70 tuổi. Sinh lão bệnh tử là bình thường, nếu muốn tôi mở cửa sân vận động, vậy thì không có khả năng, nếu các người nhân cơ hội này chạy thoát thì sao? Sẽ không đâu, tôi sẽ không chạy,
tôi chỉ muốn đưa ông nội đến bệnh viện thôi. Lục Kiệu đã dập đầu. Tử La Lan vẫn thờ ơ như trước, mạng người đối với cô ta mà nói, là một trò đùa có thể không mà thôi. Cứu bảy Lục Viên còn muốn kêu cứu, nhưng mà, ngay cả chữ, mạng, cũng chưa nói hết, ông A đã không còn tiếng động nào nữa. Ông nội, cả sân vận động, quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết của Lục Kiệu. Lục Viên kiêu hùng một thời, cứ như vậy mà chết. Lục Viên xuất thân là nông dân, khi còn trẻ cũng từng trải qua chiến loạn. Ở thời đại ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn phải chú ý mưa bom bão đạn trên trời từng giây từng phút, kiêng dè người khác là một chuyện rất cao thượng. Lục Viên cũng không phải một người cao thượng. Sau khi thành lập nhà họ Lục, ông ta vẫn luôn nói với con cháu mình, người không vì mình, trời tru đất diệt. Còn ông ta thấm nhuần những lời này, lại truyền những lời này cho cháu ông ta, cũng chính là Lục Kiệu. Dựa vào loại tinh thần này, nhà họ Lục không ngừng lớn mạnh, cuối cùng biến thành gia tộc đứng đầu trong ba đại hào môn Giang Thành. Ông ta là một thế hệ kiêu hùng. Kiêu hùng như thế nào? Thuận theo thời thế chiến loạn mà sinh tồn, thà rằng mình phụ người trong thiên hạ, nhưng người trong thiên hạ không thể phụ mình. Vậy nên, khi Tử La Lan nói ra, ai bắt được Lý Khinh Hồng hoặc là Vương Tử Lam, thì có thể không thể chết, nhà họ Lục không hề do dự mà ra tay. Còn mạng của những gia tộc khác sao? Ông ta không từng suy xét qua. Một kẻ kiêu hùng như vậy, lại bị Vương Nhất dọa cho bệnh tim tái phát mà chết. Khiến cho người ta thổn thức, khiến cho người ta cảm thán. Thế sự vô thường. Cả sân vận động đều lặng ngắt như tờ, tràn ngập một loại bi thương sâu sắc. Lục Viên đã chết, những gia tộc khác cũng vui vẻ gì, ngược lại, lại có một loại cảm giác bi thương như câu một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Ai cũng biết, Lục Viên tuy rằng đã quá 70, nhưng vẫn là định hải thân châm của nhà họ Lục. Lục Viên đã chết, khoảng cách nhà họ Lục đi đến diệt vong, đã không còn xa nữa rồi. Nhà họ Lục diệt vong, ngay sau đó, sẽ là nhà ai? Tất cả các gia tộc đều căng như dây cung, ngẩng đầu nhìn lên phía Tử La Lan. Tử La Lan vẫn đứng ở phía trên, vẻ mặt nghiền ngẫm, vậy mà chết rồi à? Chẳng thú vị gì cả. Theo những lời này vừa ra, ánh mắt những gia tộc phía dưới nhìn cô ta không hề giống nhau. Không hề cẩn thận dè dặt như trước đây, mà ngược lại, trong mắt đều ngập tràn tức giận, coi mạng người như cỏ rác như vậy, cho dù cuối cùng có hoàn thành yêu cầu của cô ta, bọn họ thật sự có thể sống sao? Ánh mắt Vương Nhất thương xót nhìn những gia tộc đó. Bọn họ cho rằng đang tự cứu mình, không ngờ rằng, vẫn khó lòng thoát được cái chết. Cách nói thuận thì sống nghịch thì chết, vốn đã chẳng hề tồn tại. Đừng nói bọn họ, chính Lý Tỉnh Sở phía sau Tử La Lan, cũng bị dọa sợ im lặng như ve sâu mùa đông, mồ hôi lạnh chảy ròng. Anh giết ông nội tôi. Đột nhiên, Vương Nhất nghe được một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo. Tầm mắt mọi người, lại tập trung xuống người Lục Kiện đang quỳ dưới sân vận động. Anh ta vẫn quỳ gối, nhưng lúc này đã ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo oán độc nhìn chăm chăm Vương Nhất. Vương Nhất nhíu mày, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước, chính ông nội anh tái phát bệnh tim mà chết, liên quan gì đến tôi? Nếu không phải anh khiến cho ông nội tôi sợ hãi, ông ấy sao có thể tái phát bệnh tim chứ? Lục Kiện lạnh băng nói ra, anh ta chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất, như thể đang nhìn kẻ thù giết cha. Ánh mắt Vương Nhất cũng dần lạnh xuống, nhà họ Lục các người không nên chết sao? Bắt vợ con tôi, ngay cả một bé gái 5 tuổi cũng không tha, theo tôi thấy, ông ta chết chưa hết tội. Có lẽ tôi hắn là nên ra tay với các người sớm, để lại cũng chỉ là tai họa. Ngữ khí của Vương Nhất bình tĩnh, như thể đang nói một chuyện bình thường vậy. Ngay cả khi Lục Viên không tái phát bệnh tim, Vương Nhất cũng sẽ bóp gáy cổ ông ta. Chẳng qua bệnh tim của Lục Viên tái phát, sẽ ít thê thảm hơn mà thôi. Hơn nữa, anh không nên hận tôi, nếu có hận cũng nên hận người phụ nữ phía trên kia. Vương Nhất chuyển đề tài, chỉ về phái Tử La Lan đang ở phía trên nói với Lục Kiệu. Những lời này, lại càng chọc giận sát ý trong lòng Lục Kiệt. Anh giết ông nội tôi, cũng không hối hận, một khi đã như vậy. Vậy anh tìm chết đi. Anh ta điên cuồng gào lên, Lục Kiện đột nhiên lấy súng lục bên hông của vệ sĩ, chỉ về phía Vương Nhất. Bùm! Tức khắc, trong mắt tất cả mọi người đều là cảnh giác. Lục Kiệu, anh muốn làm gì, mau bỏ súng xuống. Hạ Lãm tức giận mắng Lục Kiệu. Nhưng Lục Kiệu không những không bỏ súng xuống, ngược lại còn chậm chậm đi tới. Trên mặt anh ta tràn ngập điên cuồng, Vương Nhất, ông nội tôi đã chết, tôi cũng không còn gì nuối tiếc.
giết anh, bái tế linh hồn ông tôi trên cao, đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho ông ấy. Không được. Lý Khinh Hồng lúc này đã ở bên phía họ Lý, ôm Vương Tử Lam thất thanh kêu lên sợ hãi. Càng lúc càng thú vị. Tử La Lan rất hứng thú nhìn tình hình phía dưới, đúng lúc nhắc nhở, còn nửa tiếng nữa, mong các vị chú ý thời gian. Những lời này không thể nghi ngờ càng khiến mọi người thêm áp lực. Thời gian bom nổ, còn nửa tiếng. Mục Lang, võ sĩ cũng cảm giác được áp lực. Ánh mắt Vương Nhất lạnh lẽo liếc Tử La Lan một cái, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn Lục Kiệu. Đây là lần thứ hai trong ngày, anh bị người khác dùng súng chỉ vào đầu. Một người dùng súng chĩa về phía anh là Hồng Giác Hải, đã chết rồi. Anh bất đắc dĩ gật đầu với Lục Kiệu, anh sẽ không thật sự cảm thấy, dựa vào một khẩu súng có thể giết tôi chứ. Hai mắt Lục Kiệu nhìn chằm chằm anh, lắc đầu, tôi biết, chỉ dựa vào một khẩu súng không thể giết được anh, dù sao là đại sư của Hiệp hội Võ Đạo cũng không phải đối thủ của anh. Vương Nhất không nói gì, chỉ nheo đôi mắt lại, đánh giá anh ta rất lâu. Lục Kiệu không phải kẻ ngốc. Đối với anh cho dù là súng ống cũng không có khả năng đối phó được với anh. Đoàng. Nhưng ngay sau đó, anh ta đột nhiên thay đổi hướng súng, nhắm ngay vào Lý Khinh Hồng đứng ở phía họ Lý. Anh không sợ súng, nhưng vợ anh thì sao? Hành động này, tất cả mọi người đều không ngờ tới. Tức khắc, sắc mặt Lý Khinh Hồng tái nhợt. Sắc mặt Vương Nhất cũng biến đổi, cả khuôn mặt đều trở nên vô cùng lạnh lùng. Anh không ngờ được rằng, ngay trước mặt anh, Lục Kiện còn dám làm tổn thương vợ anh. Lý Thế Nhân đã bảo vệ Lý Khinh Hồng, Vương Nhất cũng yên tâm hơn một chút. Ánh mắt anh trầm xuống, dưới tình huống này, anh còn cơ hội nổ súng sao? Lục Kiệu không nói gì, chỉ tiếp tục chĩa súng vào Lý Khinh Hồng. Chẳng qua, súng anh ta cầm trong tay, lòng bàn tay đã đầy mồ hôi. Lý Thế Nhân chắc chắn là cao thủ, cho dù có lệnh của Tử La Lan, không thể ra tay, nhưng cũng có thể bảo vệ Lý Khinh Hồng. Viên đạn căn bản không làm bị thương được Lý Khinh Hồng. Nhưng chỉ cần Lục Kiệu còn cầm súng, mọi người đều không thể buông lỏng được. Lực chú ý của mọi người đều tập trung trên người Lục Kiệu. Ai cũng không nhìn thấy, một bóng dáng đang lặng lẽ tới gần. Gã đi tới phía sau Lý Khinh Hồng, đột nhiên đẩy mạnh cô một cái. Đột nhiên dưới tình huống không phòng bị, Lý Khinh Hồng bị đẩy ra ngoài, thân thể lập tức mất cân băng, lảo đảo lao về phía trước. Vương Tử Lam trong lòng cũng ngã xuống theo. Tử La Mồ. Cho dù có bị ngã, Lý Khinh Hồng vẫn bảo vệ con gái mình. Một chút biến chuyển này khiến Lục Kiệu chú ý. Anh ta không chút do dự bắn một phát. Đoàng. Một viên đạn nháy mắt bắn ra từ nòng súng đen ngòm. Khinh Hồng. Sắc mặt Vương Nhất thay đổi, cả người theo bản năng nhào về phía Lý Khinh Hồng. Lý Thế Nhân cũng không ngờ rằng sẽ có người ở phía sau đẩy mạnh Lý Khinh Hồng, sắc mặt cũng thay đổi. Nhưng mà đã chậm. Khi tất cả mọi người đều cho rằng Lý Khinh Hồng chắc chắn sẽ chết, một bóng người cũng lao như điên về phía Lý Khinh Hồng. Đúng là Vương Nhất, anh dùng máu thịt của mình, bảo vệ Lý Khinh Hồng chặt chẽ. Phụt. Cũng trong nháy mắt, viên đạn kia cũng xuyên thủng lưng Vương Nhất. Một đóa hoa máu đỏ tươi nở rộ, máu tươi chớp mắt nhuộm đỏ vạt áo Vương Nhất. Im lặng. Bốn phía yên tĩnh. Tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, không thể tin được một màn này. Ai cũng không ngờ, Vương Nhất sẽ bảo vệ Lý Khinh Hồng như điên loạn. Ngay cả Lý Thế Nhân cũng không ngờ tới, nhìn một màn này, yết hầu ông ta lên xuống, tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Vương Nhất, ngây ngốc nhìn vài giây, Lý Khinh Hồng lúc này mới phản ứng lại, ôm chặt bả vai Vương Nhất, vẻ mặt đầy hoảng loạn. Anh chảy máu, chảy nhiều máu quá. Nước mắt Lý Khinh Hồng cũng như ngọc trai rơi xuống, điên cuồng lấy khăn giấy ra lau cho Vương Nhất. Nhưng cho dù có lau thế nào, cũng không lau sạch được, ngược lại càng chảy ra nhiều hơn. Thậm chí còn bắn lên mặt Lý Khinh Hồng. Vương Nhất ôm Lý Khinh Hồng, cười nói, anh không sao cả, vết thương nhỏ không đáng lo. Anh còn nói không đáng lo, đã chảy nhiều máu như vậy, sao anh còn muốn xông ra? Lý Khinh Hồng khóc đến nồi không nhìn ra dáng vẻ gì. Nhìn Lý Khinh Hồng như vậy, tất cả mọi người nhìn nhau. Mấy người hạ lãm. Thậm chí đã quên mất kêu ra tiếng. Từ khi nào, Lý Khinh Hồng lại thể hiện một mặt cảm xúc yếu mềm như vậy với người bên ngoài chứ? Cũng chỉ vì Vương Nhất bị thương, mới có thể khóc thành như vậy. Ha ha ha! Phía sau truyền đến tiếng cười lớn của Lục Kiệu, họ Vương kia, quả nhiên Lý Khinh Hồng chính là điểm yếu của anh,
tôi muốn nhìn xem, anh có thể ăn mấy viên đạn. Hai mắt Vương Nhất lạnh băng, anh cho rằng, tôi trúng một viên đạn, thì không được nữa sao? Giọng nói vừa ra, Vương Nhất vậy mà chậm rãi đứng dậy. Ôi rõ ràng đã trúng một viên đạn, lại như thể người không sao cả. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều giật mình. Lục Kiện cũng giật mình, anh sao lại không xảy ra chuyện gì? Người bình thường, khi trúng đạn, cho dù chỉ là bả vai cũng chẳng thể đứng dậy nổi. Sao Vương Nhất lại chỉ như bị muỗi đốt vậy? Vương Nhất lạnh lùng cười, cũng không nói gì. Trên chiến trường anh bị thương nặng, vẫn có thể đỉnh thiên lập địa. Đừng nói đến chỉ bị một viên đạn nhỏ nhoi bắn trúng vai. Đối với anh mà nói, căn bản chẳng ảnh hưởng gì cả. Ngay sau đó, hai mắt Vương Nhất bắn ra hai mũi nhọn, nổ súng với vợ con tôi, không ai cứu được anh đâu. Vừa dứt lời, một chân Vương Nhất hung tợn đá về phía Lục Kiệu. Lực chân mạnh mẽ, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều thay đổi sắc mặt. Nếu ai phải chịu một đạp này, chắc chắn sẽ bị đá chết tươi. Lục Kiệu cũng sợ hãi, vừa định nổ súng, đột nhiên trên tay truyền đến một cơn đau đớn. Sau đó đã mất đi cảm giác. Vương Nhất nắm lấy cẳng tay Lục Kiệu, bẻ mạnh. Rắc rắc, cổ tay của anh ta bị bẻ gấy 90 độ, còn mơ hồ thấy được cả xương trắng. Em ơi! Hiện trường truyền đến tiếng kêu như giết lợn của Lục Kiệu. Anh ta ôm lấy cánh tay bị gấy, súng lục xoảng một tiếng rơi xuống đất. Kết thúc rồi, nhà họ Lục, đã bị hủy diệt. Ngữ khí của Vương Nhất nhàn nhạt, ngay lúc chuẩn bị chấm dứt Lục Kiệu. Vù vù vù. Phía sau đột nhiên truyền đến một cơn gió sắc bén, đánh úp sau lưng Vương Nhất. Vương Nhất căn bản cũng không định trốn, quay đầu đấm một quyền qua. Bốp! Bóng dáng kia loảng xoảng lùi lại mấy bước, kinh ngạc nhìn Vương Nhất. Ánh mắt Vương Nhất hơi run rẩy. Đó là một vũ khí chiến tranh. Chăn một chiêu chí mạng cuối cùng của Vương Nhất, không phải ai khác mà chính là vũ khí chiến tranh của tổ chức quỷ quái. Tất cả bọn họ đều là kết quả sinh ra của những thứ quỷ quái đã trải các loại thí nghiệm, một nửa là máy móc kim loại, một nửa lại là cơ thể sống. Đọc tại tiuyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Ánh mắt Vương Nhất lạnh lẽo, nhìn chăm chăm những vũ khí chiến tranh đó, các người, cũng muốn nhúng tay vào sao. Thù với lũ quỷ quái này, anh đương nhiên sẽ tìm thời gian phù hợp thanh toán, nhưng không phải bây giờ. Còn Lục Kiệu, đã sợ tới mức không được, run rẩy trốn đến phía sau đám người, vẻ mặt hoảng sợ nhìn vũ khí chiến tranh kia. Cứu tôi, cứu tôi. Những người nhà họ Lục khác, vẻ mặt cũng đều nghiêm nghị, cảnh giác nhìn Vương Nhất và vũ khí chiến tranh. Bọn họ rất rõ ràng, vũ khí chiến tranh cũng không phải đứng về phía bọn họ. Đặc biệt là khi cỗ máy chiến tranh vừa xuất hiện, đã phong tỏa toàn bộ sân vận động, hơn nữa đã bắn chết mấy người không tuân thủ quy tắc. Vũ khí chiến tranh sẽ cứu Lục Kiệu, vậy thì nhất định là đã nghe lệnh của Tử La Lan. Kha kha, thực lực của anh quá mạnh mẽ đến nỗi đủ để ảnh hưởng đến cân bằng của trò chơi, nhưng tôi sẽ không hạn chế anh. Phía trên bỗng truyền đến tiếng cười của Tử La Lan. Vẻ mặt cô ta mang ý cười nhìn Vương Nhất, ánh mắt cay tựa như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật. Tôi sẽ khiến những cỗ máy chiến tranh đó gia nhập cục diện, để lúc thích hợp duy trì cân bằng, vừa lúc cũng có thể trải nghiệm tình hình ổn định của vũ khí. Dứt lời, cô ta nhìn về phía nhà họ Lục, có thể sống sót hay không, phải xem tạo hóa của các người. Vừa dứt lời, mấy người Lục Kiệu hai mặt nhìn nhau, sắc mặt tái nhợt. Tử La Lan đã nói rất rõ ràng. Cô ta để những cỗ máy chiến tranh này gia nhập cuộc chiến, căn bản không phải nổi lên lòng tốt, cứ nhà họ Lục gì, mà là thử nghiệm tính năng của vũ khí chiến tranh. Bằng một lần thực nghiệm, mọi người đều là chuột bạch. Vương Nhất cười nhạo, thứ lỗi cho tôi nói thắng, những thứ vũ khí chiến tranh này, căn bản là chẳng thể dùng. Ánh mắt Tử La Lan trầm xuống, nhìn Vương Nhất nói, sao anh biết nó vô dụng? Đây là thí nghiệm vĩ đại nhất, nếu phát minh này thành công. Đủ để thay đổi vận mệnh thế giới. Trong mắt Tử La Lan mang theo cuồng nhiệt sâu thẳm, nói. Vương Nhất không nói chuyện nữa, chỉ ngơ ngác nhìn những vũ khí chiến tranh đó. Tiến bộ của con người cũng không rời khỏi chiến tranh. Từ xưa đến nay, cho dù là nơi nào giành được thắng lợi, đều có thể mang đến phát triển vượt bậc. Mà thứ thúc đẩy tất cả, chính là tiền. Những vũ khí chiến tranh này nếu thật sự được nghiên cứu chế tạo thành công, tương lai có thể thay thế binh lính chiến trường tham chiến hay không, thay thế toàn bộ, trở thành một cỗ máy chiến tranh trên chiến trường sao? Vậy sẽ thật sự là vũ khí sinh ra để giết chóc?
May mà những vũ khí chiến tranh này còn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Không ai được phép coi thường vũ khí chiến tranh của tôi, giết hắn cho tôi. Tử La Lan chỉ vào Vương Nhất, ra lệnh cho vũ khí chiến tranh. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Nhất thời, bốn phương tám hướng đều truyền đến âm thanh chấn động mặt đất. Các vũ khí chiến tranh vốn đang trấn thủ ở các cửa ra vào của sân vận động, tất cả đều tập trung lại đây. Số lượng dày đặc ước chừng phải hơn 100 cô. Mỗi một vũ khí chiến tranh thân hình đều cao lớn, một nửa là cơ thể sống, một nửa là kim loại chế tạo thành. Phần nửa thân thể máy trang bị đủ loại kiểu dáng vũ khí lạnh từ đao, thương đến mâu, rìu. Tất cả chúng đều lao về phía Vương Nhất, hào hùng sát khí. Vương Nhất, thấy một màn như vậy, Lý Khinh Hồng như điên rồi, muốn chạy về phía Vương Nhất. Nhưng đã bị Lý Thế Nhân giữ chặt lại, không thể qua đó. Nguy hiểm. Những gia tộc khác nhìn thấy những vũ khí chiến tranh này, cũng đều sợ hãi. Một vài cao thủ của Hiệp hội Võ Đạo, sắc mặt cũng nghiêm nghị. Những vũ khí chiến tranh mang nửa thân kim loại này, dùng toàn lực đánh ra, đánh vào có thể bị rách ra, mà khi vũ khí chiến tranh dùng một quyền đấm qua, khả năng sẽ chết tươi luôn. Thế này thì phải đánh thế nào? Bị rất nhiều vũ khí chiến tranh bao vây ở giữa, Vương Nhất căn bản không có bất kỳ sợ hãi nào, mà ngẩng đầu nhìn về phía Tử La Lan, hỏi. Các người nghiên cứu những vũ khí chiến tranh này là vì lý do gì? Tử La Lan cũng không kiêng dè chút nào, rất đơn giản, chúng ta đoán ra, chiến tranh tương lai, rất có khả năng sẽ trở về thời đại chiến tranh vũ khí lạnh. Vũ khí nóng có thể thay thế được thời đại vũ khí lạnh, nguyên nhân là ở con người. Nếu biến binh lính thành những vũ khí chiến tranh toàn thân bọc sắt thép, vũ khí nóng không phải sẽ vô dụng sao? Nghe Tử La Lan nói xong, gần như tất cả mọi người đều theo bản năng lạnh cả người. Không ngờ tới, người đàn bà này vẫn là một kẻ cuồng chiến tranh. Thật ra, cô ta nói có vài phần đạo lý. Thời đại vũ khí nóng súng ống có thể thay thế thời đại vũ khí lạnh, nguyên nhân rất lớn chính là phát minh ra thuốc súng. Nếu thân thể có thể đao thương bất nhập, thời đại súng ống không phải sẽ vô dụng sao? Trừ phi là vũ khí hạt nhân hạng nặng, nếu không lông tóc chẳng hao tổn gì. Vương Nhất cười cười nói, lời này là vô căn cứ, bà thật sự cho rằng mớ sắt vụn này sẽ có tác dụng sao? Vậy, thử xem. Tử La Lan cười lạnh một tiếng, sau đó ra lệnh, lên cho tôi. Âm ầm ờ một tức khắc, tất cả mọi người nhìn thấy, tất cả vũ khí chiến tranh đều lao về phía Vương Nhất. Mấy trăm bóng dáng trực tiếp bao phủ Vương Nhất. Thậm chí không hề ra tay, chỉ đè ép xuống, đã bao phủ Vương Nhất rồi. Bát thấy một màn như vậy, sắc mặt tất cả mọi người tái nhợt, mở to hai mắt. Đám người Hạ Lãm, Hồ Hoàng Việt gương mặt không thể tưởng tượng, không thể tin nhìn một màn trước mắt. Thân thể Lý Khinh Hồng cũng mềm nhũn, ngã ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn một màn này. Ai có thể ngờ được, trước mặt nhiều vũ khí chiến tranh như vậy, Vương Nhất sao có thể chịu một kích. Bị vũ khí chiến tranh bao phủ, xác suất còn sống gần như bằng không. Lục Kiệu cũng ngơ ngác nhìn một màn này, ngay sau đó, anh ta điên cuồng cười lên. Ha ha ha, đúng là không biết lượng sức mình, so với những vũ khí chiến tranh này sao, anh là cái dám gì? Còn muốn giết tôi, tới đây đi, tới giết tôi đi, ha 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 ha. Biết Phương Nhất bị vũ khí chiến tranh giết chết, Lục Kiện vui sướng mà cười ha ha. Tử La Lan phía trên cũng lộ ra ý cười nhàn nhạt. Không ai có thể khinh thường vũ khí chiến tranh của cô ta. Vậy thì như anh mong muốn. Đột nhiên, những vũ khí chiến tranh phía dưới đều truyền đến một âm thanh quen thuộc. Nghe thấy âm thanh này, Lục Kiệu vốn đang cười to cũng như thấy quỷ, tiếng cười đột nhiên im bặt. Ngay cả Tử La Lan cũng không thể tin nổi mà nhìn về. Hô hô hô, chỉ nghe thấy một loạt tiếng động phá gió, cô ta theo bản năng quay đầu nhìn lại. Một khối cánh tay đã trở thành một đống sắt vụn, như thiên thạch ném về phía cô ta. Cái gì? Tử La Lan cũng đã chịu đủ kinh hãi, gương mặt đẹp cũng trăng bệch. Đây rõ ràng là một nửa phần kim loại của vũ khí chiến tranh, vậy mà bị Vương Nhất xé thành hai nửa, rồi ném qua đây. Bị kim loại ném đến, có lẽ là sống sờ sờ bị ném tới. Cẩn thận! Người đàn ông cách đó không xa vẫn luôn không nhúc nhích xuất hiện bên cạnh Tử La Lan, lôi cô ta ra. Loảng xoảng, vị trí cô ta vừa đứng, ầm ầm sập xuống. Thang máy bị cánh tay kim loại kia đập rơi xuống, phát ra tiếng động inh tai nhức óc. Không có thang máy, người đàn ông mặc áo choàng chỉ có thể đưa Tử La Lan đến chỗ cao nhất của khán đài.
Giờ Tử La Lan đã sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, chỉ cần người đàn ông mắc áo choàng chậm thêm chút nữa thôi là cô ta sẽ bị đập chết. Cảnh này khiến mọi người ấn tượng rất sâu đậm. Hơn nữa theo ánh nhìn của mọi người, thấy Vương Nhất sừng sững phía trên gần đó, nhìn mọi người với ánh mắt hờ hững. Vương Nhất! Ngài Vương! Lý Khinh Hồng, vượt qua những người khác, cũng rốt rít hét lên. Vừa rồi khi tất cả các binh khí chiến tranh bao vây, mọi người đều cảm thấy Vương Nhất phải chết không nghi ngờ. Sắc mặt Tử La Lan đen xì, không khó đoán, chắc cô ta cũng chạy trốn giữa chừng. Lục Kiệu thấy cảnh đó cũng sợ đến mức hôn bay phách lạc. Sao, sao anh không chết? Trên mặt Vương Nhất hiện lên nụ cười khinh thường, đống sắt vụn đó sao có thể khiến tôi bị thương được chứ? Vừa dứt lời, Vương Nhất đã buông người nhảy xuống. Sau đó anh đi về phía Lục Kiệu. Chẳng phải anh để tôi giết anh sao, tôi sẽ làm như anh mong muốn. Giọng điệu Vương Nhất bình thản, bước nhanh về phía Lục Kiệu. Thình thịch, Lục Kiệu sợ tới mức ngồi lăn lông lốc dưới đất, liên tục lùi ra đằng sau. Đừng đến đây, phu nhân, cứu tôi, cứu tôi. Lục Kiệu tuyệt vọng hét to, anh ta nhận ra từ ánh mắt Vương Nhất rằng anh thật sự muốn giết anh ta. Nhưng chính Tử La Lan cũng rất sợ, cô ta nào có sức để quản người khác. Răng rắc. Vương Nhất trực tiếp bóp gáy cổ Lục Kiệu. Tất cả quá trình đều vô cùng nhanh chóng, cứ như xảy ra trong chớp mắt. Mọi người vẫn chưa kịp phản ứng lại, cơ thể Lục Kiệu đã mềm oặt ngã xuống đất. Từ nay về sau, Giang Thành không còn nhà họ Lục. Tiếng nói bình tĩnh của Vương Nhất quanh quẩn vang vọng trong sân vận động, các gia tộc xung quanh nhìn nhau. Hạ Lãm và Hồ Hoàng Viện nhìn nhau, không ngờ nhà họ Lục tranh đấu với họ gần nửa thế kỷ lại diệt vong như vậy. Những người khác của nhà họ Lục cũng như thế, vẻ mặt họ ngây dại. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Sau đó họ tuyệt vọng quỳ xuống cúi đầu với Vương Nhất. Ngài Vương, chúng tôi không phải dòng chính của nhà họ Lục, kể chuyện của họ, anh có thể buông tha cho chúng tôi được không? Vương Nhất liếc nhìn tất cả bọn họ, anh nói o, tất cả các gia tộc, gia chủ từng ra tay với vợ và con gái của tôi, người nào tự sát, thì tôi mới buông tha cho gia tộc đó. Nếu không, kết cục của nhà họ Lục chính là kết cục của các người. Dầm. Những lời nói vừa ngôn cuồng vừa thẳng thắn này khiến cho sắc mặt những gia tộc từng ra tay với Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam đều trở nên xám cho. Các gia tộc, gia chủ sợ đến mức nhũn cả người, chẳng lẽ họ phải lấy cái chết để chứng minh hay sao? Lúc này, Tử La Lan đã trở lại bình thường, cô ta nhìn Vương Nhất với ánh mắt quái gở, nói tôi mới có tư cách quyết định tất cả mọi người ở đây. Anh chỉ may mắn tránh thoát được sự tấn công của cỗ máy chiến tranh mà thôi. Vương Nhất buồn cười nhìn cô ta, cô nghĩ rằng tôi gặp may sao? Chẳng lẽ không phải sao? Sắc mặt Tử La Lan khó coi, anh phản ứng rất nhanh, ngay khi cỗ máy chiến tranh tấn công, anh đã né tránh, còn tiện tay phá hủy binh khí chiến tranh. Giọng nói Tử La Lan chứa đầy giận dữ, mỗi một binh khí chiến tranh cần phải thí nghiệm rất nhiều lần mới có thể chế tạo thành công. Ít nhất phải tốn khoảng 100 triệu mới có thể chế tạo được nhưng lại bị Vương Nhất phá hủy dễ dàng như vậy. Sao Tử La Lan lại có thể không đau lòng được cơ chứ? Vương Nhất cười, hay là cô bảo những binh khí chiến tranh đó tấn công tôi lần nữa thử xem, cô sẽ phát hiện ra chúng nhanh chóng báo hỏng thôi. Anh nghĩ tôi không dám sao? Lúc này Tử La Lan đã giận đến mất lý trí. Cô ta đang định ra lệnh cho cỗ máy chiến tranh khác tiếp tục tấn công thì người đàn ông mặc áo choàng bên cạnh giữ cô ta lại. Chỉ đồng hồ cắt đã thấy đáy. Lúc này Tử La Lan mới tỉnh táo lại, cô ta nhìn Vương Nhất với ánh mắt lạnh lùng, mối thù này lần sau tôi sẽ trả đủ cho anh. Nhiệm vụ của cô ta là dụ ẩn chủ gia. Nếu không, cô ta làm to chuyện, bắt nhiều người làm con tin thế để làm gì? Cô ta quay về dáng vẻ cười tươi lộ lúm đồng tiền như hoa, nhìn tất cả mọi người, sắp hết một tiếng rồi, các người vẫn chưa bắt được Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam, cũng chẳng lôi được ẩn chủ ra. Vậy các người nói tôi nên trừng phạt các người thế nào đây? Giọng nói của Tử La Lan vẫn dễ nghe như cũ, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy sát ý đậm sâu. Dâm! Ngay lập tức, sắc mặt mọi người đều trở nên tái nhợt. Nếu không tìm thấy ẩn chủ trong thời gian quy định, cô ta sẽ kích nổ tất cả bom tại sân vận động này. Nếu không tìm thấy người mà tôi muốn tìm, vậy các người còn có tác dụng gì đâu? Hay là, tất cả chết hết đi? Tử La Lan từ từ lấy một chiếc điều khiển từ xa, trên mặt nở nụ cười tàn nhãn. Lúc này trái tim mọi người đều giật thót. Sắc mặt Mục Lang đen xì, cô đừng làm bậy, nơi này hoàn toàn chẳng có ẩn chủ mà cô muốn tìm. Anh ta chắc chắn ẩn chủ không có ở đây,
thì sao có thể tìm thấy người đó? Trong mắt Tử La Lan hiện lên một tia sắc bén, tôi nói có là có, chẳng qua các người không phát hiện ra mà thôi. Nói xong, cô ta liếc nhìn Vương Nhất với ánh mắt kỳ lạ. Thật ra cô ta đã phát hiện ra người phù hợp, nhưng vẫn chưa chắc chắn. Bắt nhà họ Lục và những gia tộc khác bắt Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam cũng chỉ để thử. Nhưng dĩ nhiên ẩn chủ không hề cắn câu. Chờ chút. Bỗng nhiên Võ Si lên tiếng, ông ta nói với Tử La Lan, nếu cô kích nổ tất cả bom ở đây, vậy ít nhất vụ nổ cũng sẽ ảnh hưởng trong phạm vi 100 dặm, chúng tôi chết vì vụ nổ, cô cũng thế. Vậy cô muốn chết cùng chúng tôi hay sao? Những gia tộc khác như bắt được cọng rơm cứu mạng, họ nhìn chằm chằm Tử La Lan. Họ tình nguyện tin cô ta đang nói quá. Nhưng Tử La Lan chỉ cười nhạt, các ông không cần lo chuyện này, chỉ cần các ông muốn thì kể cả bom nổ tôi cũng không chết. Âm ầm. Cô ta vừa nói xong, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi. Khi bom nổ, cô ta sống sót như thế nào? Ánh mắt Vương Nhất dừng trên người đàn ông mặc áo choàng đằng sau Tử La Lan. Sắc mặt anh trở nên lạnh lẽo, người đàn ông mặc áo choàng này hẳn là Rơi, mà trước kia đối mặt với anh. Rơi thật sự. Anh nhớ mang máng, Rơi có thể bay. Vương Nhất cười mỉa mai rồi nói Tử La Lan, cách mà cô nói chỉ e cũng phải nhờ người đằng sau đưa cô rời khỏi đây đúng không? Gương mặt Tử La Lan cứng đờ, Vương Nhất nói vậy như xuyên thủng ý định của cô ta. Thật ra, ngay lúc phát nổ, cô ta sẽ để con Rơi đưa mình rời khỏi đây. Dù sao mấy người Bác Lâm đã bị cô ta vứt bỏ. Ông ta đã gần hết giá trị lợi dụng, chờ xong việc này, ông ta sẽ hết tác dụng. Tử La Lan không trả lời, chỉ nhìn mọi người nói, nếu các ông không tìm ra người mà tôi cần, vậy các ông cũng hết tác dụng. Vừa dứt lời, cô ta định kích nổ quả bom. Trái tim mọi người đều nhảy vọt lên, thậm chí còn có người ôm chặt nhau. Nếu bom nổ thì mọi người đều phải chết. Chờ chút. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Nhất với ánh mắt ngạc nhiên. Hả? Tử La Lan cũng nhìn Vương Nhất với ánh mắt kinh ngạc, anh muốn nói gì sao? Cô ta thấy Vương Nhất chậm rãi bước lên phía trước, tôi biết người cô muốn tìm ở đâu. Âm ầm. Anh vừa nói xong, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Ngay cả Mục Lang cũng nhìn anh đầy khó tin. Anh nói là ẩn chủ thật sự sao? Anh ta ở đâu? Vẻ mặt Tử La Lan vô cùng kích động. Vương Nhất cười, tôi có thể nói cho cô, nhưng cô phải thả tất cả mọi người rời khỏi đây trước đã. Ngay lập tức ánh mắt Tử La Lan tối sầm, không thể nào. Nếu Vương Nhất lừa cô ta, vậy chẳng phải cô ta sẽ thất bại trong gang tấc hay sao? Trên mặt Vương Nhất vẫn hiện lên nụ cười nhạt, anh chọn đường sống sao? Mục đích của cô chỉ là để tìm người, không tiếc nổ chết tất cả mọi người có nghĩa là cô không quan tâm đến tính mạng của họ, với cô thì họ chẳng có chút giá trị nào. Tôi không giống họ, tôi biết người cô muốn tìm, còn nhiều giá trị hơn, nên lấy hay bỏ, cô không biết chọn nên chọn cái nào ư. Nói đến đây, Vương Nhất nhìn cô ta với ánh mắt hài hước. Quả nhiên, Tử La Lan im lặng. Sắc mặt cô ta thay đổi liên tục như đờ nác do dự. Cuối cùng, cô ta hỏi, vậy anh muốn chứng minh thế nào rằng anh không lừa tôi? Tôi không chứng minh được, cũng coi như tin tưởng nhau mà thôi, làm bất cứ điều gì đều phải chấp nhận nguy hiểm. Không ngờ, Vương Nhất lại nói như vậy. Sắc mặt Tử La Lan càng đen hơn, cô ta nhìn chằm chằm Vương Nhất, định tìm kiếm manh mối trên người anh. Nhưng tiếc rằng, Vương Nhất dầu muối không ăn, hoàn toàn chẳng có chút sơ hở nào. Đúng như Vương Nhất nói, nếu không tìm thấy người cần tìm thì bắt cóc nhiều người như vậy cũng vô ích. Lúc lâu sau, Tử La Lan đáp ứng yêu cầu của Vương Nhất, vậy được rồi, tôi thả họ. Cô ta vừa nói xong, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc và vui mừng. Con Rơi đằng sau Tử La Lan cũng giật mình nhìn cô ta. Két két tí cửa sân vận động mở ra, người các gia tộc lao ra ngoài như điên. Bên ngoài có nhiều chiếc xe thiết giáp, một nhóm người cầm súng chĩa vào trong. Đừng nổ súng, là chúng tôi. Thấy người dân trong sân vận động, họ cũng buông súng xuống. Vương Nhất, Lý Khinh Hồng nhìn về phía Vương Nhất với ánh mắt lo lắng. Thật ra cô ta không muốn Vương Nhất làm chuyện như vậy. Cô ta là vợ anh nên cũng có ý muốn riêng. Cô ta không muốn hy sinh chồng mình vì mọi người. Nhưng cô ta chẳng giúp được gì. Đi thôi. Lạc Thanh Hiền túm mạnh Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam kéo đi. Thấy các cô đã rời đi, ánh mắt Vương Nhất trở nên mềm mại. Nhưng nó nhanh chóng quay về lạnh lẽo.
Như lời hứa, tôi đã thả tất cả mọi người, vậy nói cho tôi biết, ẩn chủ đang ở đâu? Tử La Lan nhìn về phía Vương Nhất, hỏi. Bác Lâm cũng vội chạy thoát ra ngoài, sân vận động to như thế chỉ còn một đống ngổn ngang và ba người Vương Nhất, Tử La Lan, cả con rơi. Binh khí chiến tranh đứng bao vây xung quanh. Cô ta thấy Vương Nhất khẽ cười, giọng điệu bình tĩnh nói, tôi chính là ẩn chủ. Tôi chính là ẩn chủ. Tiếng nói bình tĩnh của Vương Nhất vang vọng khắp sân vận động hỗn loạn, một cũng lâu vẫn chưa tan biết. Tử La Lan nhìn Vương Nhất với vẻ khó tin. Anh là ẩn chủ. Sao có thể? Nhưng người đàn ông mặc áo choàng đằng sau rất bình tĩnh, cứ như không hề bất ngờ. Một lúc sau, bỗng nhiên Tử La Lan cười một ô. Cười xong, trong nháy mắt nét mặt cô ta trở nên dữ tợn, anh đùa tôi sao? Sao anh có thể là ẩn chủ được? Anh nói ẩn chủ, là người trộm danh tiếng của ẩn chủ để tham gia đại hộ Bắc Cảnh đó hả? Giống con rơi, Tử La Lan cũng tận mắt thấy toàn bộ đại hộ Bắc Cảnh, cô ta biết trong đại hội này có một người lấy danh ẩn chủ bỗng nhiên xuất hiện, vô cùng tài giỏi, anh ta đã quyết chiến với Lý Thế Nhân rồi cuối cùng, lại vì họ mà trận đánh bị phá hủy. Nhưng cũng không thể phủ nhận sự mạnh mẽ của ẩn chủ. Quả thật anh rất thích hợp làm người được chọn để làm vật chứa, nhưng vẫn kém xa ẩn chủ thật sự. Vương Nhất lắc đầu, nụ cười trên mặt vẫn giữ nguyên, cô sai rồi, tôi không nói nhầm, tôi chính là ẩn chủ. Cô sai người đi bắt Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam để dụ ẩn chủ, thật ra đó là cách đúng đắn nhất. Nói đến đây, Vương Nhất vẫn không quên khen ngợi Tử La Lan, quả thật cô đã thành gạch dưới công, vì tôi chính là ẩn chủ, Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam là vợ và con gái của tôi. Nghe đến đó, vẻ mặt Tử La Lan hơi ngạc nhiên. Nếu vậy có vẻ Vương Nhất đúng là ẩn chủ. Nhưng Tử La Lan vẫn cảm thấy hơi khó tin. Cô ta đã điều tra thông tin của Vương Nhất, anh ta chỉ là một đứa con ở rể mà nhà họ Lý không thèm nhận, sao có thể là ẩn chủ danh tiếng vang dội được cơ chứ? Tử La Lan do dự một lúc lâu, sau đó nhìn chăm chăm Vương Nhất rồi nói tiếp, anh lấy chứng cứ ra tôi mới tin anh là ẩn chủ. Chứng cứ? Vương Nhất cười nhạt, sau đó tiện tay lấy một chiếc huy chương tỏa ánh sáng vàng rực rỡ từ trong ngực, cười nói cái này được coi là chứng cứ không? Huy chương bảo vệ đất nước. Ánh mắt của Tử La Lan và người đàn ông mặc áo choàng lập tức thay đổi, họ nhìn huy chương Vương Nhất đang cầm với ánh mắt khó tin. Huy chương tỏa ánh vàng rực rỡ như được mạ vàng. Đây là huy chương bảo vệ đất nước. Chỉ có cống hiến quan trọng với đất nước mới được đặc cách trao tặng huy chương này. Nửa thế kỷ trước có một người cũng có huy chương bảo vệ đất nước, nhưng đó là một ông lão mà cả đất nước phải biết ơn. Trong gần 50 năm qua, người đạt được huy chương bảo vệ đất nước trẻ nhất trong lịch sử là ẩn chủ của nước Hát. Anh thật sự là ẩn chủ. Vẻ mặt Tử La Lan chấn động, có cái này cuối cùng cô ta cũng phải tin. Người này, cô chắc chắn sẽ biết. Vẻ mặt Vương Nhất ẩn chứa ý cười. Ngay sau đó, anh lấy một chiếc mặt nạ kim loại rồi đeo lên. Ngao lập tức, khí chất cả người Vương Nhất xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cứ như thanh kiếm sắc bén rút ra khỏi vỏ, chấn động linh hồn người ta. Ngay lập tức sắc mặt Tử La Lan thay đổi, là anh. Anh chính là ẩn chủ, anh không lừa ai hết. Vương Nhất lại tháo mặt nạ, nhìn cô ta mỉm cười. Lúc này Tử La Lan mới hiểu rốt cuộc mọi chuyện như thế nào. Thật ra Vương Nhất đã sớm công bố thân phận là ẩn chủ của anh với mọi người. Chẳng qua, không ai tin, ẩn chủ này là ẩn kia. Bất cứ ai lấy danh ẩn chủ, họ đều coi như hưởng ké danh tiếng, lừa đời lấy tiếng. Thời đại này là như vậy, có đôi khi anh nói sự thật nhưng lại chẳng có ai tin anh. Người mặc áo choàng chẳng nói lời nào, chỉ nhìn Vương Nhất với ánh mắt bình thản. Vương Nhất cũng thản nhiên liếc nhìn anh ta. Không biết tại sao, Vương Nhất cảm thấy có một hơi thở quen thuộc từ trên người con rơi kia. Cứ như họ đã biết nhau từ rất lâu về trước. Nói đi, các cô tìm tôi làm gì? Vương Nhất thu hồi ánh nhìn, rồi lại nhìn về phía Tử La Lan, hỏi. Khi nói câu này, anh phóng ra một chút khí thế. Bây giờ đã đến giai đoạn đàm phán, mà đàm phán quan trọng nhất là khí thế. Ở mặt này, Vương Nhất tự tin, anh chắc chắn không yếu hơn người khác. Ánh mắt Tử La Lan nghiêm túc, nếu phải đối mặt với ẩn chủ thật sự thì cô ta phải cẩn thận. Cô cười, rất đơn giản, võng lượng, bọn tôi cũng không có ý xấu, trái lại chúng tôi đến đây để giúp anh giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề. Đọc tại tiuyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Vương Nhất nheo mắt, nhìn cô ta với ánh mắt cảnh giác. Tử La Lan cười,
nói tiếp, mấy năm gần đây, chắc chắn anh đang tìm kiếm một người. Người anh em tốt của anh, Tiêu Minh. SS nghe thế, ánh mắt Vương Nhất càng thêm tối đen, thậm chí sâu trong mắt còn có một tia sát ý lạnh lẽo. Chuyện của Tiêu Minh vẫn luôn là cái gai trong lòng anh. Đây cũng là lý do tại sao anh hận tổ chức Võng Lượng. Lúc này Tử La Lan nhắc lại chuyện trước kia, như gợi lại sát ý của Vương Nhất. Cô thật sự nghĩ rằng tôi không dám giết cô đúng không? Giọng điệu Vương Nhất lạnh lẽo, nói. Trong lòng Tử La Lan sợ hãi, nhưng cô ta vẫn cười nói, đương nhiên không phải, tôi tin rằng nếu anh muốn giết tôi thì kể cả thuộc hạ của tôi có ngăn anh thì tôi vẫn sẽ mất mạng. Vương Nhất không nói gì, chờ cô ta nói tiếp. Tử La Lan cười, nói tiếp, nhưng anh sẽ không giết tôi vì chỉ có tôi biết Tiêu Minh đang ở đâu. Anh ấy ở đâu? Ánh mắt Vương Nhất lạnh lẽo, anh hỏi. Tử La Lan cười khanh khách, anh đừng vội, cứ từ từ nghe tôi nói đã. Đầu tiên, tôi có thể nói cho anh, người anh em tốt của anh vẫn còn sống, vẫn còn đang sống rất hạnh phúc, anh ta cũng có một người phụ nữ để âu yếm. Nói tới đây, Tử La Lan liếc nhìn đống hoang tàn phía sau. Ở đó có một người phụ nữ đang đứng sững sờ như một pho tượng. Cô ta không nhúc nhích mà im lặng rất lâu. Vương Nhất cũng không nói gì, chỉ cảm thấy xót thương cho Khương Nhã Mi. Một người phụ nữ, chờ anh ta 3 năm, nhưng cuối cùng kết quả lại như vậy. Tử La Lan cười, nói tiếp, chỉ cần anh chấp nhận một yêu cầu của tôi là tôi sẽ lập tức cho anh nhìn thấy Tiêu Minh. Vương Nhất híp mắt nhìn cô ta, yêu cầu gì? Tử La Lan cười nói, tham gia vào, Võng Lượng, trở thành đồng bọn của chúng tôi, như thế anh có thể gặp được Tiêu Minh. A Mồ cô ta vừa nói xong, khí thế trên người Vương Nhất lập tức bùng bổ, anh nhìn cô A với ánh mắt nguy hiểm lạnh lùng. Cô muốn chết sao? Nói đùa, anh hận Võng Lượng nhất, sao có thể tham gia Võng Lượng? Chuyện này chẳng khác nào phản bội đất nước. Anh đừng vội, cứ nghe tôi nói hết đã. Tử La Lan cười lớn nói, Võng Lượng chúng tôi có thể thay đổi tương lai của thế giới, bất cứ quốc gia nào không nghe theo đều sẽ bị hủy diệt. Anh biết vụ án toàn nhà nổ mạnh 10 năm trước chứ? Chính chúng tôi gây ra đó. Giọng điệu Tử La Lan bình tĩnh, cứ như đang kể một chuyện hết sức bình thường. Nếu anh tham gia với chúng tôi sẽ không hạn chế sự tự do của anh vẫn có thể sống hạnh phúc với vợ và con gái mình, còn có thể gặp được Tiêu Minh, sao lại không làm cơ chứ? Vương Nhất không nói, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta. Lời này của Tử La Lan nghe như mời chào nhưng thực chất lại là đe dọa. Mối đe dọa rất rõ ràng. Đồng thời Vương Nhất cũng rất ngạc nhiên, không ngờ vụ nổ tòa nhà thế giới gây chấn động toàn cầu mười mấy năm trước lại là do Võng Lượng làm. Việc làm này là để thể hiện sức mạnh của Võng Lượng đối với Vương Nhất. Đây là tổ chức bí ẩn giàu có không ai địch nổi, thế lực trải rộng khắp thế giới. Trở thành kẻ thù của tổ chức quốc tế thế này chẳng phải tự tìm cái chết sao? Cho dù có là ẩn chủ nước hát thì cũng phải thần phục. Sau đó nói cho Vương Nhất những lợi ích khi gia nhập Võng Lượng, dựa trên nền tảng không tước đi cuộc sống vốn có rồi cho lợi nhuận. Vừa ban ân vừa đe dọa khiến người khác không thể từ chối. Thấy Vương Nhất không nói gì, nụ cười trên mặt Tử La Lan càng thêm quái dị, cô ta hỏi thế nào? Gia nhập vào tổ chức của chúng tôi không có hại gì với anh, chỉ có lợi, anh không có lý do gì để từ chối cả. Ánh mắt Vương Nhất lãnh đạm, các cô bắt đại ca của tôi tức là kẻ thù của tôi không làm được việc đầu hàng trước kẻ thù. Vì vậy Tử La Lan lại càng cười vui vẻ hơn, xem ra ẩn chủ cũng là kẻ không có não. Trên đời nào có kẻ thù vĩnh viễn? Chỉ cần có lợi ích thì không người bạn nào không thể kết. Anh nói chúng tôi bắt đại ca của anh. Đúng, chúng tôi đã bắt nhưng chúng tôi không làm hại anh ta, ngược lại bây giờ anh ta còn sống rất tốt. Tử La Lan nhìn Vương Nhất, nói, với anh ta thì đây là một cơ hội, một vận may, anh ta biết ơn chúng tôi là sự thật không thể chối cãi. Kết quả thế này anh và cô Khương có còn hận chúng tôi nữa không? Vương Nhất im lặng hồi lâu mới nói, đây chỉ là lời nói một phía của cô. Tôi còn chưa được gặp Tiêu Minh làm sao tin được các cô. Tử La Lan bình tĩnh nói, anh không thể không tin, lãnh nhan thuộc hạ của anh đã trở về tổ chức Võng Lượng, với cô ta mà nói, điều này cũng như trở về nhà của mình, nói lên rằng cô ta cũng thấy Võng Lượng là nơi nuôi dưỡng, đào tạo cô tan. Nói thêm một điều nữa đi. Tử La Lan dừng một chút rồi nói tiếp, anh biết vì sao 3 năm trước chúng tôi lại bắt Tiêu Minh đi không? Vì sao? Vương Nhất nhướng mày hỏi. Bởi vì trong cả ẩn vu của nước hát này chỉ có 3 người là cậu, Tiêu Minh và Khương Nhã Mi là được chúng tôi ưng ý thôi. Khi đó chúng tôi đã xếp thứ hạng,
thứ tự ưu tiên là anh, Tiêu Minh, Khương Nhã Mi, nói cách khác mục tiêu tối ưu ban đầu của chúng tôi không phải Tiêu Minh, mà là anh. Ánh mắt Tử La Lan bỗng chốc trở nên sâu thẳm, cô ta nhìn chằm chằm vào Vương Nhất nói. 151. Vương Nhất rất ngạc nhiên. Đúng thế, tiềm lực của anh mới là vô hạn, chỉ là nhiệm vụ đó nên là do anh thi hành nhưng Tiêu Minh lại tình nguyện thay anh đi hoàn thành nên mới trở thành vật thế thân cho anh. Tử La Lan nói xong những lời này không chỉ Vương Nhất bị sốc mà Khương Nhã Mi đang sau đống đổ nát cũng run rẩy kịch liệt, không thể tin được. Cho nên lần này các cô quay lại là muốn tôi gia nhập vào tổ chức của các cô. Vương Nhất nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc bén, hỏi. Đúng thế. Tử La Lan không phủ nhận, không chỉ tôi thấy tiếc mà đến thủ lĩnh của chúng tôi cũng cảm thấy tiếc, nếu là anh thì Võng Lượng sẽ không còn đối thủ nữa. Nói đến đây Tử La Lan đưa tay về phía Tử La Lan, nói nhiều như vậy, cũng đã bố trí rất nhiều rồi, mục đích của chúng tôi chỉ có một, đó là hoàn thành tâm nguyện chưa hoàn thành từ 3 năm trước. Đây là thành ý của chúng tôi, bây giờ phải xem anh lựa chọn thế nào. Tử La Lan chân thành nhìn Vương Nhất, gia nhập vào tổ chức của chúng tôi thì anh sẽ là ẩn chủ của nước Hát, vợ và con gái anh hay Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam, sẽ không còn ai bắt nạt ức hiếp vợ con anh nữa ồ. Nghe đến đây, Vương Nhất lắc đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Thứ cho tôi từ chối. Nói bao nhiêu, lãng phí bao nhiêu nước bọt nhưng lại nhận được câu trả lời này, ánh mắt Tử La Lan bỗng trở nên u ám. Anh chắc chứ? Cuối cùng Tử La Lan thẹn quá hóa giận, trong giọng điệu cũng mang theo vẻ đe dọa. Chắc chắn. Vương Nhất nhàn nhạt nói, ngày nào tôi còn là ấn chủ của nước Hát thì sẽ lấy mình làm tấm gương sáng, quyết không đầu hàng trước địch. Có ân báo ân, có oán báo oán, tôi có cách báo thù của mình chứ không phải gia nhập vào tổ chức của các cô. Giọng nói trầm thấp như thể thổi còi phản công, vang vọng khắp nơi này. Khương Nhã Mi đang sau đống đổ nát đã khóc từ lâu. Cô ta căn răng thật chặt cố gắng không để mình khóc thành tiếng. Vương Nhất nói không sai, yêu và hận bắt đầu từ cô ta thì cũng nên kết thúc từ cô ta. Mặc dù đã biết được chân tướng, nhưng cô ta cũng phải đi tìm kết quả của sự thật. Ánh mắt Tử La Lan hoàn toàn trầm xuống, còn lóe lên một tia sát ý, anh từ chối tôi không sợ tôi cho nổ tất cả bom ở nơi này à? Cô cứ thử đi. Vương Nhất nhìn cô ta bằng ánh mắt mỉa mai, giọng điệu ngông cuồng kiêu ngạo. Nhưng Tử La Lan không ấn nút ngay. Bom là con át chủ bài cuối cùng của cô A, chưa tới lúc thực sự cần thiết thì cô ta không thể ấn. Nếu anh không đồng ý thì tôi chỉ có thể cho người đánh anh đến khi nào anh đồng ý thôi. Tử La Lan lạnh lùng nói. Nghe vậy, Vương Nhất bật cười, cô chắc chắn muốn chơi trò vũ lực với tôi chứ. Tử La Lan chế nhạo, anh vẫn chưa biết định nghĩa thế nào là đối thủ mạnh rồi. Vậy ư, ý cười trên mặt Vương Nhất càng rõ hơn. 3 năm trước Võng Lượng mất đi hàng nghìn tinh anh, các cô có biết những tinh anh đó đi đâu rồi không? Cơ mặt Tử La Lan co giật, cô ta nhìn Vương Nhất bằng ánh mắt hung dữ. Điều này còn cần phải hỏi à? 3 năm trước tuy họ thành công bắt được Tiêu Minh nhưng khi chuẩn bị rút lui thì bị một mình Vương Nhất chặn đánh. Tổng cộng có 3.000 tinh anh hy tất cả đều bị chôn vùi trong một hẻm núi tên tuổi của Vương Nhất cũng vang khắp toàn thế giới. Võng Lượng tổn thất nặng nề. Cuối cùng dưới cơn thịnh nộ đã mời bát đại chí tôn từ khắp các nơi trên thế giới cùng tới nước Hát với ý định thực hiện kế hoạch giết ẩn. Vẫn là Vương Nhất, một mình đứng trên đỉnh núi U Hằng nghênh đón. Đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng một mình Vương Nhất giết được hết toàn bộ bát đại chí tôn của thế giới. Lúc này hung danh ẩn chủ đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới, ai ai cũng biết nước Hát đã có ẩn chủ. Chỉ cần ẩn chủ ở nước Hát một ngày thì hòa bình của nước Hát có thể được đảm bảo. Bây giờ Vương Nhất nhắc lại chuyện này chính là vạch trần vết sẹo của Võng Lượng. Giết cho tôi. Tử La Lan thẹn quá hóa giận, phẫn nộ quát lên với rơi. Đồng thời Tử La Lan còn đưa điều khiển từ xa điều khiển bom cho rơi, khi nào ấn nổ bom do anh ta quyết định. Nói xong Tử La Lan rời khỏi đây. Nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, Khương Nhã Mi đang sau đống đổ nát cũng rời khỏi đây. Cô ta còn có nhiệm vụ quan trọng hơn, đó là tháo dỡ bom. Vương Nhất dùng đuôi mắt liếc nhìn bóng lưng Khương Nhã Mi, chiến trường bên ngoài đành giao cho cô ta. Bên trong và bên ngoài phòng thể dục thực ra là một thể. Vương Nhất phải ngăn rơi nhấn bom để tranh thủ thời gian cho Khương Nhã Mi tháo bom. Anh chính là rơi. Vương Nhất nheo mắt nhìn rơi rồi hỏi. Bốp! Rơi không nói lời nào mà trực tiếp tung 5 đấm vào mặt Vương Nhất. Vương Nhất lập tức bị đánh bay. Đây là thực lực của ẩn chủ à?
cũng chỉ có thế thôi. Giọng rơi lạnh nhạt, bốn cợt. Vương Nhất nhanh chóng đứng dậy, lau vết máu bên khóe miệng. Anh không nói gì, chỉ nhìn rơi với vẻ mặt lạnh lùng. Từ rơi, Vương Nhất cảm nhận được một luồng dao động rất mạnh mẽ. Cộp cộp cộp. Phía sau lại vang lên tiếng bước chân nặng nề trầm thấp. Những vũ khí chiến đấu cũng bao vây lại đây. Vương Nhất lạnh lùng nhìn rơi, các người chỉ biết lấy nhiều hiếp ít thôi à. Giọng rơi khàn khàn, anh ta cười khẩy, anh không phải là ẩn chủ của nước Hát sao? Ẩn chủ của nước Hát lấy một địch trăm, hắn là chuyện thường như cơm bữa chứ. Vương Nhất vẫn im lặng, mặc dù có thể đánh trả nhưng anh vẫn chỉ có thể chịu bị đánh. Nếu cảnh này bị người ngoài nhìn thấy thì chắc chắn họ sẽ vô cùng kinh ngạc. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng thể chất đã có rất nhiều người vây quanh. Đa phần là các gia tộc đến từ các thành phố khác nhau, họ tập trung bên ngoài phòng thể chất không một ai rời đi. Họ đến vì đại học biên giới phía Bắc, trước khi có kết quả, họ không thể rời đi. Bên ngoài, ngoài xe bọc thép trong chiến trường Giang Thành ra thì còn có một chiếc xe cấp cứu. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Lý Mộng Đình cũng đã được khiêng lên xe cứu thương, có Lý Thiên Dương và Văn Bội cầm đi cùng. Lý Khinh Hồng giao Vương Tử Lam cho Lạc Thanh Hiền, sau đó bất chấp tất cả chạy về phòng thể chất. Vương Nhất vẫn đang trong phòng thể chất, cô không thể đi được. Cô phải ở lại với anh. Cho dù chết thì cũng phải chết cùng nhau. Nhưng có người đã kéo cô lại. Ngụy Thương Kiều lạnh lùng nhìn cô, nếu không phải ba cô bảo tôi không cho cô vào thì tôi cũng chẳng thèm để ý đến cô đâu. Tránh rét. Lúc này Lý Khinh Hồng không có thời gian tranh luận với bà ta, cô đẩy bà ta ra, tiếp tục xông vào. Chát. Ngụy Thương Kiều tát mạnh vào mặt cô, phần nộ quát lên, cô làm loạn đủ chưa? Khó khăn lắm mới thoát ra được mà cô còn định chui đầu vào chỗ chết nữa à? Thực ra bà ta chỉ mong Lý Khinh Hồng đi vào. Nhưng Lý Thế Nhân đã ra lệnh không được cho cô vào. Vì vậy dù bà ta ghét Lý Khinh Hồng đến mấy cũng phải giữ cô lại. Chồng tôi ở bên trong, anh ấy hy sinh thân mình để cứu tất cả mọi người ở đây, tại sao không có ai muốn đi vào cứu anh ấy? Lý Khinh Hồng đỏ mắt, điên cuồng gào thét. Chỉ mới nói một câu mà nước mắt cô đã tuôn ra, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Cho tôi vào. Cô cứ lao vào trong như một kẻ điên. Bảo vệ ở cửa kéo thế nào cũng vô ích. Lý Tuyết Nhi cũng ôm chặt cô, khóc lóc nói chị, vô ích thôi, phòng thể chất đã bị phong tỏa rồi, không vào được đâu. Lúc này Ngụy Thương Kiều sải bước tiến lên, cô muốn biết tình hình của chồng cô đúng không? Tôi đi hỏi giúp cô. Nói xong bà ta chạy tới hỏi bảo vệ, có thể giúp tôi vào xem tình hình bên trong phòng thể chất được không, xem người tên Vương Nhất còn sống không. Bảo vệ gật đầu, chờ chút. Anh ta nhìn vào trong rồi nhanh chóng đi ra. Anh ta lắc đầu, vô phương cứu chữa, thuộc hạ của Tử La Lan đang điên cuồng đánh hội đồng anh ta, bên cạnh còn có một vài vũ khí chiến đấu, anh ta sắp bị đánh chết rồi. Thật không? Ngụy Thương Kiều nghe vậy thì trong lòng mừng như điên. Bà ta đi tới trước mặt Lý Khinh Hồng, nhìn cô từ trên cao xuống, cô đừng ôm hy vọng nữa, Vương Nhất sắp bị đánh chết rồi. Dứt lời, Lý Khinh Hồng lảo đảo ngã xuống đất, cô không chịu nổi cú sốc này mà ngất đi. Không biết bao lâu sau Lý Khinh Hồng mới từ từ tỉnh lại, phát hiện Vương Tử Lam đang ở bên giường nhìn mình với ánh mắt đáng thương. Mẹ, sao ba vẫn chưa về? Cô bé uể oải không có tinh thần, đôi mắt to long lanh còn có chút sương mù. Hiển nhiên là vừa mới khóc xong. Lý Tuyết Nhi cũng buồn bã ngồi bên cạnh cô bé, không nói lời nào. Chuyện Vương Nhất một mình ở lại cứu tất cả mọi người là rất vĩ đại, nhưng cũng rất khiến người khác cảm động. Nhưng trên đời này, người dễ bị lãng quên nhất chính là người tốt. Sẽ chẳng có ai nhớ đến họ cả, thậm chí nhiều người chỉ nghĩ đến mình, không ai nghĩ rằng Vương Nhất vẫn còn ở trong phòng thể chất, không ai nghĩ đến việc đi cứu anh. Nghĩ đến chuyện trước khi hôn mê, khuôn mặt xinh đẹp của Lý Khinh Hồng tái nhợt, toàn thân khẽ run. Ngụy Thương Kiều nói với cô rằng Vương Nhất sắp bị đánh chết trong phòng thể chất rồi, cô không chịu nổi cú sốc này nên đã ngất đi. Tuyết Nhi, chị hôn mê bao lâu rồi? Mặt Lý Khinh Hồng phờ phạc, cô đè nén nỗi buồn trong lòng lại rồi hỏi. Lý Tuyết Nhi đáp, một tiếng rồi, đây là bệnh viện số 3 Giang Thành, bệnh viện số 1 và số 2 đều đã kín giường. Phòng thể chất phát nổ đổ sập. Rất nhiều người bị thương dân đến việc bệnh viện quá tải. Nhưng điều Lý Khinh Hồng quan tâm không phải điều này, cô im lặng cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Đã một giờ trôi qua, tình hình trong phòng thể chất thế nào rồi? Vương Nhất đã bị đánh chết chưa?
Vương Tử Lam cũng cảm nhận được điều gì, cô bé kéo nhẹ áo cô, mẹ, có phải ba sẽ không về nữa không? Lời nói của con gái khiến Lý Khinh Hồng không kìm được nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô vừa khóc vừa gượng cười đáp, không đâu, ba có việc bận, sẽ về nhanh thôi. Con gái còn nhỏ, cô không muốn con biết tin ba đã không còn nữa. Nhưng giấy không gói được lửa, đến cuối cùng chắc chắn Vương Tử Lam vẫn sẽ biết tin dữ này. Thật không ạ? Vương Tử Lam rụt rè hỏi, nắm chặt tay Lý Khinh Hồng thật chặt. Cô bé đã 5 tuổi, tuy vẫn nhỏ nhưng rất thông minh, từ khi mẹ hôn mê là cô bé đã nhìn ra một số dấu hiệu. Lý Khinh Hồng gật đầu, bế Vương Tử Lam lên giường. Bây giờ chỉ có nhiệt độ cơ thể của con gái mới có thể khiến cô cảm thấy ấm áp. Chị còn có em. Nhìn thấy cảnh này, Lý Tuyết Nhi cũng rơi nước mắt, cô ta cũng nhẹ nhàng ôm lấy chị. Vương Nhất không rõ sống chết khiến không khí trong phòng bệnh chìm vào nỗi buồn sâu sắc. Kệ chi. Đột nhiên lúc này cửa phòng bệnh mở ra. Lạc Thanh Hiền và Lạc Thanh Thủy bước vào. Trên mặt họ cũng là vẻ buồn bã. Bất ngờ là Lý Thế Nhân và Ngụy Thương Kiều cũng đi vào. Theo sau là Diệp Thúy Như của Diệp Thị, Hạ Lãm, Hồ Hoàng Việt, Lương Nhật Tân. Phòng bệnh trống vắng bỗng chốc đông nghịt người. Lý Khinh Hồng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn họ, không biết họ có ý gì. Trong số những người này chỉ có một người lộ vẻ giễu cợt, đó chính là Ngụy Thương Kiều. Vương Nhất đã chết, bà ta là người vui nhất. Bởi vì trước đây Vương Nhất đã khiến bà ta chịu mối nhục lớn, thậm chí còn hại bà ta bị Lý Thế Nhân đẩy vào lãnh cung. Lý Khinh Hồng cũng vì chuyện này mà không chịu nổi cú sốc, suýt thì điên loạn. Nhưng nhiều người ở đây bà ta cũng không thể hiện ra ngoài, chỉ mỉm cười ngồi xuống bên giường Lý Khinh Hồng, nói, Khinh Hồng à, chồng con đã chết rồi, con cũng không thể làm quá phụ được, hay là tái hôn đi. Lý Khinh Hồng biến sắc, Lý Tuyết Nhi ở bên cạnh không chịu nổi nữa, tức giận nói, mẹ. Anh rể con vẫn chưa chết mà mẹ đã nói những lời này thế hả? Tái hôn cái gì? Con chỉ nhận một mình Vương Nhất làm anh rể, con không nhận bất kỳ người anh rể nào khác hết. Còn Lý Khinh Hồng thì im lặng, vừa tức giận lại vừa thấy không đáng. Chồng cô hy sinh thân mình cứu tất cả mọi người, nhưng lại chẳng ai quan tâm đến sự sống còn của anh, dường như đây là chuyện đương nhiên. Thậm chí đến sống chết còn chưa biết thế nào đã bảo cô tái hôn. Không á không ngờ nghe xong những lời này, Vương Tử Lam lại bật khóc. Cô bé ôm chặt lấy Lý Khinh Hồng, mẹ là của ba. Mẹ là của ba, con không muốn có ba mới. Cả căn phòng toàn là tiếng khóc của Vương Tử Lam, trên khuôn mặt buồn thương của Lý Khinh Hồng cũng bắt đầu có những giọt nước mắt. Vẻ mặt Ngụy Thương Kiều hơi khó chịu, bà ta lạnh mặt quát, im đi cho tao, người lớn nói chuyện trẻ con đừng chen miệng vào, còn khóc nữa là tao ném mày ra ngoài đấy. Vương Tử Lam giật mình, cơ thể nhỏ bé run lên, cuối cùng cô bé không phát ra tiếng động nào nữa. Cô bé nằm bò bên giường bệnh của Lý Khinh Hồng. Lặng lẽ khóc thầm. Lý Khinh Hồng che chăn cho Vương Tử Lam, trên mặt cô đã có vẻ tức giận, có chuyện gì thì nhằm vào tôi, đừng làm con gái tôi sợi. Lý Thế Nhân cũng nhìn sang, lúc này Ngụy Thương Kiều mới không nói nữa, lạnh mặt đứng sang một bên. Lý Thế Nhân đi đến bên cạnh Lý Khinh Hồng, nghiêm mặt nói, Khinh Hồng, đây là kết quả thảo luận nhất trí của mọi người, Vương Nhất đã chết thì con cũng lại được tự do rồi. Ba mẹ có thể không can thiệp vào chuyện tình cảm của con. Nhưng con là con gái của ba, con cũng không thể cứ độc thân mãi được. Lý Khinh Hồng không nói gì, chỉ nhìn Lạc Thanh Hiền. Ý mẹ cũng là như vậy. Lạc Thanh Hiền do dự một lúc lâu rồi gật đầu, con người không thể sống trong quá khứ mãi được. Nếu Vương Nhất không chết thì cậu ấy vẫn là con rể của mẹ, nhưng nếu có tin xấu thì cũng không còn cách nào khác. Lạc Thanh Hiền nói lên lập trường của mình. Là cô chủ của Vương tộc Yến Đô, cô không thể sống độc thân suốt quãng đời còn lại được. Đây là nguyên tắc. Đến Lạc Thanh Hiền cũng không thể tránh được. 20 năm trước, Lạc Thanh Hiền cũng vì chống lại gia tộc mà gọi Lý Thế Nhân tới. Ai có thể ngờ được con rể mời tới sau này lại thăng tiến vút tận trời cao như vậy. Lý Khinh Hồng cắn môi, lắc đầu, cho dù anh ấy chết thì con cũng không tái hôn, đời này con chỉ có một mình anh ấy là chồng thôi. Huống hồ bây giờ anh ấy còn chưa chết, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nước mắt lăn dài trên mặt Lý Khinh Hồng. Cô nắm chặt tay nói. Mọi người nhìn nhau, gật đầu. Bắt Lý Khinh Hồng tái hôn là chuyện vô cùng cấp bách hiện giờ của Lâm Thị. Nếu để người ngoài biết công chúa trưởng của Lâm Thị là quả phụ thì sẽ thành trò cười. Tuy nhiên những điều này đều phải dựa vào xác của Vương Nhất. Sống phải thấy người,
chết phải thấy xác. Hiện giờ lực lượng cứu hộ đã được phái tới, ước chừng ngày mai là có thể xác nhận đã chết hay còn sống được rồi. Nói xong lời này, Lý Thế Nhân nhìn Lý Khinh Hồng thật sâu, sau đó ra khỏi phòng bệnh. Ngụy Thương Kiều diêu cợt nhìn Lý Khinh Hồng rồi cũng rời đi. Chỉ cần xác nhận Vương Nhất đã chết thì Lý Khinh Hồng sẽ phải tái hôn. Một khi tái hôn thì cô sẽ không còn vị trí trong gia đình này nữa. Không còn ai khua tay múa chân với bà ta nữa. Lý Khinh Hồng ôm Vương Tử Lam nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng cực kỳ tuyệt vọng. Vương Nhất, nếu anh không chết thì mau trở về đi. Cô thầm cầu nguyện trong lòng. Đội cứu hộ và phá dỡ bom đã bắt đầu hành động. Họ mặc quần áo bảo hộ đặc biệt và đeo mặt nạ phòng hộ, bao vây phòng thể chất. Sau khi trao đổi với người ở chiến vực thì họ biết không thể đi vào được nữa. Vì sao? Đội trưởng đội cứu hộ và phá dỡ bom nghi hoặc hỏi. Vì bên trong có một người phụ nữ đang gỡ bom. Thủ vệ chiến vực đáp. Cái gì, phụ nữ, gỡ bom? Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Người của đội tháo dỡ bom trầm mặt, đúng là vớ vẩn, phụ nữ thì biết gì về dỡ bom chứ? Đúng vậy, đây là loại bom phức tạp nhất, lỡ không cẩn thận cắt nhầm dây đỏ kích nổ bom thì sao? Cô ta gánh nổi trách nhiệm không? Phụ nữ chỉ biết làm bừa. Người trong đội tháo dỡ bom đều tức giận, trong mặt họ hành vi này là làm bừa. Chuyện ra đội phá bom xua tay, sau đó nhìn thủ vệ, người phụ nữ đó ở đâu? Thủ vệ chỉ vào nơi không xa, đang ở kia, đã gỡ rất lâu rồi. Người của đội xử lý bom nhìn theo thì thấy một người phụ nữ mặc áo khoác da màu đen đang nghiêm túc gỡ bom, chiếc kéo trong tay đang cắt từng chút từng chút. Mọi người trong đội xử lý bom đột nhiên biến sắc, lập tức lao về phía Khương Nhã Mi, giận dữ hét lên, cô dừng lại ngay cho tôi. Bọn họ đẩy Khương Nhã Mi ra, Khương Nhã Mi quay đầu, trên khuôn mặt lạnh lùng cũng có vẻ tức giận. Nhìn thấy rõ khuôn mặt của Khương Nhã Mi, người của đội gỡ bom sửng sốt, không ngờ người phụ nữ này lại đẹp đến vậy. Nhưng dù có đẹp hơn nữa cũng không thể làm bừa được. Thạch Thức tức giận, đè nén lửa giận trong lòng lại rồi bảo, cô có biết mình đang làm gì không? Ở đây rất nguy hiểm, cắt một sợi dây thôi là tất cả chúng ta đều sẽ chết, cô có gánh nổi trách nhiệm này không? Ánh mắt Khương Nhã Mi lạnh lùng, cô ta không nói gì, định tiếp tục gỡ bom. Thời gian không còn nhiều, cô phải nhanh chóng gỡ xong quả bom này. Tuy nhiên hành động này lại khiến Thạch Thức nổi đóa. Anh ta lập tức quát lên, cô làm sao thế hả? Đã nói là không phải chuyên gia thì mau chóng rời khỏi đây, sao cô lại không nghe thế? Vẻ mặt Khương Nhã Mi càng thêm không kiên nhẫn, tôi là chuyên gia. Gì cơ, cô là chuyên gia? Ha ha ha! Nghe câu này, Thạch Thức và thuộc hạ của anh ta đều bật cười, nhìn Khương Nhã Mi với vẻ khinh thường. Mỗi chuyên gia gỡ bom đạt chuẩn đều phải trải qua các cuộc diễn tập thực chiến. Mỗi lần gỡ bom đều là một lần thử thách sinh tử, cô là phụ nữ, có hiểu được cảm giác này không? Thạch Thức tới trước mặt Khương Nhã Mi, khinh thường nói, tránh ra đi, đây không phải chuyện mà phụ nữ các cô có thể làm, các cô chỉ có thể đứng sang một bên thôi. Từng câu từng chữ đều mang theo cảm giác ưu việt rõ ràng, Khương Nhã Mi vốn không tức cũng phải nổi giận. Anh coi thường phụ nữ đến thế à? Cô ta lạnh lùng nhìn Thạch Thức và hỏi. Thạch Thức hơi sững sờ. Tuy không trực tiếp thừa nhận nhưng trong lời nói của anh ta vẫn có ý đó. Phụ nữ chỉ cần lo cho chồng, dạy dỗ con, nấu cơm đun nước là được rồi, xuất đầu lộ diện làm gì. Thạch Thức khó chịu nhất với những người rõ ràng không biết mà vẫn cố tỏ ra mình biết thế này. Bùm! Câu này hoàn toàn khơi dậy lửa giận của Khương Nhã Mi, cô ta nhìn những thủ vệ của chiến vực nói, gọi thủ lĩnh của các anh lại đây. Vâng, vâng. Điều khiến Thạch Thức ngạc nhiên là thủ vệ của chiến vực lại thật sự gọi Tiêu Hồng Cương thủ lĩnh chiến vực Giang Thành tới. Chị Mi, có chuyện gì vậy? Trước mặt Khương Nhã Mi, Tiêu Hồng Cương cũng không dám làm giá. Gọi huấn luyện viên của anh lại đây. Khương Nhã Mi lại ra lệnh cho Tiêu Hồng Cương. Cái gì, cô dám sai bảo thủ lĩnh Tiêu của chiến vực Giang Thành á? Chán sống rồi à? Nhìn thấy cảnh này, Thạch Thức rất ngạc nhiên, sau đó nhìn Khương Nhã Mi với vẻ nhạo báng. Tiêu Hồng Cương là thủ lĩnh của chiến vực Giang Thành, có thân phận đặc biệt. Ngay cả một số đại lão ở Giang Thành khi nhìn thấy Tiêu Hồng Cương cũng phải khách sáo. Thế mà người phụ nữ này lại dám ra lệnh cho Tiêu Hồng Cương. Đúng là chán sống rồi. Thuộc hạ của Thạch Thức cũng chờ Tiêu Hồng Cương đuổi người phụ nữ này đi. Nhưng điều khiến họ không thể tin được là Tiêu Hồng Cương lại tươi cười gật đầu với Khương Nhã Mi, vâng thưa chị Khương.
Không lâu sau, Tiêu Hồng Cương dẫn theo một người đàn ông da ngăm đen đến. Huấn luyện viên của dự bị ẩn vu. Nhìn thấy người tới, đám thạch thức đều bị sốc, không thể tin được nhìn người được đưa tới. Người Tiêu Hồng Cương đưa đến không phải ai khác mà chính là huấn luyện viên dự bị của ẩn vu, Thiết Ngưu. Huấn luyện viên của Thiết Ngưu là ẩn chủ. Lúc Thiết Ngưu tới sắc mặt âm trầm, trong mắt đầy sát khí, nhưng khi nhìn thấy Khương Nhã Mi, sát khí trên mặt anh ta lập tức biến mất. Chị Khương, tháo gỡ bom thế nào rồi? Có gì cần tôi giúp không? Thiết Ngưu hỏi với vẻ mặt lấy lòng. Khương Nhã Mi lạnh lùng nhìn thạch thức, chỉ vào anh ta rồi nói, người của đội xử lý bom này ngăn cả tôi gỡ bom, cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Soạt. Lời này vừa thốt ra, Thiết Ngưu lập tức biến sắc, anh ta quay đầu hung ác nhìn thạch thức, tức giận quát, các cậu làm sao thế hả? Tôi gọi các cậu tới đây để giúp cho không phải để gây sự. Tiếng quát của Thiết Ngưu khiến đám thạch thức ngỡ ngàng, vẻ mặt đờ đẫn. Huấn luyện viên, anh gọi chúng tôi tới không phải để gõ bom sao? Thạch thức nuốt nước bọt rồi hỏi. Chát! Thiết Ngưu tát thẳng vào trán thạch thức, lực mạnh đến nỗi anh ta suýt thì ngất xỉu. Gỡ bom, gỡ cái con khỉ, tôi gọi các cậu tới là để hỗ trợ chị Khương. Cái gì, hỗ trợ người phụ nữ này? Lời này thực sự đáng kinh ngạc. Thạch thức sững sờ choáng váng. Toàn bộ tỉnh Anh của đội gỡ bom cũng ngây người. Mỗi thành viên của đội tháo gỡ bom đều là tỉnh Anh trong tinh Anh, gọi bọn họ tới là để hỗ trợ người phụ nữ này. Thạch thức nhìn Khương Nhã Mi bằng ánh mắt sợ hãi. Rốt cuộc người phụ nữ này có thân phận gì? Thiết Ngưu chỉ vào Khương Nhã Mi, trầm giọng bảo, đây là huấn luyện viên của biên đội ẩn vu chính thức, cô Khương Nhã Mi. Lời này vừa dứt, đám thạch thức đều trợn tròn mắt, nhìn Khương Nhã Mi với vẻ không thể tin được. Khương Nhã Mi lạnh lùng nhìn anh ta, khoanh tay trước ngực, khóe miệng lộ vẻ cười khẩy trả thù. Sắc mặt thạch thức lập tức trở nên trắng bệch. Đây là huấn luyện viên của biên đội ẩn vu chính thức. Ngay cả huấn luyện viên Thiết Ngưu cũng phải gọi cô ta là giáo quan. Thế mà anh ta không chỉ cười nhạo cô ta mà còn đẩy cô ta. Hai mắt thạch thức tối sầm, anh ta suýt thì ngất đi vì sợ hãi. Nhưng Khương Nhã Mi cũng không truy cứu trách nhiệm vụ của họ, chỉ lạnh lùng nói, được rồi, mau gỡ bom đi. Trong vòng một tiếng, phải gỡ toàn bộ bom trong nhà thể chất, các anh đi gỡ ở nơi khác đi. Radar đã cảm nhận được vị trí của bom rồi. Ra lệnh xong, Khương Nhã Mi tiếp tục gỡ bom. Thạch thức đi tới tò mò nhìn, muốn xem Khương Nhã Mi gỡ bom như thế nào. Nhưng vừa cúi xuống anh ta đã sốc nặng. Cấu trúc của những quả bom này rất phức tạp, nhưng Khương Nhã Mi đã phá được 5 quả nếu lúc đầu đến anh ta cúi đầu quan sát trước thì đã không xảy ra mâu thuẫn lúc trước. Thạch thức tiếp tục tháo gỡ bom, nhưng vừa nhìn thấy cấu trúc của bom trước mặt, anh ta đã thấy khó khăn. Bom này rất khó giải quyết, không thể gỡ được trong vòng 2-3 tiếng. Lúc này Khương Nhã Mi đã gỡ xong bom đi tới, nhướng mày bảo các anh tránh sang một bên đi. Sau đó bắt đầu gỡ bom, tách tách tách. Kéo cắt những dây xanh đỏ theo ý muốn, động tác thuần thục, điêu luyện, thạch thức trợn mắt há mồm. Anh ta suy nghĩ rồi hỏi, vậy chúng tôi làm gì? Các anh chuyển hết những quả bom khác tới đây đi, khoảng cách hơi xa, một mình tôi chạy tới chạy lui quá lãng phí thời gian. Thạch thức sững sờ, hóa ra gọi họ đến đây chỉ để làm cu ly. Nhưng họ vẫn chuyển bom tới, mỗi quả bom được đóng gói trong một chiếc hộp lớn, bên trên còn có đồng hồ đếm ngược. Tách tách, tách tách, sau vài nhát kéo, dây đã đứt. Mỗi lần cắt, tim nhóm thạch thức đều vọt lên tận họng. Nhưng Khương Nhã Mi vẫn bình tĩnh, tập trung cao độ. Khi sợi dây cuối cùng bị cắt đứt, nhóm thạch thức suy sụp ngồi bệt trên đất. Bom ở đây đều tập trung lại với nhau. Nếu một quả bom phát nổ thì những quả bom đã gỡ cũng sẽ phát nổ theo. Đây là phản ứng dây chuyền. Có thể thấy kỹ năng xử lý bom của Khương Nhã Mi tinh xảo chuẩn xác cỡ nào. Cô Khương, tôi rất xin lỗi vì hành vi vô lễ trước đấy. Thạch thức thực sự hổ thẹn, cúi đầu trước Khương Nhã Mi nói lời xin lỗi từ tận đáy lòng. Không nói đâu xa, chỉ riêng sự dũng cảm để tháo dỡ bom thôi đã đủ để người khác ngưỡng nộ rồi. Khương Nhã Mi cười, không nói gì. Cô lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Vương Nhất. Đã gỡ bom xong. Sau đó cô ta nhìn vào phòng thể chất. Vương Nhất, cố lên. Cô ta thầm nghĩ. Bốp. Trong phòng thể chất, Vương Nhất bị con rơi đánh bay. Quần áo của anh đã rách nát, trên người cũng có rất nhiều sẹo. Rơi cười lạnh, anh thật sự là ẩn chủ à? Sao ẩn chủ lại yếu thế này?
anh đánh trả đi chứ. Sao, không dám đánh trả à? Trong mắt rơi mang theo sự tức giận. Trong thời gian chiến đấu với Vương Nhất, về cơ bản đều là Vương Nhất bị đánh. Tuy Vương Nhất đánh trả nhưng cũng chẳng thể khiến anh ta bị thương. Cách đánh này khiến anh ta cảm thấy rất chán. Được, nếu anh đã yếu như vậy thì không có tư cách để sống nữa đâu, đi chết đi. Giọng rơi lạnh lẽo, anh ta lao về phía Vương Nhất, chuẩn bị tung đòn chí mạng. Tiếu lúc này, điện thoại của Vương Nhất nhận được một tin nhắn. Trên đó có bốn chữ. Đã gỡ bom xong. Chỉ có bốn chữ nhưng Vương Nhất lại cười nhẹ. Anh lau vết máu bên khóe miệng, tắt điện thoại đi. Rắc rắc. Xương cốt toàn thân đều run lên, một luồng khí hung hãn bộc phát ra. Hửm. Rơi cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn không nghĩ nhiều, tiếp tục tung nắm đấm. À, một giây tiếp theo Vương Nhất cũng tung quyền. Hai nắm đấm va vào nhau phát ra âm thanh đỉnh tai nhức óc. Rơi bị bật mạnh, bay ngược ra ngoài. Vừa rồi đánh đã lắm đúng không? Trong mắt Vương Nhất hiện lên vẻ hung. Âm. Toàn bộ sân vận động đều mang theo ánh hào quang khi rơi bay ngược ra. Những đống đá vụn đổ nát rơi xuống khắp nơi. Cú đấm này của Vương Nhất trực tiếp đánh bay rơi văng xa mấy mét. Trên mặt đất cũng mơ hồ vạch ra một con đường, không ngừng cọ sát một đoạn thật xa rồi mới dừng lại. Rơi đứng dậy, dưới chiếc áo choàng đen tuyên là một ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Anh ta nhìn Vương Nhất như thể nhìn thấy quỷ vậy. Ngay cả người mù cũng có thể nhận ra sự thay đổi trong khí thế của Vương Nhất vào giờ phút này. Nếu như nói trước đó anh vẫn luôn bị đánh, khí thế như sắp rơi xuống đáy vực thì hiện tại Vương Nhất chính là một bước bay lên trời. Rơi không thể tin được, sao Vương Nhất lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Vào lúc này, vẻ mặt Vương Nhất lạnh lùng, hạ năm đấm xuống, chậm rãi đi về phía anh ta. Với khí thế trên người, Rơi cũng cảm thấy lo lắng bất an khi đang đối mặt với một con mãnh thú vô song. Rơi đứng lên, sau khi khiếp sợ qua đi, trong mắt cũng dần hiện lên một tia lạnh lùng. Chỉ là may mắn thôi. Anh đánh chúng tôi một đấm, anh cho rằng vận may sẽ luôn ở bên cạnh anh sao? Giọng điệu của Rơi trầm tĩnh, nhìn Vương Nhất nghiêm túc nói. Vương Nhất bật cười lạnh lùng, không thể nào, anh thật sự sẽ không cho rằng thực lực của bản thân có thể nghiền nát được tôi đấy chứ? Chẳng lẽ không phải sao? Ánh mắt của Rơi lạnh lùng, nếu như anh thật sự mạnh hơn tôi thì tại sao lúc trước lại bị tôi đồn ép đánh đến như vậy? Nhìn vết thương trên người của anh đi, vô cùng thảm hại. Anh như vậy mà còn dám ư xưng mình là ẩn chủ, giả danh hả? Rơi nhìn Vương Nhất với vẻ mặt giễu cợt, không ngừng dùng lời lẽ chọc giận anh. Vốn tưởng rằng Vương Nhất sẽ rất phẫn nộ, không ngờ sắc mặt Vương Nhất vẫn vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ tức giận gì, chẳng qua nụ cười trên mặt lại càng thêm mỉa mai. Dưới nụ cười như thế, Rơi giận tím mặt, tự ỉm cái chết. Nụ cười này giống như Vương Nhất đang cười nhạo anh ta, sao anh dám làm vậy? Bùm! Rơi không tin vào suy nghĩ như vậy, lại lao về phía Vương Nhất một lần nữa. Anh ta tung ra một cú đấm thật mạnh, nội lực bộc phát, bầu không khí bên trong sân vận động lập tức trở nên gấp gáp. Sức mạnh của Rơi đã gần như đạt đến đỉnh cao của nội lực, Lãnh Nhan quả thực không phải là đối thủ của anh ta. Đạt đến trình độ này gần như có thể ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Một cú đấm ngang ngược và đáng sợ như vậy, nhưng Vương Nhất phần không né tránh, chỉ lạnh lùng ngước nhìn. Rơi còn tưởng rằng Vương Nhất sợ hãi đến mức choáng váng, khuôn mặt của anh ta càng trở nên hung dữ hơn. Chết đi! Anh ta tung cú đấm thật mạnh. Một giây tiếp theo, dưới quyền trưởng này, Vương Nhất sẽ bị đánh chết. Rơi tràn đầy tự tin. Cũng khó trách, lúc trước đều là Rơi đánh đến mức nghiền nát Vương Nhất. Vương Nhất bị đánh thương tích đầy mình. Chẳng qua là thỉnh thoảng tự đánh mình một đấm, cũng không thể chứng minh được gì. Nhưng mà, ngay sau đó... Khi Rơi sắp tung một cú đấm vào người Vương Nhất. Vương Nhất cử động, anh cũng chỉ tùy tiện vươn tay ra. Bộp, anh bắt chọn được năm tay của Rơi. Giống như chứa đựng tất cả vạn vật trên thế giới, cho dù cú đấm có hung bạo đến đâu thì dưới lòng bàn tay ấy cũng sẽ bình lặng trở lại. Cái gì? Cảnh tượng này khiến trái tim của Rơi vô cùng chấn động. Anh ta hoàn toàn choáng váng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Vương Nhất. Thật sự dùng một tay đã bắt được năm đấm của anh ta. Anh thật sự cho rằng lúc trước mình đang hành hung tôi sao? Ánh mặt của Vương Nhất lạnh lùng, siết chặt năm đấm của Rơi, từng chút một dùng sức. Sai rồi, là do tôi cố tình giả vờ làm cho thực lực của mình không bằng anh, để anh buông lỏng cảnh giác. Nếu như thật sự đánh nhau thì anh cho rằng tôi không đủ sức sao?
Từng lời nói của Vương Nhất vô cùng uy nghiêm, bàn tay cũng đột nhiên dùng sức. Răng rắc. Năm tay của Dơ nhất thời truyền đến một tiếng nổ nhẹ như hạt rẻ rang đường. Đó là âm thanh khi xương nắm tay của anh A bị Vương Nhất đột nhiên bóp nát. Hả? Tiếng gầm nhẹ đầy đau đớn của Rơi vang vọng khắp sân vận động. Vương Nhất buông lỏng cổ tay Rơi, anh ta lùi về sau mấy bước, nắm chặt cổ tay mình, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Rơi tự mình lẩm bẩm, vừa ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất thì phát hiện không thấy bóng dáng của Vương Nhất đâu cả. Phù! Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi tới từ sau lưng khiến cả người anh ta lạnh run. Rơi vô thức quay đầu lại. Chỉ nhìn thấy Vương Nhất xuất hiện sau lưng mình như một bóng ma, lạnh lùng nhìn anh ta. Anh! Sắc mặt Rơi thay đổi rõ rệt, muốn nhanh chóng di chuyển sang một bên để kéo dần khoảng cách. Nhưng ngay sau đó, cả người anh ta đã bị Vương Nhất tóm lấy, dùng sức ném mạnh anh ta vào vách tường. Cú va chạm này trực tiếp khiến mặt anh ta bê bết máu. Tầm nhìn trước mặt tối đen như mực, có máu tươi chảy xuống. Anh ta ngơ ngác nhìn Vương Nhất đang chậm rãi bước đến trước mặt mình, đặc biệt là đôi mắt lạnh lùng kia khiến Rơi không khỏi dùng mình sợ hãi. Hiện tại, rốt cuộc thì anh ta cũng tin lời Vương Nhất nói. Lúc trước chẳng qua là do Vương Nhất cố tình tỏ ra yếu thế, tổn thương mà anh ta gây ra cho Vương Nhất thoạt nhìn có thể lấy mạng, nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da, căn bản không có gì đáng ngại. Tại sao anh lại cố tình che giấu thực lực của mình? Thở hổn hển, Rơi nhìn Vương Nhất hỏi. Vương Nhất thản nhiên mỉm cười, đương nhiên là vì kiêng dè anh. Kiêng dè tôi? Rơi không hiểu, giọng nói có chút khàn khàn, thực lực của anh rõ ràng hơn tôi rất nhiều, tại sao còn phải kiêng dè tôi? Vương Nhất không nói gì, chỉ nhìn vào ngực anh ta và bĩu môi nhẹ. Rơi cúi đầu nhìn, đúng lúc nhìn thấy một chiếc điều khiển từ xa rơi từ trong ngực áo của mình ra. Điều khiển từ xa của bom. Rơi chợt hiểu được, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Người đàn bà tên Tử La Lan kia đưa cho anh điều khiển từ xa để khống chế quả bom. Nếu như tôi phát động tấn công mãnh liệt ngay từ đầu thì anh hoàn toàn không phải đối thủ của tôi. Nhưng nếu như vậy thì anh sẽ nhấn điều khiển từ xa khiến quả bom nổ tung. Thần sắc của Vương Nhất bình tĩnh, vì không để cho bom nổ, tôi đành phải để cho anh chiếm thế thượng phong trước, sau đó mới để lộ thực lực thật sự của bản thân. Sau khi nghe những gì Vương Nhất nói, Rơi lập tức hiểu ra. Dưới lớp áo choàng, gương mặt dữ tợn của anh ta trở nên vặn vẹo, Vương Nhất cố tình ỏ ra yếu thế, khiến anh ta cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề. Trong quá trình hành hung Vương Nhất vừa rồi, anh ta thật sự đã cảm nhận được khoái cảm. Đường đường là ẩn chủ lại bị mình đánh cho thê thảm đến như vậy. Nhưng không ngờ người ta đang cố tình nhường cho mình. Trong lòng cảm thấy cực kỳ bất bình. Ngay sau đó, anh ta điềm nhiên lên tiếng, nếu trước đây anh sợ tôi nhấn nút, vậy bây giờ anh không sợ sao? Lời nói của Vương Nhất cũng đã nhắc nhở anh ta rằng chỉ cần mình nắm giữ chốt mở của quả bom này thì anh ta sẽ bất khả chiến bại. Vương Nhất cười nói, vậy anh ấn thử xem. Rơi chưa bao giờ nghĩ đến việc Vương Nhất sẽ nói câu này, sau khi sững sờ một lúc, sắc mặt anh ta trở nên âm trầm. Được, là do anh ép tôi đấy. Rơi trực tiếp nhấn vào chốt mở của quả bom. Nhưng sau khi nhấn xuống, xung quanh vẫn vô cùng yên tĩnh. Đừng nói là tiếng nổ. Ngay cả tiếng đá vụn lăn xuống cũng không hề có. Vương Nhất thản nhiên nở nụ cười, vẻ mặt trêu tức nhìn anh ta. Rơi trợn to hai mắt, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Bấm bấm bấm. Anh ta không tin vào mắt mình, cố gắng nhấn xuống nhiều lần. Nhưng cho dù anh ta có nhấn thế nào thì xung quanh vẫn không có âm thanh nào cả. Đừng lãng phí công sức của mình nữa, những quả bom do chủ nhân của anh đặt đều đã được gỡ hết rồi. Vương Nhất thản nhiên nói. Sau khi giọng nói được thốt ra, Rơi lập tức ngẩn người. Sau đó, anh ta không thể tin được hét lớn, không thể nào, chính tôi đã gài bom xung quanh sân vận động, cho dù là đội xử lý chuyên nghiệp cũng phải mất vài giờ mới gỡ bỏ được toàn bộ, làm sao anh có thể gỡ bỏ được chúng trong thời gian ngắn như vậy? Chỉ còn khoảng 2 giờ nữa trước khi khán giả rời khỏi sân vận động, nếu muốn gỡ bom là điều không thể nào. Vương Nhất cười nói, trên đời này không có gì là không thể, anh chuyên nghiệp. Nhưng có người còn chuyên nghiệp hơn cả anh. Ý anh là gì? Ánh mắt của Rơi cảnh giác nhìn Vương Nhất. Dưới chiếc áo choàng đen, một đôi mắt u ám nghỉ hoặc nhìn anh. Vào lúc anh đang vung tay đánh tôi thì bạn của tôi đã tháo gỡ xong bom mìn rồi, cô ấy còn chuyên nghiệp hơn cả chuyên nghiệp.
Vương Nhất cười nói, số những quả bom này đối với cô ấy mà nói chỉ có chút phiền phức thôi, không hề khó giải quyết. Nghe đến đây, rời có muốn không tin cũng không được, trực tiếp ném chiếc điều khiển từ xa đi. Hiện tại, chiếc điều khiển từ xa này chỉ là một đống sắt vụn phế liệu thôi. Cho nên, trong lúc bạn anh đang gỡ bom thì anh giả vờ tỏ ra yếu thế, để bản thân bị đánh sao? Rơi nghiến răng hỏi. Phải. Vương Nhất thừa nhận, như vậy mới làm giảm sự cảnh giác của anh. Chờ cho đến khi anh khôi phục tỉnh thần lại thì đã quá muộn rồi. Rơi nhìn chăm chăm Vương Nhất. Vào lúc này, anh ta biết rằng tình hình đã kết thúc. Vương Nhất cũng bỏ qua cơ hội nói chuyện với anh ta, sắc mặt lạnh lùng. Được rồi, để tôi nhìn xem khuôn mặt của anh dưới chiếc áo choàng đen nào. Phút một tiếng, Vương Nhất kéo chiếc áo choàng trên người anh ta xuống. Anh đã sớm để ý đến Rơi từ lâu, ngay từ lúc còn ở Thiên An, anh đã nghe qua danh tiếng của Rơi. Rơi thật sự đã tạo ra rất nhiều thân phận giả. Ban đầu là Tiết Bình nén nóng giận cóc con gái Vương Tử Lam của anh. Sau đó, quản gia nhà họ Thẩm nhận được chỉ điểm của Rơi, ẩn nấp trong nhà họ Thẩm khoảng 30 năm. Cuối cùng, khi Lý Tỉnh Sở sắp chết đi, dưới sự can thiệp của Lãnh Nhan, Lý Tinh Sở đã được cứu. Trong đám tàn dư của nhà họ Văn cũng có bóng dáng của Rơi. Bây giờ thì chiếc áo choàng trên người anh ta đã có thể cởi xuống rồi. Nhưng những gì mà Vương Nhất nhìn thấy chỉ là một khuôn mặt đầy vết xeo. Trên mặt chi chít những vết thương do dao kiếm để lại, có hàng trăm hàng nghìn vết sẹo. Làn da bị cắt thành nhiều mảnh, có hình dạng như một tấm lưới, những vết sẹo cũng đã hình thành, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Vẻ mặt Vương Nhất cũng cảm thấy kinh hãi, khuôn mặt bị hủy hoại đến mức cho dù có dùng dụng cụ tỉnh vi đến đâu cũng không thể nhận ra được thân phận thật sự của anh ta. Sốt người phải tàn nhẫn bao nhiêu mới có thể tự mình ra tay tàn độc với bản thân như vậy. Rơi vốn dĩ không sợ Vương Nhất nhận ra anh ta là ai, vẫn mỉm cười lạnh lùng. Vương Nhất im lặng không nói, không chỉ một người nói với anh rằng anh đã từng gặp qua con người thật của Rơi. Nhưng với khuôn mặt như vậy thì anh thật sự chưa từng nhìn thấy. Hiện tại chỉ có thể thu thập mẫu máu của anh ta mới có thể thông qua phương pháp giám định DNA để xác nhận thân phận thật sự của anh ta. Không thể nhận ra khuôn mặt của anh, nhưng anh phải đi với tôi một chuyến. Vương Nhất chuẩn bị bắt Rơi lại. Bùm! Không ngờ Rơi lại khoác áo choàng lên, cả người bay vút lên trời. Vương Nhất, tôi không phải đối thủ của anh, nhưng anh cũng không bắt được tôi đâu. Sau khi kết thúc màn cười nói này, Rơi nhanh chóng ném một quả lựu đạn khói từ trong ngực áo ra. Bùm! Lựu đạn khói phát nổ, khu vực xung quanh trở nên mờ mịt. Chờ cho đến khi sương khói tan đi thì đã sớm không thấy bóng dáng Rơi đâu. Vương Nhất dừng chân trong đó thật lâu, sau đó rời khỏi sân vận động. Bây giờ không phải là lúc để săn lùng Rơi, anh quan tâm đến người vợ Lý Khinh Hồng của mình hơn. Bên ngoài sân vận động, vẫn có rất nhiều xe bọc thép đậu lại, người của chiến vực không những không rời đi mà ngày càng nhiều thêm. Bởi vì sân vận động Giang Thành đã báo có người cài đặt bom, điều này thu hút sự chú ý của cả nước. Thân là chiến vực, Tiêu Hồng Cương đương nhiên là người đứng mũi chịu sào. Anh ta nhận được tin tức rằng có cao thủ trong sân vận động. Cộng với một nhóm vũ khí chiến tranh chưa từng lộ diện trước công chúng đang hoạt động. Cao thủ chiến vực không quan tâm, thứ mà bọn họ quan tâm đến là những vũ khí chiến tranh kia. Tất cả các tin tức liên quan đến vũ khí chiến tranh đều bị chính phủ cấm toàn bộ. Hơn nữa kẻ nào dám tung tin đồn thất thiệt thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Lúc này, các bài báo về vũ khí chiến tranh trên mạng mới bị dập tắt hết. Điều này cũng chỉ ra rằng bọn họ phải giải quyết chuyện của sân vận động thật tốt. Nếu không sẽ khó giải thích với công chúng. Cho nên Tiêu Hồng Cương chịu áp lực rất lớn. Két! Lúc này, cửa sân vận động được đẩy ra. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều rất khẩn trương, giơ cao nòng súng. Ngay cả những khẩu súng cối cũng nhắm ngay cửa. Một số xe bọc thép Gatling thậm chí đã sẵn sàng nổ súng. Khói súng tràn ngập không trung, bụi mù cuồn cuộn, một bóng người chậm rãi bước ra. Kéo kẹt! Toàn bộ những người đàn ông cường tráng trong trận địa đều lo lắng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Cho dù là cường giả, hay là vũ khí chiến tranh thì cũng đều rất đáng sợ. Nhưng mà, Khương Nhã Mi lại vung tay lên, mọi người dừng tay. Thiết Ngưu cũng hét lớn tiếng, tất cả dừng tay. Ánh mắt Khương Nhã Mi nhìn chăm chăm vào bóng dáng kia. Sương khói tan đi, Vương Nhất sải bước về phía trước. Lúc này, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm buông súng xuống. Trên mặt Khương Nhã Mi cũng nở một nụ cười.
huấn luyện viên, ngài vương, Thiết Ngưu và Tiêu Hồng Cương cũng kích động chạy đến. Kẻ địch đâu? Khương Nhã Mi hỏi. Bỏ chạy rồi. Vương Nhất bình tĩnh đáp. Ngay khi những lời này vừa thốt ra, Tiêu Hồng Cương và những người khác đều há hốc miệng kinh ngạc. Kẻ địch có thể làm cho cả nước lo lắng, một mình Vương Nhất lại có thể đánh khiến anh ta bỏ chạy. Tiêu Hồng Cương lập tức báo cáo tình hình với Vương Nhất rằng sẽ có phóng viên đến phỏng vấn anh. Nhưng Vương Nhất lại từ chối, khi phóng viên đến hỏi thì chỉ cần nói là công lao của anh. Vợ tôi đâu? Tiêu Hồng Cương vẫn luôn canh giữ bên ngoài, vì vậy anh ta nhất định phải biết. Chuyện này, trên mặt Tiêu Hồng Cương lộ vẻ khó xử, nhiều lần muốn nói. Vương Nhất cũng biết đã xảy ra chuyện, lập tức nắm chặt bả vai của Tiêu Hồng Cương, hỏi, nói. Vợ và con gái tôi bị làm sao? Sau một hồi do dự, Tiêu Hồng Cương vẫn nói ra sự thật. Sau khi cô Lý biết anh bị đánh chết thì không chịu nổi đả kích mà ngất đi, bệnh viện chẩn đoán có thể là tinh thần xảy ra vấn đề. Cái gì? Ngay khi lời này vừa thốt ra, sắc mặt Vương Nhất thay đổi rõ rệt. Bây giờ anh đã được đưa vào danh sách những người mất tích, tất cả mọi người đều cho rằng anh đã chết. Trước khi cô Lý được đưa đến bệnh viện, tôi nghe bà chủ của Lý Thị nói đã có kế hoạch cho cô Lý tái hôn. Bùm! Vừa dứt lời, trên người Vương Nhất lập tức tản ra một luồng sát khí kinh hoàng. Từng cơn gió thổi mạnh qua giống như dao cạo vào xương, tất cả mọi người đều vô thức run rẩy. Chuẩn bị xe, tôi muốn đi tìm em ấy. Ánh mắt Vương Nhất trở nên lạnh lùng, giọng nói lạnh buốt như mùa đông khắc nghiệt. Chờ một chút, bây giờ anh vẫn chưa đi được. Khương Nhã Mi gọi anh dừng lại. Vương Nhất quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn người nọ. Ngay cả Khương Nhã Mi cũng cảm nhận được áp lực to lớn khi đối mặt với sát khí của Vương Nhất. Nhưng cô ta vẫn lên tiếng. Cấp trên rất xem trọng chuyện này nên đã cử người đến, còn muốn hỏi thái độ của từng thành viên Ấn Vu. Nói tóm lại một cách đơn giản là nếu còn có chuyện như vậy xảy ra một lần nữa thì Ấn Vu sẽ phải giải tán. Thần sắc Khương Nhã Mi vô cùng nghiêm túc, họ đã chỉ đích danh muốn gặp anh. Trong mắt Vương Nhất lóe lên một tia sát ý rồi biến mất, không gặp, Vương Nhất. Khương Nhã Mi nắm lấy cánh tay của Vương Nhất, anh nên hiểu làm thế nào mà mình có được danh hiệu ẩn chủ này. Nếu không phải lão ẩn chủ đời trước nhiệt liệt tiến cử anh thì cho dù chiến công của anh có hiển hách đến đâu cũng không tới lượt anh nhận chức này. Kể từ thế hệ của lão ẩn chủ, cuộc đấu tranh trong miếu đường vẫn luôn rằng co không ngừng nghỉ, bởi vì anh đã trở thành ẩn chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử, Ấn Vu cũng chiếm thế thượng phong, nhưng lão ẩn chủ đã về hưu, đã đến tuổi cần được nghỉ ngơi, chúng ta không thể quấy rầy ông lão nữa. Cho dù anh về hưu thì cũng vẫn phải chịu trách nhiệm. Vương Nhất rơi vào trầm mặc, từng cảnh tượng trong quá khứ hiện ra trước mặt, ánh mắt của anh trở nên phức tạp. Trên thực tế, anh hiểu khi xảy ra chuyện lớn như vậy thì nhất định sẽ xảy ra trận chiến trong miếu đường. Trước đây có lão ẩn chủ ủng hộ, bây giờ lão ẩn chủ đã đến tuổi nghỉ ngơi, chỉ còn một mình người ở thế hệ mới như anh mới có thể chống đỡ. Lão ẩn chủ có ân huệ rất lớn đối với anh. Mạng sống của anh là do ông ta cứu. Ông ta còn trao chức ẩn chủ cho Vương Nhất. Có thể nói, không có lão ẩn chủ thì sẽ không có Vương Nhất ngày nay. Được rồi, tôi đi. Lúc này, Vương Nhất đã bình tĩnh lại. Chuyện nhà và chuyện nước, cuối cùng anh cũng chọn vế sau. Khương Nhã Mi thở phào nhẹ nhõm, nói với Vương Nhất, chỉ là một chương trình thôi, sẽ không mất quá nhiều thời gian. Lão ẩn chủ nói sau khi sự việc kết thúc, chúng ta có thời gian thì đến Yên Kinh gặp ông ấy. Lão ẩn chủ họ Long, tên là Bạch Xuyên, gia tộc Long Thị của ông ta là một trong 9 vương tộc ở Yên Đô. Long Thị cũng chỉ là một tộc bình thường, nhưng nhờ vào một mình Long Trọng Thiên. Nhậm chức ẩn chủ, thực lực kinh khủng như vậy, một người bảo hộ cho cả tộc, không ai dám động vào. Vương Nhất mỉm cười đồng ý, được. Vương Nhất cũng không lập tức đi tìm Lý Khinh Hồng mà lại đi chiến vực Giang Thành. Cuộc trò chuyện này kéo dài rất lâu, chớp mắt đã qua một ngày. Hôm sau, khi mặt trời mọc, một chiếc xe jeep màu xanh quân đội phóng hết tốc lực lao vào đường cái. Mau, tăng tốc lên, đến bệnh viện số 3 Giang Thành. Ngồi trong xe, Vương Nhất hét lớn. Cùng lúc đó, ở bệnh viện, trong một căn phòng bệnh, Lý Khinh Hồng cả đêm không chợp mắt, mặt mũi phờ phạc. Vương Tử Lam nằm ở trong lòng cô ta cũng không chịu ngủ. Cuối cùng vào sáng sớm hôm sau, cô bé không nhịn được chìm vào giấc ngủ sâu. Cô ta không tin Vương Nhất đã chết, vẫn luôn chờ đợi. Lý Tuyết Nhi ở bên cạnh nhìn thấy rất đau lòng, không nhịn được nói chị nghỉ ngơi một chút đi,
nếu anh rể trở lại thì em sẽ đánh thức chị. Lý Khinh Hồng cố chấp lắc đầu, chị không ngủ, chị sẽ đợi anh ấy. Rầm. Lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Ngụy Thương Kiều cầm một tờ danh sách đi vào, vẻ mặt kích động, danh sách tử vong đã đưa ra, bên trong có tên của Vương Nhất. Khi lời này vừa thốt ra, hai mắt Lý Khinh Hồng lập tức mở to. Cô ta giật lấy tờ danh sách kia, cẩn thận xem xét. Khi nhìn thấy cái tên Vương Nhất được in rõ ràng trong danh sách, đồng tử của Lý Khinh Hồng trực tiếp mở to. Đôi mắt dường như đã mất đi tiêu cực, trở nên vô cùng mờ mịt. Sau đó, nước mắt từ từ chảy xuống. Anh rể, Lý Tuyết Nhi ở bên cạnh cũng không kìm được nước mắt. Ngụy Thương Kiều bước đến bên cạnh Lý Khinh Hồng, võ nhẹ vào vai cô ta và nói, người chết không thể sống lại, con hãy nén bi thương. Tối nay mẹ sẽ sắp xếp cho con gặp gỡ một số cậu chủ có thân phận, lập tức tái giá. Lý Khinh Hồng không nói gì, chỉ nắm chặt ở danh sách tử vong kia. Tờ giấy kia lập tức bị vò đến mức nhàu nát. Đột nhiên, Lý Khinh Hồng ngẩng đầu lên và ném tờ giấy vào thùng rác. Tôi muốn nhân viên chính phủ tự mình nói với con những chuyện này. Ai có thể bảo đảm tờ danh sách tử vong này không phải do các người ngụy tạo chứ? Ngụy Thương Kiều kinh ngạc, sau đó lạnh lùng cười nói, đã đến lúc này mà con còn không tin sao? Danh sách tử vong này do chính phủ ban hành. Lý Tuyết Nhi nắm lấy quần áo Ngụy Thương Kiều, khóc nói, mẹ, mẹ nói thật đi, rốt cuộc anh rể có chết không? Đối mặt với con gái ruột, Ngụy Thương Kiều không thể tàn nhẫn như vậy. Bà ta thở dài, nói với Lý Tuyết Nhi, đương nhiên, sao mẹ lại nói dối con chứ? Vương Nhất thật sự đã chết rồi. Nếu như hai người không tin thì để mẹ đi gọi nhân viên chính phủ đến, mẹ tin là bọn họ sẽ cho Lý Thị một chút thể diện. Nói xong, Ngụy Thương Kiều lập tức đi ra ngoài. Không lâu sau, bà ta dẫn theo một người đàn ông trung niên tiến vào trong. Vị này là Trương Tụng làm bên điều tra dân số, ngài Trương, để ông ấy đích thân nói với các con đi. Giới thiệu xong, Ngụy Thương Kiều đứng sang một bên. Trước hết, Trương Tụng bày tỏ sự đau thương và chia buồn cùng gia đình, sau đó nói rõ sự thật cho hai chị em Lý Khinh Hồng biết. Chồng cô thật sự đã chết rồi, mặc dù không tìm thấy thi thể của anh ấy tại hiện trường, nhưng đã tìm được một lượng lớn máu, trải qua giám định DNA, quả thực là của chồng cô. Vừa nói xong, Trương Tụng lấy ra một tờ báo cáo mẫu máu và một số hình ảnh ở hiện trường. Máu tươi chảy đầm đìa, màu sắc đều tối đen, trông vô cùng ghê gớm và đáng sợ. Lần này, Lý Khinh Hồng cũng không thể không tin. Cô ta bật khóc thành tiếng, đánh thức Phương Tử Lam đang ngủ say. Mẹ, ba đâu rồi ạ? Cô bé rụi rụi đôi mắt buồn ngủ và hỏi. Không thể nói thêm câu nào, Lý Khinh Hồng chỉ ôm Vương Tử Lam và không ngừng khóc lớn. Dường như cô bé cũng cảm nhận được điều gì đó, Vương Tử Lam sững sờ trong chốc lát rồi cũng bật khóc theo. Hiện trường tràn ngập nỗi đau buồn sâu sắc. Ngụy Thương Kiều bắt đầu thu xếp chuyện tái hôn. Khinh Hồng à, con còn trẻ, không cần phải giữ mình vì Vương Nhất. Con hoàn toàn có quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Lý Khinh Hồng từ chối nói bất cứ điều gì, Lý Tuyết Nhi cũng cảm thấy rằng mẹ mình thật quá đáng. Anh rể vừa mới chết, làm sao có thể bảo chị gái lập tức tái hôn như vậy? Vậy được rồi, chúng ta có thể tạm bỏ qua chuyện tái hôn, trước tiên phải lo liệu tang lễ cho Vương Nhất xong xuôi đã. Ngụy Thương Kiều đề nghị. Những người khác cũng rối rít gật đầu đồng ý. Người chết trẻ phải được tổ chức tang lễ đàng hoàng. Lý Khinh Hồng cũng cảm thấy mình nên tiên đưa Vương Nhất thật tốt. Ngụy Thương Kiều nhanh chóng giao việc cho người khác đi làm. Tất cả các gia tộc đều mặc trang phục tang lễ màu đen. Đàn ông đồng loạt mặc vest đen và mang giày da đen, phụ nữ thống nhất mặc váy dài đen, giày và tất cũng đều màu đen. Chẳng mấy chốc, trời đã tối. Lý Khinh Hồng cũng xuất viện để tham dự tang lễ của Vương Nhất. Nhưng lại có rất nhiều người trẻ mà Lý Khinh Hồng chưa từng thấy qua trước đây. Hiện trường được bày trí giống như một bữa tiệc, bọn họ nói cười vui vẻ ở trong này, không mảy may quan tâm đây là một tang lễ. Lý Khinh Hồng khóc hết lần này đến lần khác, nước mắt cũng đã sớm cạn kiệt. Cô ta không chỉ mất đi tình cảm chân thành mà con gái cũng vĩnh viễn mất đi người cha. Đây là một chuyện vô cùng tàn nhẫn đối với đứa nhỏ. Ngay khi Lý Khinh Hồng đang quỳ trước linh đường thì Ngụy Thương Kiều dẫn một vài chàng trai mặc vest đen bước vào. Khinh Hồng à, để mẹ giới thiệu một chút, những người này đều là lớp người trẻ tài giỏi tuấn tú đến từ thành phố Euro và G. Con đừng quỳ nữa, đứng dậy giao lưu một chút với bọn họ đi. Lý Khinh Hồng thờ ơ, thậm chí cũng không hề để tâm đến bà ta.
làm sao cô ta lại không biết Ngụy Thương Kiều đang có ý đồ gì? Ngụy Thương Kiều muốn gả Lý Khinh Hồng ra ngoài từ rất lâu rồi. Chỉ cần làm vậy thì cô ta sẽ không còn là người của Lý Thị nữa, cũng sẽ không đe dọa được địa vị của cô con gái Lý Tuyết Nhi. Gạch dưới Ngụy Thương Kiều làm tất cả những chuyện này đều vì con gái ruột của mình, Lý Tuyết Nhi. Những người trẻ tuổi mà Ngụy Thương Kiều không biết này cũng do bà ta gọi đến. Ngụy Thương Kiều cũng không để tâm, mỉm cười nói với những chàng trai trẻ kia, vậy mọi người cứ trò chuyện nhé, bên ngoài sắp cử hành tiệc tối rồi. Nói xong, bà ta vội vàng bước ra ngoài. Cảm ơn các vị dù bận rộn công việc cũng đến dự tang lễ này. Hôm nay, tôi có vài chuyện muốn tuyên bố cùng mọi người. Lý Thế Nhân không tham dự những sự kiện như vậy, cho nên tất cả đều do Ngụy Thương Kiều tổ chức. Bà ta giơ ly rượu, mỉm cười nói, ly rượu này dùng để tưởng nhớ vị đại anh hùng đã hy sinh vì nghĩa, hy sinh tính mạng cứu tất cả chúng ta, Vương Nhất. Chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên người này. Chúc anh ấy một đường lên thiên đàng. Chúc anh ấy một đường lên thiên đàng. Chúc anh ấy một đường lên thiên đàng. Mù tất cả những vị khách có mặt đều nâng ly tỏ ý, mặt mũi đỏ bừng, không có chút dáng vẻ nào là đang truy điệu người đã mất. Thật ra thì bọn họ không hề biết Vương Nhất, thậm chí chưa từng nghe qua cái tên Vương Nhất này, họ đến đây chỉ để tham gia náo nhiệt thôi. Chỉ có một số ít người ở hiện trường thật sự truy điệu cho Vương Nhất, chẳng hạn như đám người Hạ Lãm, Hồ Hoàng Việt, Lương Nhật Tân. Nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ đều phải cố nén cơn giận dữ trong lòng. Chuyện thứ hai chính là chúc mừng trưởng công chúa của Lý Thị, Khinh Hồng, đã trở lại cuộc sống độc thân. Ngụy Thương Kiều lại nâng ly rượu lên, cười nói, mặc dù Khinh Hồng đã từng kết hôn, nhưng cô ấy vẫn còn trẻ trung và xinh đẹp, tôi tin tưởng sau này cô ấy sẽ tìm được một gia đình tốt. Bộp bộp, những tràng vỗ tay nồng nhiệt truyền đến từ chỗ khán giả. Tất cả những người đàn ông đều tỏ vẻ phấn khích. Không chỉ là những chàng trai trẻ tuổi đẹp trai tài giỏi có sự nghiệp thành công, mà ngay cả một số người đàn ông lớn tuổi cũng có chút dục dịch. Hiện tại Lý Khinh Hồng chính là một quá phụ hàng thật giá thật. Có rất nhiều lời đàm tiếu trước cửa nhà quá phụ. Nhất là Lý Khinh Hồng lại vô cùng xinh đẹp, thân phận cao cấp, quan trọng hơn chính là bất cứ ai cũng có cơ hội cưới cô ta. Mọi người bên ngoài ăn uống linh đình, khắp nơi đều vang lên tiếng nâng chén cụng ly. Làm sao giống là một tang lễ chứ? Đây rõ ràng là một bữa tiệc vui. Lý Khinh Hồng tức giận đến mức bật khóc, quỳ xuống trước bức di ảnh của Vương Nhất, cả người phát run. Cô ta rất tức giận, cô ta cảm thấy bất bình thay Vương Nhất. Sự lạnh lùng và thờ ơ trên thế giới này cùng lắm cũng chỉ như vậy thôi. Lúc này, mấy chàng trai trẻ tuổi mà Ngụy Thương Kiều gọi tới cũng bước đến. Cô Lý, đừng quỳ nữa, mọi người đều đang ăn mừng cô độc thân, cô không xuất hiện cũng không tốt đâu. Đúng vậy. Cô Lý cũng đừng quá đau lòng. Dựa vào thân phận và dung mạo xinh đẹp này, gả cho chồng của cô thật sự quá đáng tiếc, cô hoàn toàn có khả năng tìm được một người tốt hơn. Nhanh thôi, sẽ không còn ai nhớ đến anh A nữa. Các chàng trai trẻ lần lượt lên tiếng, bước từng bước một đến gần Lý Khinh Hồng. Trước đó, bọn họ đều đã uống chút rượu, lúc này cửa trong linh đường đã đóng chặt lại, chỉ có mấy người đàn ông bọn họ và một mình Lý Khinh Hồng vừa mất chồng. Từ lúc vừa đặt chân vào cửa, ánh mắt của bọn họ đã dán chặt lên người Lý Khinh Hồng. Chiếc váy dài màu đen, mang tất đen và đi chân chân, cùng khuôn mặt mang chút nước mắt càng tôn lên khí chất băng lãnh của cô A. Bọn họ đều không thể kiềm chế được. Đến đây đi, cô Lý. Nơi này cũng không có ai. Đám người vươn tay ôm chầm lấy cơ thể của Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng giật mình hoảng sợ, dùng sức tát mạnh vào mặt một người trong số họ. Các người muốn làm gì? Lý Khinh Hồng cực kỳ tức giận, lại có chút hoảng sợ nhìn bọn họ. Chạm vào khuôn mặt vừa bị đánh, những chàng trai kia đứng vây quanh cô ta. Làm gì? Cô nói xem chúng ta muốn làm gì đây? Một phòng tang lễ đã đóng chặt cửa, một đám công tử ăn chơi trác táng đã say xỉn, còn có một người vợ xinh đẹp vừa mất chồng phải rửa mặt bằng nước mắt. Bọn họ muốn làm gì, bất cứ kẻ ngốc nào cũng có thể đoán được. Ngay khi Lý Khinh Hồng vừa định hét lên thì miệng cô ta đã bị bịt chặt lại. Còn muốn kêu, dám kêu sao? Bà Ngụy dân chúng tôi vào đây muốn làm gì, chẳng lẽ cô không biết à? Một chàng trai đi đầu với nụ cười trêu tức trên mặt lên tiếng. Trong mắt Lý Khinh Hồng vô cùng hoảng sợ, không ngừng giấy giụa. Ngâm lại cũng cảm thấy kích thích thật, làm trước di ảnh người chồng vừa mất của cô. Này, bụng của cô! Đột nhiên! Ánh mặt của một chàng trai dừng lại trên bụng của Lý Khinh Hồng.
hơi phồng lên, độ phồng cũng không phải quá lớn, nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể nhận ra được cô ta đang mang thai. Đệt, chết rồi mà còn để lại hạt giống cho côi. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Lý Khinh Hồng lập tức trở nên xem thường và khinh miệt. Ánh mắt đó giống như đang nhìn một người phụ nữ phong nguyệt ven đường. Lý Khinh Hồng vất vả lắm mới thoát khỏi bàn tay của người kia, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Các người dừng tay, các người làm vậy không sợ phạm pháp sao? Phạm pháp, ha ha, chúng tôi không sợ. Đúng vậy, hơn nữa cô trưởng thành như vậy, phạm pháp cũng rất đáng, ha ha ha. Mọi người lại phá lên cười một trận. Lần này, Lý Khinh Hồng hoàn toàn tuyệt vọng. Cô ta rất muốn gọi điện thoại cho Lý Tuyết Nhi cầu cứu, nhưng điện thoại di động đã bị bọn họ vứt sang một bên. Bên trong là một bầy sói, yến tiệc bên ngoài vẫn đang diễn ra một cách trật tự. Ngụy Thương Kiều đã ra lệnh, bất kỳ ai cũng không được đến gần linh đường. Khóe miệng bà ta nở một nụ cười lạnh lùng. Lý Khinh Hồng, nếu cô ta bị làm nhục ngay trong tang lễ của chồng mình thì chắc chắn sau này sẽ thân bại danh liệt, phải không? Đúng vậy, Ngụy Thương Kiều muốn Lý Khinh Hồng gả ra ngoài, nhưng cũng sẽ không để cô ta kết hôn với một người thật tốt. Bà ta muốn Lý Khinh Hồng gả cho một kẻ vô gia cư đê tiện nhất, ở tầng lớp dưới cùng của xã hội. Thân bại danh liệt, cái gì cũng không có, cô A không thể có bất cứ thứ gì. Đồng thời, bà ta cũng cẩn thận nhìn về phía Lạc Thanh Hiền, thấy người kia không có phản ứng gì thì mới yên tâm. Những chàng trai trẻ mà bà ta dẫn vào lúc trước hoàn toàn không phải là cậu chủ của các gia tộc lớn gì cả, bọn họ chỉ là một số tiếp viên nam mà bà ta tìm được từ mấy câu lạc bộ thôi. Ăn mặc như những cậu chủ của xã hội thượng lưu thì cũng được, nhưng chuyện kia lại thô bạo và đê tiện nhất. Cùng lúc đó, một tiếng nổ thật lớn vang lên. Cánh cổng sắt của bữa tiệc bị một chiếc xe Jeep màu xanh quân đội đụng nát, chiếc xe Jeep giống như một con dã thú nổi điên, hung hăng đâm thẳng, lập tức khiến tất cả mọi người trong bữa tiệc đều kinh hãi. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai, tất cả mọi người đều hoảng sợ tới mức đứng sang một bên. Ngay cả Ngụy Thương Kiều cũng vậy. Bà ta sững sờ một lúc lâu, sau đó đột nhiên tức giận mắng ầm lên. Kẻ nào dám xông vào đây? Vệ sĩ đâu? Không cần kêu, tất cả vệ sĩ mà bà đang nhắc đến đã ngã xuống rồi. Giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông phát ra từ trong xe. Giọng nói này có chút quen thuộc, mọi người vừa nghe thấy thì lập tức kinh ngạc. Vương Nhất lạnh lùng bước xuống xem. Ánh mắt lạnh như băng nhìn toàn bộ hiện trường xung quanh, người nào bị anh lướt nhìn qua cũng cảm thấy rùng mình sợ hãi. Khi thấy đám người đang truy điệu trong tang lễ, Vương Nhất mím môi, nở nụ cười lạnh lùng. Tôi còn chưa chết, ngay cả tang lễ cũng đã sắp xếp xong cho tôi, có phải tôi nên cảm ơn bà không nhỉ? Đi cùng giọng nói lạnh lùng, ánh mắt của Vương Nhất đột nhiên nhìn về phía Ngụy Thương Kiều đang sợ hãi đến mức ngẩn người. Bùm! Trong nháy mắt, sát khí quét qua như gió lốc. Tập trung trên người một mình Ngụy Thương Kiều. Phí chi ngay lập tức, Ngụy Thương Kiều ngã ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn như thể vừa mới được vớt lên từ dưới sông. Bị Vương Nhất nhìn chằm chằm như thế này, bà ta cảm thấy bản thân như đang bị cuốn vào một lỗ đen vô tận, mắt không thể thấy, tai không thể nghe. Lúc này, hiện trường vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Tất cả mọi người đều choáng váng. Đây không phải là tang lễ của người này sao? Tại sao anh ta vẫn chưa chết? Vậy thì tổ chức tang lễ còn có ý nghĩa gì nữa? Người của lễ truy điệu còn chưa chết, ngụ ý quá tệ đi. Mọi người có mặt tại hiện trường đều đang nghị luận, Ngụy Thương Kiều có lẽ là người khiếp sợ nhất ở đây. Bà ta từng hỏi qua người bảo vệ canh giữ, bảo vệ nói đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Vương Nhất bị người ta đánh, theo lý mà nói thì đáng lẽ anh đã bị đánh chết rồi. Tên anh cũng có trong danh sách tử vong ngộ, tại sao lại có thể sống sót trở về? Vào giờ phút này, tuy rằng trên người và mặt của Vương Nhất có một số vết thương, nhưng chúng đều là vết thương ngoài da, không hề nghiêm trọng chút nào. Khó có thể tưởng tượng người này có thể sống sót thoát khỏi tay của một cường giả vô song. Nói ra sẽ gây chấn động toàn bộ giới võ đạo trên toàn thế giới. Đột nhiên, Ngụy Thương Kiều như nhớ ra chuyện gì, sắc mặt trắng bệch. Tuyệt đối không được để cho Lý Khinh Hồng biết anh còn sống. Nếu không, tất cả mọi kế hoạch của bà ta sẽ uổng phí. Người đâu, mau đuổi nó ra ngoài. Ngụy Thương Kiều tức giận ra lệnh. Nhưng mà các vệ sĩ xung quanh đều có mặt, nhưng không một ai dám bước lên trước. Bởi vì ngay sau đó, một người phụ nữ lạnh lùng mặc áo khoác da màu đen đã bước ra khỏi chiếc xe, Jeep.
đó chính là Khương Nhã Mi. Theo sau, Hồng Phật và Thiết Diện cũng lần lượt bước xuống. Một người đang cầm hộp sữa chua, người kia thì đeo một chiếc mặt nạ sắt lạnh như băng. Mọi người đều cảm nhận được một luồng hàn khí lạnh lẽo. Ngụy Thương Kiều đã từng nhìn thấy Hồng Phật và Thiết Diện ra đòn tấn công, cả hai đều rất đáng sợ. Bây giờ bọn họ còn đi cùng Vương Nhất. Vợ con tôi đâu? Giọng nói của Vương Nhất lạnh lẽo như mùa đông khắc nghiệt, nhiệt độ trong bữa tiệc lập tức giảm xuống điểm đóng băng. Khương Nhã Mi đột nhiên ra đòn, một cước đá ngã tang lễ của Vương Nhất một cách thô bạo. Ngay lập tức, tấm bảng rơi xuống đất và phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Vương Nhất đi đến trước mặt Ngụy Thương Kiều, tóm lấy cổ bà ta, sau đó nhấc bổng bà ta lên, lặp lại hành động đó một lần nữa. Vợ con tôi đang ở đâu? Ngụy Thương Kiều hoàn toàn không thể phát ra âm thanh, nhưng ánh mắt phần theo. Bản năng nhìn về phía linh đường cách đó không xa. Vương Nhất trực tiếp ném bà ta sang một bên, sau đó bước về phía linh đường. Ngụy Thương Kiều trực tiếp kêu lớn, cậu không thể đi vào. Vương Nhất hoàn toàn không quan tâm đến bà ta, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Anh vừa đẩy cửa ra, trong lòng Ngụy Thương Kiều lập tức chìm xuống đáy vực. Mà khuôn mặt vốn đã âm trầm của Vương Nhất lại xuất hiện một tia lệ khí. Một đám đàn ông đang bắt đầu cởi áo của bản thân. Lý Khinh Hồng chảy nước mắt đầy mặt, lúc này khi cô ta nhìn thấy Vương Nhất thì trở nên sững sờ. Sau khi xác định Vương Nhất vẫn còn sống, cô ta lấy hết can đảm ôm chặt lấy Vương Nhất. Ông xã! Lý Khinh Hồng vô cùng kích động. Vương Nhất cũng ôm lấy cô ta, tự trách mình, Khinh Hồng, anh xin lỗi. Thật ra thì anh vốn nên sớm đến bên cạnh Lý Khinh Hồng, nhưng vì cấp trên đột nhiên cử người triệu kiến anh không có cách nào đến gặp sớm hơn. Sự chậm trễ này đã khiến tên anh xuất hiện trong danh sách tử vong, mọi người đều nghĩ rằng anh đã chết. Anh xin lỗi. Vương Nhất liên tục nói xin lỗi, Lý Khinh Hồng đã khóc nhiều đến mức không thể khóc thành tiếng nữa, cô ta không ngừng đấm mạnh vào ngực anh. Vương Nhất hứng chịu, đột nhiên, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía những chàng trai trẻ kia. Các người, định làm gì vợ tôi? Lúc này, đám trai trẻ đó đã bị sát khí trên người Vương Nhất dọa cho muốn tè ra quần. Bọn họ không nhịn được nhìn về phía Ngụy Thương Kiều. Không phải bà nói chồng của cô ta đã chết rồi sao? Tại sao người vẫn còn sống vậy? Thậm chí còn có người hỏi, rốt cuộc anh A còn sống hay đã chết? Lúc này, bên tai truyền đến giọng nói lạnh lẽo của Vương Nhất, sống hay chết, tự mình cảm thụ một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Sắc mặt của đám người trẻ tuổi kia lập tức thay đổi rõ rệt, còn chưa kịp xoay người lại thì trước mặt đã tối sầm, cả người bay ngược ra ngoài. Thanh niên kia chậm rãi ngã xuống, cũng không bao giờ đứng dậy nữa, trực tiếp bị đá chết. Trong mắt Vương Nhất tràn ngập sát khí, giết sạch toàn bội. Vâng, Thiết Diện cùng Hồng Phật ở phía sau trực tiếp ra tay. Một người toàn thân bị cắm đầy kim châm màu đen, đau đớn tột cùng đến chết. Một người khác bị Hồng Phật xem như vật chứa cổ trùng, rất nhiều cổ trùng dày đặc bò ra khỏi cơ thể. Tướng mạo lúc chết cực kỳ khủng khiếp. Một luồng khí lạnh lẽo cực độ bao trùm toàn bộ linh đường. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong mắt, mọi người vô thức rùng mình. Ai có thể ngờ được Vương Nhất không những không chết mà còn sống sót trở về. Những thủ đoạn tính kế của Ngụy Thương Kiều đối với Lý Khinh Hồng chỉ sợ đã khơi dậy sát khí sâu sắc trên người Vương Nhất. Vương Nhất thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn thi thể của đám người trẻ kia, anh đột nhiên chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm Ngụy Thương Kiều, giọng nói cực kỳ đáng sợ. Bà thật sự cho rằng mình là bà chủ của Lý Thị thì tôi không dám giết bà sao? Với một tiếng nổ lớn, Vương Nhất đá mạnh vào người Ngụy Thương Kiều, cả người bà A bay ngược ra ngoài như một con diều đứt dây. Bà ta phun ra mấy ngụm máu tươi, thở hổn hển, ánh mắt hoảng sợ nhìn Vương Nhất. Dưới ánh mắt chăm chú của bà ta, Vương Nhất bước đến trước mặt bà ta, dầm một tiếng, anh nhấc chân và giẫm lên người Ngụy Thương Kiều. Ngay lập tức, bà ta cảm thấy như thể mình bị một tảng đá nặng đè lên, suýt chút nữa thì tắt thở mà chết. Vương Nhất, cậu dám động đến tôi. Ánh mắt Ngụy Thương Kiều hoảng sợ nhìn Vương Nhất. Vào giờ phút này, bà ta cảm nhận được một luồng tử khí nồng nặc trên người Vương Nhất. Vương Nhất thật sự dám giết bà ta. Tôi không chỉ dám động đến bà mà còn dám giết bà nữa. Vương Nhất lạnh lùng nói, tôi còn chưa chết, người nào dám để vợ tôi tái giá. Đi cùng những lời này, Vương Nhất đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những vị khách tham dự tang lễ kia. Phịch phịch, ngay lập tức,
một số vị khách có định lực kém đã hoảng sợ tới mức phun ra máu tươi, trực tiếp ngất xỉu. Anh rể, dừng tay. Đột nhiên, có một tiếng khóc nức nở vang lên từ trong đám đông. Lý Tuyết Nhi chạy như điên đến, ngã phịch xuống trước mặt Vương Nhất. Cô ta rơm rớm nước mắt cầu xin Vương Nhất, anh rể, em cầu xin anh hãy tha cho mẹ em đi. Em biết mẹ em không thích chị gái, nghĩ đủ biện pháp muốn đuổi chị ấy ra khỏi Lý Thị, nhưng cho dù bà ấy xấu xa đến thế nào thì cũng là mẹ ruột của Imo. Khuôn mặt Lý Tuyết Nhi vô cùng vặn vẹo, đây là thời điểm đau khổ nhất đối với cô ta. Một bên là anh rể mà cô ta thích, một bên là mẹ ruột của cô ta không thể đưa ra lựa chọn. Anh rể, em cầu xin anh, em thay mẹ xin lỗi mọi người, thật sự xin lỗi. Lý Tuyết Nhi cúi đầu. Lý Khinh Hồng bước đến, cũng lách đầu với Vương Nhất. Vương Nhất cuối cùng cũng rút chân đang chuẩn bị giẫm xuống kia. Mọi thứ giống như những gì Lý Tuyết Nhi nói, đó là mẹ ruột của cô ta. Vì chưa thể diện cho Lý Tuyết Nhi, anh cũng không thể giết chết Ngụy Thương Kiều. Hy vọng người làm mẹ như bà đừng khiến Tuyết Nhi khó xử nữa. Vương Nhất lạnh lùng nói. Hoàn cảnh của Lý Tuyết Nhi có chút giống Lý Mộng Đình trước đây. Tất cả bọn họ đều có một người mẹ ích kỷ, không từ thủ đoạn làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích của bản thân. Châu Mỹ Ngọc còn làm nhiều điều hơn Ngụy Thương Kiều, nhưng đến khi Châu Mỹ Ngọc bị bắt thì Lý Mộng Đình cũng là người đau khổ nhất. Lòng người cũng là thịt, cho dù mẹ ruột của họ đã từng làm tổn thương họ đến mức nào thì những cô gái ấy cũng không muốn nhìn thấy mẹ ruột của mình chết. Huống hồ tất cả những gì mà Ngụy Thương Kiều làm đều vì muốn tốt cho Lý Tuyết Nhi. Vương Nhất cuối cùng cũng buông tha cho Ngụy Thương Kiều. Anh hy vọng Ngụy Thương Kiều từ nay về sau có thể hối cải để làm người mới, đừng có những suy nghĩ đấu tranh vô nghĩa nữa. Mẹ, mẹ hứa với chị gái và anh rể đi, sau này sẽ không đối đầu với bọn họ nữa. Chúng ta đều là người cùng một nhà, đừng chém giết lẫn nhau nữa, được không? Lý Tuyết Nhi ôm chặt lấy Ngụy Thương Kiều, rơm rớm nước mắt nói. Trên mặt Ngụy Thương Kiều vẫn còn mang theo sự sợ hãi sau khi được sống sót, nhưng sâu trong ánh mắt lại chứa một tia oán hận. Loại oán hận này là do trước đây đã sợ hãi quá mức nên mới dần dần biến chất. Mẹ có thể đồng ý, nhưng chị của con nhất định cũng phải hứa sau này sẽ không tranh đoạt tài sản của Lý Thị cùng con, và con. Chức vị gia chủ nữa. Lời nói của Ngụy Thương Kiều là đang nói với Lý Tuyết Nhi, nhưng ánh mắt của bà ta vẫn dán chặt vào người Lý Khinh Hồng, trong mắt mang theo thù hận sâu sắc. Còn có sợ hãi. Lý Khinh Hồng quá xuất sắc, cũng quá xinh đẹp. Giống như tập hợp hàng ngàn ưu điểm trong một thân thể vậy. Một người phụ nữ xinh đẹp và giỏi giang đến đâu cũng sẽ trở nên thua kém trước mặt cô ta. Toàn bộ những thứ này đều được thừa hưởng từ đệ nhất Mỹ nhân Yên Kinh 20 năm trước, Lạc Thanh Hiền. Mà bà ta cũng chỉ là một kẻ thứ ba được nữ thần may mắn chiếu cố, vĩnh viễn không thể so sánh với những con phượng hoàng xinh đẹp như Lạc Thanh Hiền và Lý Khinh Hồng. Ghét bỏ một người không cần nhất thiết phải có lý do. Nếu bạn xinh đẹp và xuất sắc hơn người kia, bạn sẽ trở thành đối tượng của sự oán hận. Ngụy Thương Kiều quá sợ hãi Lạc Thanh Hiền, cho nên bà ta cũng sợ hãi con gái của người kia, Lý Khinh Hồng. Bà ta muốn Lý Khinh Hồng phải cam đoan. Điều này là không thể nào. Không đợi Lý Khinh Hồng mở lời, hiện trường lập từ truyền đến một giọng nói vô cùng uy nghiêm. Lạc Thanh Hiền dẫn theo Lạc Thanh Thủy và một nhóm người trong gia tộc Lạc Thị bước đến. Đám đông lập tức nhường đường. Vào giờ phút này, sắc mặt của Lạc Thanh Hiền cực kỳ u ám, đặc biệt là khi nhìn về phía Ngụy Thương Kiều, trong mắt tràn ngập sát khí nồng đậm. 20 năm trước, khi bà ta bị cướp chồng cũng chưa từng sinh ra sát ý như vậy đối với Ngụy Thương Kiều, nhưng bây giờ, Lạc Thanh Hiền chỉ muốn giết chết người kia ngay lập tức. Con rể của tôi còn chưa chết mà bà đã vội vàng tổ chức tang lễ cho nó, còn tìm người âm mưu làm nhục con gái của tôi. Ngụy Thương Kiều, bà thật sự cho rằng có sự che chở của Lý Thế Nhân thì tôi không dám động đến bà sao? Lạc Thanh Hiền lạnh lùng nói, trên người có một luồng sát khí lạnh lẽo. Bà ta đã nghe hết mọi chuyện, phản ứng đầu tiên sau khi nghe xong chính là muốn giết chết người đàn bà Ngụy Thương Kiều này. Nhìn thấy Lạc Thanh Hiền đến, Ngụy Thương Kiều sợ đến mất hồn mất vía. Mặc dù Lý Tuyết Nhi cũng rất sợ, nhưng cô A vẫn cố gắng ngăn Lạc Thanh Hiền lại. Dì Lạc, con biết mẹ con đã làm sai. Nhưng chị gái và anh rể cũng đã tha thứ cho chúng con, xin gì cũng hãy tha thứ cho mẹ con đi ạ. Ánh mắt của Lạc Thanh Hiền nhu hòa hơn một chút, đứa bé ngoan, chuyện này không liên quan đến con. Đồng thời, bà ta nhìn về phía Vương Nhất và Lý Khinh Hồng, thấy hai người đều lắc đầu, bà ta cũng không truy cứu nữa,
nhưng cũng phải tranh thủ một chút. Bảo con gái của tôi rời khỏi Lý thị, không tranh đoạt bất kỳ tài sản nào, chuyện này là không thể nào. Trên đời này, không thể nhượng bộ, đây là ranh giới cuối cùng. Thái độ của Lạc Thanh Hiền rất rõ ràng, không thể nhượng bộ. Hai người phụ nữ nhìn chằm chằm nhau, một người vô cùng uy nghiêm, một người vừa tức giận vừa khiếp sợ. Lý Tuyết Nhi không nhịn được lùi về sau một bước, không nhịn được trốn ra sau lưng Lý Khinh Hồng. Không biết tại sao, hai người đều có cùng một loại ảo giác. Những ân oán chưa được giải quyết của thế hệ trước sẽ chuyển đến thế hệ của các con. Chị, chúng ta sẽ mãi là chị em tốt cả đời, đúng không? Bàn tay nhỏ bé của Lý Tuyết Nhi lạnh ngắt, giọng nói cũng run rẩy. Lý Khinh Hồng im lặng gật đầu, chỉ nhẹ nhàng nắm tay cô ta. Từ đầu đến cuối, Vương Nhất không hề lên tiếng. Một mình anh cũng không thể giải quyết được những vấn đề còn sót lại của lịch sử gia tộc. Anh chỉ có thể làm mọi thứ trong khả năng của mình để phòng ngừa những chuyện tàn khốc nhất xảy ra thôi. Buổi tối, đêm đã khuya. Nhưng đèn trong phòng của Ngụy Thương Kiều Vân sáng trưng, trước mặt bà ta là Lý Tuyết Nhi đang ngồi gục đầu ủ rũ. Tuyết Nhi, đừng trách mẹ nhãn tâm, mẹ cũng chỉ vì nghĩ cho con thôi. Ngụy Thương Kiều trải lòng, làm sao con lại đến đây, mẹ cũng không nhiều lời nữa. Nhưng trong mắt của ba con, ông ấy vẫn luôn lấy chị gái của con làm chủ. Năng lực của nó mạnh hơn con, sức ảnh hưởng cũng lớn hơn con, người sẽ thừa kế gia nghiệp sau này cuối cùng cũng chỉ là con hoặc là nói. Lý Tuyết Nhi không ngừng lắc đầu, rơi nước mắt nói, có liên quan gì đâu ạ. Cho dù là con hay là chị gái thì quan hệ của chúng con vẫn sẽ luôn rất tốt. Hồ đồ! Ngụy Thương Kiều bày ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, quan hệ giữa con và nó vẫn đang tốt đẹp là vì hiện tại nó còn chưa nắm giữ gì cả. Hai người đều là công chúa của Lý Thị, một khi nó lên nắm quyền thì nó có còn xem con là em gái hay không? Con là một đóa hoa trong nhà kính. Mẹ đã bôn ba tranh đấu ở bên ngoài nhiều năm như vậy, chẳng lẽ mẹ còn có thể gạt con sao? Trong hào môn vương tộc, thân tình là thứ không đáng tin tưởng nhất. Ngoài trừ mẹ ra thì con tuyệt đối không thể tin tưởng bất cứ ai, hiểu chưa? Những lời này thật sự khiến trái tim của Lý Tuyết Nhi đau đớn, cơ thể cô ta run lên, nước mắt lập tức trào ra. Một ngày nào đó, con sẽ hiểu được dụng tâm khổ sở của mẹ. Con phải sớm hiểu được. Nếu không sau này mẹ con chúng ta sẽ không có chỗ đứng trong Lý thị này. Đêm đó, Lý Tuyết Nhi không thể ngủ được cả đêm. Cô ta không ngờ được là Lý Khinh Hồng cũng không ngủ được. Các cô đều sợ một ngày nào đó, bọn họ sẽ trở mặt thành thù. Đêm khuya, trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng ở Giang Thành. Một bóng người màu đen như con rơi đáp xuống mái nhà. Đứng bên cạnh anh ta là một người phụ nữ phương Tây trong bộ trang phục hoàng tộc màu tím yêu dị. Cô ta hờ hững liếc nhìn Rơi, giải quyết xong chưa? Rơi lắc đầu, trầm giọng đáp, anh ta rất mạnh, bom nổ cũng bị gỡ bỏ, nếu như không phải tôi nhanh chóng chạy thoát được thì đã khai báo sự thật ở nơi đó rồi. Phế vật! Tử La Lan tức giận ngay tại chỗ, biểu tình vô cùng hung dữ. Nhưng rất nhanh, cô ta đã bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói, xem ra tôi đã quá nóng vội, có lẽ chúng ta nên đổi mục tiêu. Đổi mục tiêu! Rơi hơi sửng sốt. Không sai, 3 năm trước, Vương Nhất mới là mục tiêu của chúng ta, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại bắt nhầm Tiêu Minh. Sự thật chứng minh, trừ phi do đích thân quân thượng ra tay, nếu không cũng không thể bắt được Vương Nhất. Chúng ta phải thay đổi sách lược. Tử La Lan bình tĩnh phân tích, chúng ta phải chuyển qua người tốt nhất tiếp theo, tìm kiếm Khương Nhã Mi. Người phụ nữ kia, Rơi có chút do dự, so với Vương Nhất và Tiêu Minh thì năng lực tổng hợp của cô ta kém xa. Cũng tốt hơn là trở về với hai bàn tay trắng. Tử La Lan lạnh lùng nói, trong tổ chức thì người thực hiện cấp 5 sao không nhiều, anh có biết vì sao có bao nhiêu người luôn lăm le vị trí của tôi không? Nói một cách tương đối thì bắt được Khương Nhã Mi cũng dễ dàng hơn. Tử La Lan đột nhiên mỉm cười, cái này phải để át chủ bài của tôi ra tay. Một người đàn ông lạnh lùng bước ra từ phía sau Tử La Lan. Anh ta là Tiêu Minh. Đại hội bách cảnh đã kết thúc. Các gia tộc ở khép nơi và hiệp hội võ đạo đều đã lần lượt rời khỏi Giang Thành. Mặc dù kết quả cuối cùng của đại hội Bắc Cảnh vẫn chưa chọn ra được, nhưng mọi người đều nghĩ rằng quán quân cuối cùng nhất định là một trong hai người ẩn chủ hoặc Lý Thế Nhân. Những gia tộc khác đã nếm mùi thất bại đều không hưởng được chút lợi lộc nào cả. Đây chính là sự tàn khốc của đại hội Bắc Cảnh, chỉ khi giành được vị trí thứ nhất mới có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Rất nhiều gia tộc đều có suy nghĩ không đạt được hạng nhất thì chính là thất bại,
nhưng không ngờ lại chẳng được lợi lộc gì. Không chỉ như vậy, bọn họ còn suýt chút nữa bỏ mạng tại đây. Hiện tại Giang Thành chính là nơi chôn cất những gia tộc này, bọn họ muốn nhanh chóng rời khỏi Giang Thành ngay trong đêm. Nhưng đây không phải là một chuyện tồi tệ đối với các gia tộc bản xứ ở Giang Thành. Mặc dù kết quả của Đại hội Bắc Cảnh vẫn chưa được quyết định, nhưng ít nhất nó đã thay đổi rất lớn vận mệnh của nhiều gia tộc. Chẳng ai ngờ được nhà họ Lục sẽ diệt vong chỉ trong một đêm, một số tàn dư của nhà họ Lục cũng trốn chạy khỏi Giang Thành ngay trong đêm. Sản nghiệp của nhà họ Lục bị nhà họ Hồ và nhà họ Hạ chia nhau nắm giữ. Hiện tại, Giang Thành chỉ có hai hào môn lớn. Hơn nữa, hai hào môn lớn này đều lấy Vương Nhất làm chỗ dựa. Khi mặt trời vừa mọc, Vương Nhất và gia đình dự định trở về Thiên An. Đại hội Bắc Cảnh đã kết thúc, chỉ nhánh do tập đoàn Lệ Tỉnh thành lập ở Giang Thành cũng đã hoạt động bình thường, nói chung nhiệm vụ to lớn của chuyến đi đến Giang Thành này đã hoàn thành được khoảng 7-8 phần. Cung tiên Ngài Vương, cung tiễn Ngài Vương, Hạ Lãm, Hồ Hoàng Việt dẫn theo quân đội riêng của mình, cung kính cúi đầu hành lễ với bóng lưng của Vương Nhất. Giọng nói vang dội thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, bọn họ đều kinh ngạc cảm thán. Đây chính là chàng trai trẻ mà nhà họ Hạ và nhà họ Hồ đều quy thuận, anh ấy cũng còn trẻ tuổi quá nhỉ. Những người xung quanh đều là người dân của Giang Thành, nhưng bọn họ không tham gia đại hội Bắc Cảnh, đương nhiên cũng chưa từng nhìn thấy dung mạo thật sự của Vương Nhất. Nhưng bọn họ biết một chuyện, đó chính là nhà họ Hạ và nhà họ Hồ đều quy thuận một chàng trai trẻ tuổi. Không ngờ người đó lại còn trẻ như vậy. Hiện tại, Giang Thành do hai nhà họ Hồ và họ Hạ nắm quyền. Hai gia tộc này đều nghe lệnh của chàng trai trẻ kia, cũng tương đương với việc anh ấy nằm trong tay toàn bộ Giang Thành. Không thể nào. Hơn nữa, tôi nghe nói anh ấy không phải là người của Giang Thành, mà đến từ Thiên An. Hiện tại phần lớn các gia tộc ở Thiên An cũng hợp nhất lại thành một khối bền vững. Một người nắm trong tay Giang Thành, hai tỉnh thành quan trọng Euro và G ở Thiên An, còn có Hiệp hội Võ Đạo đi theo nữa. Anh ấy chính là vị vua mới của thành phố Euro và G đấy. Cuối cùng, có người chăm chú nhìn vào bóng lưng của Vương Nhất và nói như vậy. Hiện trường yên lặng trong chốc lát, sau đó, ánh mắt của tất cả mọi người càng thêm sùng bái. Đặc biệt là một số cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, bọn họ thậm chí còn liếc mắt đưa tình, có vẻ đã vừa ý Vương Nhất. Đừng suy nghĩ nữa, người ta đã kết hôn, vợ của anh ấy còn là trưởng công chúa của Lý Thị, coi chừng người khác đấy. Lập tức có người đứng ra cắt đứt suy nghĩ của các cô gái đó. Còn có người đào ra được những chuyện mà trước đây Vương Nhất từng trải qua. Nghe nói trước kia anh ấy chỉ là con nuôi của một gia tộc nhỏ ở Thiên An. Vì gia tộc mà trở thành con rể của nhà giàu có họ Kim ở Thiên An, nhưng trong đêm tân hôn, anh ấy đã bỏ trốn, sau đó khi anh ấy xuất hiện trở lại thì đã qua 5 năm sau. Cái gì, rốt cuộc 5 năm qua anh ấy đã trải qua những chuyện gì? Anh ấy như thể đã hoàn toàn lột xác vậy. Tiếng bàn luận càng thêm kinh ngạc. Không biết. Có lẽ cũng chỉ có mình anh ấy biết đáp án thôi. Mọi người có mặt ở đây không ai không tràn đầy khao khát. Kim Lân nào phải vật sống trong ao hồ, một khi gặp được bão to gió lớn thì sẽ hóa thành rồng. 5 năm trước, anh ấy cũng giống như chúng ta vậy, đều chỉ là một nhân vật nhỏ bé, nhưng 5 năm sau, anh ấy đã trở thành vị vua mới của hai thành phố Cero và Di. Cũng chỉ có Yên Kinh mới là chiến trường chính của anh ấy. Xung quanh đều là những giọng nói như vậy. Vương Nhất cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng dâng Lý Khinh Hồng vào trong xe. Người đời chỉ nhìn thấy sự thành công huy hoàng của anh, nhưng bọn họ không biết rằng đằng sau sự thành công đó là vô số lần giao đấu lấy mạng đổi mạng của anh. Nhiều lần anh đã từng có ý định từ bỏ, chính nhờ Lý Khinh Hồng đã tiếp thêm sức mạnh giúp anh kiên trì hơn. Điều này đã trở thành một niềm tin. Ba người đi đến chi nhánh của tập đoàn Lệ Tinh, tuyên bố bổ nhiệm Phương Huệ làm ngừa phụ trách của chi nhánh, sau đó rời khỏi Giang Thành. Thương hội Giang Bình do La Chí Viễn đang quản lý, toàn bộ Giang Thành và Thiên An đã được thống nhất. Vương Nhất nhẹ nhàng nắm tay Lý Khinh Hồng, dịu dàng nói, bước kế tiếp chính là Yên Kinh. Lý Khinh Hồng mỉm cười, khẽ gật đầu. Trước khi thành lập tập đoàn Lệ Tỉnh, cô ta đã thề sẽ đưa tập đoàn đến Yên Kinh. Hiện tại, điều đó sẽ sớm thành hiện thực. Tỉnh Tin Di đang lúc này, Vương Nhất nhận được một cuộc gọi lạ. Mặc dù đã có ghi chú. Nhưng Vương Nhất Phân cảm thấy có chút không thực tế khi nhìn thấy tên người gọi. Là Tân Hồng Long gọi tới. Chuyện gì vậy? Vương Nhất thản nhiên hỏi. Mặc dù Vương Nhất và Tân Hồng Long đã đạt thành thỏa thuận chung, nhưng dưới tình huống bình thường, Tân Hồng Long cũng sẽ không gọi điện thoại cho Vương Nhất.
Dù sao mối quan hệ của bọn họ cũng là một bí mật. Tần Hồng Long gọi điện thoại tới nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Chỉ nghe Tần Hồng Long bình tĩnh nói, tân thị của chúng tôi vẫn chưa rời đi, đang ở Thiên An chuyển máy bay, nhưng bọn họ muốn đi gặp một người trước. Là người trong hoàng tộc nước Hát. Vương Nhất hơi nheo mắt lại. Phía trên vương tộc Yên Đô còn tồn tại một gia tộc lâu đời và cao cấp hơn, hoàng tộc nước Hát. Và anh biết bí mật này. Nhưng anh cũng chưa từng gặp qua thành viên thật sự của hoàng tộc nước Hát. Bọn họ đến làm gì? Anh hỏi. Tân Hồng Long nói, tôi cũng không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng xem ra hoàng tộc nước Hát không vừa lòng trước sự thất bại của Tân Thị. Tân Vũ thay thế Thái Kim Phụng trở thành người liên lạc giữa vương tộc và hoàng tộc cũng khó thoát tội. Khi nói câu này, Tân Hồng Long đè thấp giọng nói, nhưng giọng điệu lại rất phấn khích. Tân Hồng Long rất vui mừng khi có thể làm suy yếu thêm sức ảnh hưởng của Tân Vũ. Ngoài ra, Thái Kim Phụng cũng phải trình diện. Tần Hồng Long lại nói thêm chuyện này. Nghe vậy, Vương Nhất lập tức thay đổi ánh mắt, nói, sân bay Thiên An phải không? Tôi sẽ đến ngay. Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất nheo mắt lại thật sâu. Thấy vậy, Lý Khinh Hồng lập tức hỏi, làm sao vậy? Vương Nhất do dự một chút, nhưng Vân không nói cho Lý Khinh Hồng biết chuyện của hoàng tộc nước Hát. Dù sao cũng có rất ít người trên thế giới biết đến sự tồn tại của hoàng tộc nước Hát. Lý Khinh Hồng thậm chí cũng không biết đến sự tồn tại của hoàng tộc nước Hy, không phải đại hội Bắc Cảnh vừa mới kết thúc sao? Anh tính đến sân bay để tiên một người. Lý Khinh Hồng gật đầu, vậy anh đi trước đi, đi sớm về sớm. Vương Nhất nhanh chóng đến sân bay Thiên An, sau đó nhìn quanh tìm kiếm gì đó. Đột nhiên, anh nhìn thấy được một người phụ nữ mặc trang phục màu trắng đứng thẳng người trong đám đông, ánh mắt lập tức sáng ngời, vội vàng bước tới. Nhạc S.I.I. Vương Nhất bước đến bên cạnh cô ta. Nhạc sĩ có chút kinh ngạc, thiếu chủ, sao anh lại đến đây? Trong đám người, nhạc sĩ mặc một bộ hán phục màu trắng, cực kỳ bắt mắt, muốn không tìm được cũng khó. Vương Nhất không nói lời nào kéo cô ta thẳng đến nơi mà Tân Hồng Long đã nói. Thiếu chủ, anh muốn dẫn tôi đi đâu? Nhạc sĩ vô cùng kinh ngạc, trên gương mặt còn có chút ửng hồng. Cho đến bây giờ, cô ta cũng chưa từng tiếp xúc gần gũi với một người đàn ông như vậy. Cho dù người kia là Vương Nhất. Vương Nhất chỉ trả lời năm từ. Giúp cô tìm đáp án. Ngay khi những lời này vừa thốt ra, Thái Kim Phụng lập tức ngạc nhiên. Rất ít người biết Thái Kim Phụng trước đây cũng không phải là nhạc sĩ. Cô ta thuộc về hoàng tộc nước Hát, đến Tần Thị với tư cách là người liên lạc giữa hoàng tộc nước Hát và gia tộc đó. Thiên nữ trời sinh thánh thiện, cô phương tự thường, ẩn dật và độc lập. Mọi người trong Tần Thị bao gồm Tần Hồng Long cũng đều không dám đến gần cô A, chỉ có duy nhất Tân Vũ, hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, xem nhau như tri kỷ. Nhưng mà mọi thứ đều là lừa dối và lợi dụng. Thái Kim Phụng không thể rung động, Tần Vũ đã lợi dụng điều này để đá Thái Kim Phụng ra khỏi vị trí thiên nữ và cướp lấy nó. Hiện tại người liên hệ giữa Tần Thị và hoàng tộc nước Hát chính là Tân Vũ. Đây cũng là tâm bệnh của Thái Kim Phụng. Hơn nữa bây giờ vẫn chưa tìm ra được câu trả lời. Nếu như tôi đoán không sai thì người của hoàng tộc nước Hát đã đến, cô phải trở về cùng bọn họ đúng không? Vừa chạy, Vương Nhất vừa quay đầu sang, nghiêm túc nhìn cô ta và hỏi. Thái Kim Phụng vô cùng kinh ngạc, thiếu chủ, vậy là anh đã biết tất cả. Sau đó, cô ta rơi vào im lặng. Người liên lạc giữa Tân Thị và hoàng tộc chỉ có thể có một người, thậm chí có thể nói là dùng để giám sát Tân Thị. Thái Kim Phụng cũng không thích công việc này. Vương Nhất lại lắc đầu, cô không thể đi như vậy, cho nên về phía hoàng tộc bên kia, tôi sẽ đi cùng cô. Thái Kim Phụng cũng không hề từ chối, chỉ là mở miệng muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói câu nào. Bên này, lúc này, Tân Hồng Long vẫy tay với Vương Nhất. Tân Hồng Long một mình chống gậy đi đến. Vương Nhất liếc nhìn Tân Hồng Long, ông nội anh và Tần Vũ đâu? Tân Hồng Long cười nói, đang chờ ở bên trong. Lát nữa đi vào, chúng ta còn phải diễn một màn kịch. Vương Nhất đương nhiên biết anh ta đang ám chỉ điều gì. Nhìn thấy Thái Kim Phụng, Tần Vĩnh Nghiêm và Tân Vũ đều đứng lên, như thể muốn nói điều gì đó. Nhưng khi nhìn thấy Vương Nhất ở bên cạnh, sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi. Những gì vốn dĩ muốn nói đều đột ngột không thể thốt ra khỏi miệng. Tại sao anh lại ở chỗ này? Ánh mắt của Tần Vũ hơi nghiêm lại, lên tiếng hỏi. Vương Nhất cười nói, còn nhớ tôi nói gì chứ? Tôi sẽ để anh cho nhạc sĩ một câu trả lời. Hiện tại đã đến lúc rồi. Tân Vũ lập tức nhìn về phía Thái Kim Phụng.
chỉ thấy ánh mắt nhìn về phía Tần Vũ của Thái Kim Phụng đã sớm bình tĩnh trở lại, không còn chút dao động của năm xưa. Tần Vũ lấy lại tinh thần, mỉm cười nói với Thái Kim Phụng, Kim Phụng, đã lâu không gặp. Thái Kim Phụng cũng không thay đổi sắc mặt, vốn dĩ chúng ta nên sớm gặp mặt nhau. Đúng như Thái Kim Phụng đã nói, thời điểm Tần Thị đến Thiên An, người vốn dĩ nên đến phải là Tần Vũ, nhưng cuối cùng lại là Tân Nam đến. Tần Vũ hít sâu một hơi, nói cô muốn hỏi chuyện gì. Nào ngờ Thái Kim Phụng chỉ khẽ lắc đầu, bình thản nói, tâm của anh đã không còn trong sạch nữa, cũng không còn tư cách đánh đàn và chơi cờ cùng tôi. Một quân cờ được đánh với sự độc ác trong lòng thì cuối cùng sẽ lật ngược bàn cờ thôi. Chỉ thấy người đàn ông cao lớn mặc áo tôn trung sớn bước đi khí thế như một con rồng, khuôn mặt lãnh đạm, bất kể nhìn ai cũng đều cao cao tại thượng. Không chỉ như vậy, từ trên người đàn ông trung niên này, mọi người đều cảm nhận được một luồng khí thế cường đại. Có thể thấy rằng ông ta cũng là một vị cao thủ. Đằng sau ông ta còn có hơn 10 người đàn ông vạm vỡ và cường tráng đang đứng. Mỗi một vệ sĩ ít nhất đều đã luyện ra được nội lực, là một võ giả hàng thật giá thật. Để các võ giả đồng ý làm vệ sĩ thì có thể thấy người đàn ông trung niên này tôn quý như thế nào. Hoàng tộc nước Hát. Vương Nhất dán mắt nhìn chăm chăm người đàn ông trung niên kia, hơi nheo mắt lại, không thể không xem trọng. Mà ba người Tần Vĩnh Nghiêm, Tần Vũ, Tần Hồng Long theo bản năng cúi đầu, cung kính hô một tiếng. Xin chào ngài bát. Tần bát, Tần bát lại đến đây. Sắc mặt của Thái Kim Phụng đứng bên cạnh Vương Nhất đột nhiên trở nên tái nhợt. Vương Nhất kinh ngạc một lúc, sau đó nhìn về phía Thái Kim Phụng, cô biết ông ấy. Thái Kim Phụng trịnh trọng gật đầu, ông ấy là một trong những cao thủ lợi hại nhất hoàng tộc nước Hát, nhưng địa vị của ông ấy trong hoàng tộc cũng không tính là cao, cùng lắm chỉ xem như người hầu thôi. Nghe vậy, sắc mặt của Vương Nhất cũng trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Chỉ là một người làm mà đã có thực lực cường đại như vậy. Nếu là hoàng tộc chính thống thì thực lực sẽ còn mạnh đến thế nào? Anh còn nhớ Tần Hồng Long từng nói qua, tất cả mọi người trong hoàng tộc nước Hát đều có võ công, trở thành một cường giả đỉnh cao trong hoàn cảnh như vậy lại càng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng một cường giả như vậy thường sẽ không xuất thế, trừ khi có chuyện gì đó có tác động rất lớn. Đột nhiên, Vương Nhất hơi sửng sốt một lúc, anh nhớ lại một chuyện. Khi đó, Tân Nam muốn nhạc sĩ bồi rượu. Đi bên cạnh anh ta là một lão giả có thực lực cường đại tên là Tần Thập Thất. Tần Bát, Tần Thập Thất, phía sau họ Tần đều là những con số trùng hợp sao? Trong lúc đang nghĩ ngợi, Tần Bát đã bước đến trước mặt. Ông ta vẫy tay ra hiệu, hơn 10 tên vệ sĩ sau lưng xếp thành một hàng, phong tỏa nơi này. Sân bay đông đúc người qua lại, nhưng vì sự tồn tại của bọn họ mà nơi này đã bị cô lập, căn bản không có người nào dám đến gần. Tần Bát dùng ánh mắt sắc bén như chim ưng liếc nhìn một vòng mọi người ở đây, sau đó lạnh lùng cười nói, vương tộc Yên Đô các người thật đúng là một đám phế vật, tôi cũng đã ra mặt nói chuyện với Mục Lang, để ông ta CHP các người mượn cường giả mạnh nhất Tây Cảnh, vậy mà lại không lấy được thắng lợi ở đại hội Bắc Cảnh. Xem ra ngay từ lúc bắt đầu, tôi cũng không nên đặt kỳ vọng vào các người. Vâng, ngài Bát, chúng tôi biết sai rồi. Đối mặt với sự chế giễu và chất phất của Tần Bát, cho dù là Tần Vĩnh Nghiêm, hay là Tần Vũ thì bọn họ cũng đều không dám phản bác câu nào. Vương Nhất lặng lẽ đứng bên cạnh quan sát. Tần Vĩnh Nghiêm là gia chủ của vương tộc Yên Đô, năm nay đã hơn 70 tuổi nhưng lại phải hành đại lễ như vậy trước mặt một người hầu của hoàng tộc nước Hát. Sự chênh lệch giữa hai người có thể nói là khoảng cách giữa trời và đất. Hừ, Tần Vũ, cậu cũng suy nghĩ kỹ lại đi, xem nên giải thích như thế nào với hoàng tộc. Tần Bát lạnh lùng cười nói và liếc nhìn Tần Vũ. Vương Nhất đứng ở một bên lẳng lặng lắng nghe và nhận ra được một số tin tức. Mục Lang không phải vì thể diện của Tần Vĩnh Nghiêm nên mới đại diện cho Tần Thị tham gia đại hội Bắc Cảnh, mà là vì có giao thiệp với hoàng tộc nước Hát nên mới đồng ý. Vâng, Tần Vũ sẽ gánh vác trách nhiệm. Tần Vũ chỉ đành phải thỏa hiệp. Cảnh tượng quá mức khiếp sợ này khiến người qua đường cũng phải kinh ngạc theo dõi. Thoạt nhìn bọn họ trông rất giống đang đóng phim. Tần Bát lại nói, đây là một chuyện, còn một chuyện khác. Tôi phải đưa cô trở về. Tầm mắt của Tần Bát cuối cùng cũng dừng lại trên người Thái Kim Phụng, vẻ mặt bình tĩnh chất vấn, đáng lẽ 5 năm trước cô đã phải trở về hoàng tộc, tại sao đến bây giờ vẫn còn chưa trở về? Cả người Thái Kim Phụng hơi chấn động, sau đó nhẹ giọng nói, tôi có chuyện muốn làm, không muốn trở về hoàng tộc. Láo xược! Tần Bát hét lớn một tiếng, tiếng hét như sấm, toàn bộ sảnh chờ ở sân bay đều vang vọng âm thanh của ông ta. Suy cho cùng cô cũng chỉ là một nha hoàn của hoàng tộc,
vậy mà lại dám không quay về sao? Sau khi trở về, cô sẽ phải tiếp nhận trừng phạt của hoàng tộc. Rút xương, móc gân, móc mắt, cô chọn một cái đi. Vào giờ phút này, một luồng nội lực cường giả hàng thật giá thật tản ra. Tần Bát trừng mắt nhìn Thái Kim Phụng. Thái Kim Phụng bị loại khí thế này áp bức đến mức không thở nổi. Cô ta cũng chỉ biết một chút võ công, không thể so sánh với một cao thủ như Tần Bát. Ngay cả Tần Thập Thất mà cô ta còn khó đối phó nữa. Trong lòng Vương Nhất chấn động, hình phạt của hoàng tộc nước Hát lại tàn khốc đến vậy. Đây đã là thời hiện đại, vậy mà bọn họ còn giữ những tập tục cổ xưa như thế. Tần Vĩnh Nghiêm dường như đã sớm biết chuyện này, ông ta vội vàng nói, ngài Bát, máy bay của chúng tôi sắp cất cánh rồi, chúng tôi có thể rời đi trước được không ạ? Đi đi! Tần Bát không kiên nhẫn mà phất tay một cái. Tần Vĩnh Nghiêm và Tần Vũ như được đại xá, vội vàng lên máy bay. Khi Tần Hồng Long đi ngang qua Vương Nhất, anh ta đột nhiên quay đầu lại nhìn Vương Nhất. Ánh mắt kia không cần nói cũng biết là có ý cảnh cáo cùng nhắc nhở. Thực lực của hoàng tộc rất mạnh mẽ, cho dù chỉ là một người làm thì người bình thường cũng không thể chống lại. Vương Nhất hiện tại là đồng minh của anh ta, Tần Hồng Long cũng không hy vọng Vương Nhất sẽ chết dưới tay của Tần Bát. Tần Vũ cũng quay đầu lại, ánh mắt thương xót nhìn Thái Kim Phụng, có lẽ theo những gì anh ta nghĩ thì Thái Kim Phụng sắp bị ép buộc đưa về hoàng tộc nước Hát. Đi thôi, Thái Kim Phụng, cùng tôi trở về hoàng tộc nhận tội. Tần Bát vô cùng bình tĩnh, sải bước đi về phía Thái Kim Phụng. Nhưng chỉ mới đi được một bước thì ông A chợt dừng lại. Một bóng người xuất hiện ngăn giữa Tần Bát và Thái Kim Phụng, vẻ mặt bình thản nhìn ông ta. Thằng nhóc kia, cậu là người theo đuổi Thái Kim Phụng à? Tần Bát cau mày, nghiêm nghị nhìn Vương Nhất. Ngay từ đầu, ông ta đã nhìn thấy Vương Nhất, nhưng anh đứng sau lưng Thái Kim Phụng, ăn mặc vô cùng bình thường, vừa nhìn đã thấy chắc hẳn là một người theo đuổi Thái Kim Phụng. Dù sao Thái Kim Phụng cũng là nhạc sĩ, người mê muội nhạc sĩ nhiều vô số kể. Thỉnh thoảng lại có một số người hâm mộ não tàn chăn trước mặt cô ta cũng là chuyện bình thường. Thái Kim Phụng vừa định lên tiếng phủ nhận, nhưng Vương Nhất lại liếc nhìn cô ta một cái. Dành quyền trả lời trước, ông muốn nghĩ như vậy thì cứ cho là vậy đi. Chẳng qua người ta đã không muốn đi cùng ông lại mạnh mẽ cưỡng ép cô ấy đi, có phải quá thất lễ rồi không? Vương Nhất nheo mắt nhìn Tần Bát, nói. Cậu nói gì, lặp lại lần nữa. Sắc mặt Tần Bát trầm xuống, trong mắt hiện lên tia uy hiếp nồng đậm. Bộp, vừa dứt lời, Vương Nhất lập tức hành động, tát một cái thật mạnh vào mặt ông ta. Nửa bên mặt của Tần Bát lập tức sưng lên. Hơn nữa cả người còn lảo đảo lùi về sau mấy bước. Một tên người làm mà cũng dám đứng sủa như chó trước mặt tôi sao? Vương Nhất mỉa mai nhìn Tần Bát, lạnh lùng cười nói. Thái Kim Phụng kinh ngạc đến mức trợn to hai mắt, Vương Nhất thế mà lại dám đánh Tần Bát. Xôn xao động tĩnh ở bên này cũng thu hút sự chú ý của đám vệ sĩ bên cạnh. Bọn họ cũng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Bọn họ biết rất rõ thực lực của Tần Bát. Nhưng ông ta lại bị một chàng trai trẻ tát gục xuống ở bên ngoài. Sau khi định thần lại, bọn họ lập tức bao vây Vương Nhất, trên mặt lộ ra vẻ hung dữ. Đối mặt với sự uy hiếp của Tần Bát, khuôn mặt của Vương Nhất vẫn lãnh đạm, không để tâm chút nào. Thật ra thì từ tên của Tần Bát và Tần Thập Thất, anh đã có một sự hiểu biết đại khái về thực lực của hoàng tộc nước Hát. Vệ sĩ phải luyện ra được nội lực thì mới gọi là tiêu chuẩn. Toàn dân trong hoàng tộc đều biết võ công. Nhưng võ đạo cũng không quá khó luyện, những người thật sự có thể lọt vào mắt của anh cũng không có mấy người. Cho nên anh căn bản không hề để tâm đến cái người tên Tần Bát này. Lui ra. Vương Nhất không quay đầu lại, nhưng lời nói trầm thấp kia là đang nói với Thái Kim Phụng. Trong lòng Thái Kim Phụng khẽ run lên, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Vương Nhất. Cô ta có chút do dự. Chỉ nghe Vương Nhất lại nói, cô chỉ cần biết một điều, trên thế giới này không có gia tộc nào khiến tôi cảm thấy kiêng dè cả. Hoàng tộc hay vương tộc gì đó đối với ta mà nói chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Thiếu chủ, Thái Kim Phụng hơi cảm động, cuối cùng vẫn yên lặng lùi ra phía sau Vương Nhất. Thằng nhóc kia, cậu biết chúng tôi là ai không? Sao lại dám ra tay với ngài Bát? Những vệ sĩ kia nhìn Vương Nhất với vẻ mặt hung dữ. Lúc này, Tần Bát cũng bước đến, mặc dù không nói chuyện nhưng vẫn hung hăng nhìn chằm chằm Vương Nhất, cậu dám làm nhục hoàng tộc nước Hát. Vương Nhất vô cùng bình tĩnh trả lời, chỉ nói sự thật thôi, tại sao lại nói là làm nhục. Bùm! Vương Nhất vừa nói ra những lời này, sắc mặt của Tần Bát và toàn bộ đám thuộc hạ của ông ta đều biến sắc,
đôi mắt tối sầm lại. Hoàng tộc nước Hát rất ít xuất thế, nhưng bọn họ vẫn nắm bắt chuẩn xác rất nhiều xu hướng của người đời. Điều này không thể tách rời khỏi thiên nữ mà họ đã cử đi đến nơi này. Đúng vậy, hoàng tộc nước Hát không chỉ có duy nhất một thiên nữ, là Thái Kim Phụng. Nhưng cho đến bây giờ, bọn họ cũng chưa thấy qua một người trẻ tuổi nào lại không kính trọng hoàng tộc nước Hát như vậy. Là do người này không biết nên không sợ, hay chỉ đơn thuần là một kẻ lỗ mãng? Thằng nhóc này, xem ra cậu còn chưa biết chúng tôi là ai. Sắc mặt Tần Bát âm trầm nhìn Vương Nhất và nói. Lúc đầu, ông ta chỉ cho rằng Vương Nhất là một người theo đuổi nhạc sĩ thôi, nhưng hiện tại xem ra không phải vậy. Không phải anh theo đuổi Thái Kim Phụng, mà là Thái Kim Phụng. Đi theo An Hy chúng tôi là người của hoàng tộc nước Hát, vương tộc Yên Đô, cậu chắc hẳn đã từng nghe qua rồi chứ. Đó đều là những gia tộc phụ thuộc vào chúng tôi để tồn tại. Tần Bát sợ địa vị của Vương Nhất thấp kém, chưa từng nghe qua hoàng tộc nước Hát nên cố tình giải thích thêm cho anh hiểu. Lúc nói chuyện, lông mày và ánh mắt của ông ta mang theo vẻ kiêu ngạo bẩm sinh, nhìn Vương Nhất và những người khác đang chờ ở sân bay như thể đang nhìn những kẻ thấp kém. Bọn họ đều là những quý tộc của vương triều nước Hát, hơn hẳn tất cả những người khác. Nói như vậy, nếu thế giới hủy diệt, chỉ có rất ít người được xem như hạt giống để bảo tồn, và bọn họ chính là những hạt giống quý giá được giữ lại giữa hàng ngàn người. Nói xong, Tần Bát tiếp tục nhìn Vương Nhất. Vốn tưởng rằng Vương Nhất sẽ khiếp sợ, nhưng không ngờ Vương Nhất vẫn khó đoán như trước, trên mặt thậm chí còn có chút châm chọc. Hoàng tộc thì thế nào, hoàng tộc thì có thể tùy tiện dẫn người khác đi sao? Ngay sau đó, Vương Nhất trực tiếp ra lệnh, cho các người một phút, mau chóng rời đi. Nếu không tôi cũng không ngại để các người ngồi máy bay đến nhưng phải dùng xe cứu thương về đâu. Lời nói này vô cùng cuồng ngạo, sau khi Tân Bát đã tiết lộ thân phận thật sự của bọn họ mà anh Vân không xem bọn họ ra gì. Tân Bát và các vệ sĩ của hoàng tộc đều ngây người, không thể tin được nhìn Vương Nhất. Thái Kim Phụng cũng kinh ngạc nhìn Vương Nhất, nhất thời không nói được lời nào. Cô ta biết Vương Nhất đang ra mặt giúp cô ta. Sau khi định thần lại, ánh mắt của Tân Bát dần trở nên nguy hiểm. Trong con người đen láy lóe lên một tia sát khí lạnh lẽo. Thằng nhóc kia, cậu có biết người mà cậu muốn bảo vệ là ai không? Cô ta là thiên nữ của Tần thị hoàng tộc. Chậm trễ không chịu quay về gia tộc đã không còn kiên nhẫn với cô ta nữa rồi. Chờ đợi cô ta sẽ chỉ là những hình phạt tàn khốc nhất, rút xương, móc mắt. Chẳng lẽ cậu cũng muốn chịu trừng phạt cùng cô ta sao? Nghe những lời này, toàn thân Thái Kim Phụng phát lạnh. Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cô ta không muốn trở về gia tộc chính là sợ những hình pháp của hoàng tộc. Vương Nhất nghe xong thì chỉ thản nhiên mỉm cười, không biết hình pháp trong hoàng tộc của các người có tàn nhẫn hơn so với khổ hình ở Bắc Cảnh không? Dùng những lời nói kia dọa người khác thì còn được, nhưng hù dọa Vương Nhất thì chẳng khác nào đang múa đao lớn trước cửa quan công. Tân Bát không nói gì, nhưng sắc mặt dần trở nên tối sầm lại. Tôi đã cho cậu mấy cơ hội nhưng cậu lại không biết quý trọng. Vậy thì đừng trách tôi tàn nhân, cậu và Thái Kim Phụng cùng nhau quay về hoàng tộc đi. Bài. Đột nhiên, có một tiếng gọi lảnh lót vang lên trong sân bay rộng lớn. Trong sân bay có rất nhiều âm thanh hỗn tạp, nhưng Vương Nhất vẫn nghe thấy tiếng gọi này. Toàn bộ sát khí trên người anh tản đi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô bé mặc váy công chúa đang chạy đến sau lưng mình. Cô bé xinh đẹp dễ thương này không ai khác chính là Vương Tử Lam. Cô bé rất hào hứng chạy về phía Vương Nhất, trên tay còn cầm một cây kẹo que bảy sắc cầu vồng thật lớn, thậm chí còn chưa bóc vỏ. Vương Nhất lập tức mất hứng thú với Tần Bát, trực tiếp bế con gái lên, trên mặt xuất hiện một nụ cười thật tươi hiếm thấy. Sao con lại đến đây một mình vậy? Trước khi đến sân bay, anh đã nói qua với Lý Khinh Hồng, nhưng Vương Tử Lam lại xuất hiện ở đây, nhất định là có người dẫn cô bé đến. Đôi mắt của Vương Tử Lam cong thành hình trăng lưỡi liềm. Mẹ bận công việc nên đi làm rồi ạ, là dì nhỏ dẫn con đến đây, dì đang ở bên ngoài đợi cơn. Hóa ra là vậy. Vương Nhất chợt hiểu ra. Sau đó, cô bé sờ gò má của Vương Nhất, đột nhiên bĩu môi nói, hiện tại con cũng không muốn xa ba một chút nào cả, ba đi đâu cũng dẫn con theo đi. Nghe vậy, Vương Nhất cũng rơi vào trầm mặc. Đại hội Bắc Cảnh bị đánh bom, hầu hết tất cả mọi người đều cho rằng anh đã chết. Vương Tử Lam cũng vậy. Chỉ khi mất đi rồi mới biết quý trọng. Hiện tại, Vương Tử Lam ngày càng bám dính lấy Vương Nhất, chỉ ước gì trên người Vương Nhất đeo một chiếc túi lớn, sau đó nhét mình vào đó. Vương Nhất mỉm cười đồng ý, được rồi, ba đi bất cứ chỗ nào cũng sẽ dẫn con theo.
Vương Tử Lam lập tức hớn hở, đưa cây kẹo mút 7 màu trong tay cho anh. Ba ba, con cho bai. Vương Nhất tràn đầy kinh ngạc hỏi, đây là cái gì? Dì nhỏ mua cho con, dì bảo thích ai nhất thì mua tặng người đó một cây, sẽ mang lại may mắn. Vương Tử Lam mỉm cười rất vui vẻ. Thật sao, vậy sao Tử Lam không mua cho mẹ con? Mua cho mẹ rồi, mẹ cũng đã ăn xong, Tử Lam cũng ăn rồi, chỉ còn Ba Vân chưa ăn kẹo. Nghe vậy, nụ cười của Vương Nhất càng thêm rạng rỡ, có được một cô con gái ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy quả thực là một điều hạnh phúc. Chờ ba một chút. Vương Nhất đặt Vương Tử Lam xuống, sau đó nhìn về phía Tần Bát, vẻ mặt bình tĩnh, tôi không có hứng thú ra tay ở chỗ này, ông cũng đã thấy rồi, con gái của tôi đang ở đây, mau chạy nhanh đi, đừng để mất mạng. Giọng điệu như ra lệnh khiến Tần Bát cực kỳ khó chịu. Ông ta là người của hoàng tộc nước Hát, cho dù chỉ là một người hầu thì vẫn luôn được người khác tôn kính. Sao lại có thể để cho một người trẻ tuổi đối xử như vậy? Tần Bát giận dữ bật cười, thôi được, nếu cậu đã nhất quyết muốn tìm cái chết thì tôi sẽ cho cậu trải nghiệm thực lực của hoàng tộc nước Hát, đến lúc đó, tôi sẽ cho cậu một cơ hội dập đầu cầu xin tha thứ. Nói xong, ông ta chậm rãi giơ một tay lên, sau đó đầu ngón tay bắt đầu dùng lực và búng một phát. Phùi một luồng nội lực mạnh mẽ vô hình nhanh chóng bắn ra, nhắm thẳng về phía Vương Tử Lam. Nói chính xác là bắn vào cây kẹo mút cầu vồng trong tay Vương Tử Lam. Rắc rắc. Cây kẹo que 7 màu vỡ thành từng mảnh và rơi xuống đất, biến thành từng miếng kẹo bể nát. Tai nạn này cũng khiến Vương Tử Lam ngây ngẩn cả người. Cô bé đang định đưa cây kẹo mút cho ba, nhưng chớp mắt một cái, cây kẹo đã không còn nữa. Cô bé cúi đầu xuống, ngơ ngác nhìn cây kẹo đã vỡ vụn trên mặt đất. Lúc này, Tử Lam mới nhận ra cây kẹo đã không còn nguyên vẹn. Trong lúc nhất thời, tiếng khóc vang vọng bốn phía, vô cùng chói tai. Vương Nhất cũng kinh ngạc nhìn Tần Bát. Không phải kinh ngạc vì thực lực của Tần Bát, mà là ngạc nhiên vì lựa chọn của ông ta. Anh còn tưởng rằng Tần Bát sẽ ra tay với chính anh, không ngờ ông ta lại động thủ với cây kẹo mút của con gái mình. Đứng cách xa 5 mét, một cái búng tay, chỉ bằng nội lực đã có thể đánh vỡ cây kẹo mút rất cứng. Sức mạnh này thật sự đã vượt quá giới hạn của người bình thường. Nhưng ánh mắt của Vương Nhất lại từng chút một trở nên lạnh lùng. Nhiệt độ trong toàn bộ sảnh chờ của sân bay lập tức giảm xuống đến mức đóng băng, tất cả mọi người đều rùng mình. Vương Nhất nhẹ nhàng bế Vương Tử Lam lên, liên tục an ủi. Nhưng Vương Tử Lam vẫn không ngừng khóc lớn. Ba, cây kẹo bị hỏng rồi, kẹo mút bị hỏng giói. Ngoan, ba sẽ kêu ông ta mua cái khác cho con, đừng khóc nữa. Thật không ạ? Vương Tử Lam ngừng khóc, nhìn Vương Nhất một cách đáng thương. Ba có bao giờ nói dối con khi nào chưa? Vương Nhất mỉm cười, sau đó bình tĩnh nhìn về phía Tần Bát, ông đã làm con gái của tôi khóc. Tần Bát bật cười thành tiếng, không phải chỉ làm hỏng một cây kẹo mút thôi à. Nếu như cậu không mau cút đi thì ngay cả con gái của cậu sợ rằng cũng sẽ gặp xui xẻo đấy. Thực lực của ông ta rất mạnh mẽ, cho nên ông ta không hề sợ hãi chút nào. Búng tay bắn nát cây kẹo mút cũng chỉ là một loại uy hiếp của ông ta. Vì vậy, Vương Nhất không nói thêm gì nữa. Nhưng Thái Kim Phụng nhạy bén cảm nhận được sát khí dày đặc đang ngưng tụ lại trên người Vương Nhất. Kia chỉ là một cây kẹo mút. Nhưng nó không chỉ là một cây kẹo mút. Ông đã cho tôi thấy thực lực của hoàng tộc nước Hát, vậy được thôi, tôi cũng sẽ cho ông biết thế nào mới là thực lực thật sự. Khi lời nói vô cùng bình tĩnh của Vương Nhất được thốt ra, Vương Nhất cũng giơ một tay lên và búng một phát. Phụp! Lực đạo của cái búng tay này còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cái búng tay vừa rồi của Tần Bát. Trực tiếp xuyên thủng bả vai của Tần Bát. Hả? Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi, bả vai của Tần Bát xuất hiện một lỗ thủng chảy máu đầm đìa. Máu chảy ròng ròng. Phục phục phục. Tiếp theo, Vương Nhất lại lần lượt búng ba phát nữa. Bả vai còn lại của Tần Bát và hai đầu gối trái phải cũng bị đâm thủng. Phích! Ông ta không thể đứng thẳng, cả người mất hết sức lực nằm trên mặt đất. Đây! Cảnh tượng này khiến các vệ sĩ đến từ hoàng tộc nước Hát vô cùng sửng sốt. Cho dù ở trong hoàng tộc nước Hát thì cũng không có cường giả nào đạt được trình độ như vậy. Tần Bát nằm trên mặt đất, ánh mắt vô cùng khiếp sợ, cả người run lẩy bẩy. Bộp! Đột nhiên, đầu của ông ta bị ai đó giẫm lên. Vương Nhất nhẹ nhàng thở dài, ông nói xem tại sao lại làm vỡ cây kẹo mút của con gái tôi hả? Đi mua một cây giống hệt như vậy. Nếu không thì cái búng tay tiếp theo sẽ bắn vào đầu ông đấy. Vừa dứt lời, đầu Tần
Vào lúc này, sân bay đông nghịt người. Tất cả mọi người đều dừng chân lại, vô cùng ngạc nhiên nhìn vào chuyện đang xảy ra ở nơi này. Bọn họ căn bản không biết rõ chuyện gì vừa xảy ra, thậm chí cũng không thấy người nào cầm súng cả, nhưng Tần Bát lại bị xuyên thủng người một cách kỳ quái, tứ chỉ bị hủy hoại. Cũng không phải không ai nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, Thái Kim Phụng và đám vệ sĩ của hoàng tộc nước Hát đều là người luyện võ, cho nên bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng. Nội lực thâm hậu của Vương Nhất đã xuyên thủng bả vai và đầu gối của Tần Bát. Lúc trước Tần Bát cũng đã dùng nội lực trực tiếp làm vỡ cây kẹo mút của Vương Tử Lam. Cũng chính vì hành động tưởng chừng như nhỏ bé kia lại hoàn toàn khơi dậy sát khí của Vương Nhất. Nội lực của Tần Bát đã đủ mạnh mẽ, nhưng nội lực của Vương Nhất còn vượt xa ông ta, có thể thấy được thực lực của Vương Nhất đã đạt tới trình độ kinh khủng cỡ nào. Cậu dám đánh ngài Bát tàn phế. Qua một lúc lâu, đám vệ sĩ của hoàng tộc nước Hát mới kịp phản ứng lại, ánh mắt trở nên hoảng sợ. Vương Nhất tỏ vẻ rửng rưng, ai bảo ông ta dám làm vỡ kẹo que của con gái tôi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Không ai nghĩ tới bi kịch này xảy ra chỉ vì một cây kẹo mút tâm thường. Đây quả thực chỉ là một cây kẹo que 7 màu bình thường, nhưng Vương Tử Lam lại rất thích nó. Cô bé còn muốn tặng nó cho ba như một món quà. Đây cũng là lần đầu tiên Vương Nhất nhận được một món quà từ con gái, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Tuy nhiên, tất cả đều bị Tần Bát phá hủy. Cho nên Vương Nhất tức giận đến mức không thể kiềm chế. Vương Nhất đạp vào đầu Tần Bát, lạnh lùng lên tiếng, cho các người 10 phút, đi mua một cây kẹo que giống hệt như vậy cho tôi, nếu không thì ông sẽ chết. Tần Bát bị giẫm dưới chân, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, cố nén cơn sợ hãi trong lòng xuống, gần như là tức giận hét lớn, các người đứng ngây người đó làm gì, còn không mau đi mua. Những vệ sĩ của hoàng tộc nước Hát lập tức choáng váng. Bọn họ đều đến từ hoàng tộc nước Hát, bây giờ lại muốn bọn họ làm chân chạy vặt chỉ để mua một cây kẹo que thôi sao. Nhưng đám vệ sĩ vẫn không dám làm trái lệnh, vội vàng đi mua. Mặc dù Tần Bát chỉ là người hầu trong hoàng tộc, nhưng cũng xem như là người của hoàng tộc, nếu như ông ta chết ở bên ngoài thì đám vệ sĩ như bọn họ nhất định phải chịu trách nhiệm. Hình phạt của hoàng tộc thật sự rất tàn khốc. Tần Bát sợ đến mức mất hồn mất vía, vội vàng nói, tôi đã kêu ta bọn thuộc hạ đi mua. Có phải chỉ cần mua một cây giống hệt như vậy thì cậu sẽ bỏ qua cho tôi không? Người càng có thân phận tôn quý thì càng sợ chết. Ông ta đã nhận ra được sát khí của Vương Nhất đối với mình. Vương Nhất gật đầu một cái, nhưng cũng không buông ông ta ra, nếu trong vòng 10 phút mà mua kịp thì tôi tạm tha cho ông một mạng. Nhớ kỹ đó, sinh mạng của ông chỉ còn lại 10 phút thôi. Nghe được lời nói lạnh như băng kia, Tần Bát sợ đến mức suýt ngất xỉu, sao còn có chút phong thái của cao thủ hoàng tộc nữa. Hiện tại ông ta chính là cá nằm trên thớt. Rất nhanh, những vệ sĩ kia đã chạy về. Tần Bát vội vàng hỏi, kẹo que đâu? Những vệ sĩ kia lúng túng đáp, ngài Bát, chủ tiệm vừa rồi nói cô bé này đã mua cây kẹo mút cuối cùng, bán sạch hết rồi. Cái gì, bán hết rồi? Tần Bát nghe xong thì sắc mặt lập tức thay đổi rõ rệt. Vương Tử Lam bật khóc thành tiếng, kẹo que bán hết rồi. Con muốn kẹo queo. Vương Nhất vội vàng rõ ràng. Đồng thời ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng, giẫm vào đầu Tần Bát mạnh hơn. Dùng sức mạnh như vậy, đầu của ông ta giống như một quả trứng gà, có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Ông còn có 7 phút. Giọng nói của Vương Nhất cực kỳ lạnh lùng. Tần Bát sợ chết khiếp, không ngừng hét lớn, vậy thì vận dụng quan hệ, tìm nhà máy, người buôn bán sỉ, trong vòng 7 phút nhất định phải mua cho bằng được một cây kẹo mút 7 màu giống hệt cây kẹo lúc nấy. Ông ta gần như giống lớn lên. Thật sự sợ hãi đến cực điểm. Những vệ sĩ kia nhanh chóng đi thực hiện. Rất nhanh, toàn bộ thị trường buôn bán xỉ kẹo ngọt của Thiên An sôi sục hẳn lên. Chỉ thị khẩn cấp được phát ra, thu mua kẹo mút 7 màu của trẻ em với giá cao. Một cây kẹo mút có giá 3 triệu đồng. Thu mua số lượng lớn, chỉ trong vòng 7 phút. Ngay khi tin tức này được đưa ra, tất cả những người buôn bán xỉ kẹo ngọt đều phát điên lên, có vô số người sẵn sàng bán hết. Chuyện này cũng lên hot search, 3 triệu một cây kẹo mút, dẫn đến một cuộc thảo luận sôi nổi thật lớn. Mà người khởi xướng Vương Nhất vẫn đang giẫm lên đầu của Tần Bát, chờ 7 phút kết thúc. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, thời gian trôi qua từng giây từng phút. Cuối cùng, vào thời điểm kim dây về không, đám vệ sĩ kia thở hổn hển chạy đến, mỗi người đều ôm một giỏ kẹo mút 7 màu. Mua được rồi, tổng cộng là 10 giỏ kẹo que 7 màu. Vương Tử Lam lập tức ngừng khóc khi thấy nhiều kẹo que bày trước mặt.
nhảy xuống khỏi vòng tay của Vương Nhất và chạy đến cạnh những chiếc giỏ đựng kẹo mút, cô bé vô cùng vui mừng. Nhiều kẹo mút như vậy sao? Cô bé tùy tiện cầm một cây kẹo lên, sau đó sốt ruột mở bao ni lông ra, chủ động đưa cho Vương Nhất. Ba, ăn đi ải. Cây kẹo vừa rồi còn chưa kịp ăn đã bị đập vỡ, lần này cô bé muốn đích thân đút kẹo cho Vương Nhất. Sát khí trên người Vương Nhất lập tức biến mất, thậm chí anh còn nở nụ cười, há miệng ra ăn kẹo que do con gái của mình đút cho. Ba, ăn ngon không? Vương Tử Lam nín khóc mỉm cười hỏi. Ngon lắm. Vương Nhất không nhai nuốt mà để que kẹo từ từ tan ra trong miệng mình. Ngọt ngào giống như dòng suối ngọt chảy trong lòng Vương Nhất, thấm vào tận tim gan. Vương Nhất lại bế Vương Tử Lam lên. Nhưng lần này, anh ôm cô bé rất chặt. Mỗi một người cha khi nhận được món quà do con gái tự tay tặng thì cho dù đắt tiền hay rẻ tiền, người cha đều sẽ xem nó như bảo vật vô giá. Vào giờ phút này, Vương Nhất cảm thấy tất cả những điều mà mình trải qua trong quá khứ đều rất đáng giá. Bây giờ có thể thả tôi ra được rồi chứ? Kẹo cũng đã mang đến rồi. Đột nhiên, dưới chân truyền đến tiếng thở hổn hển của Tần Bát. Đầu gối và bả vai của ông ta đang không ngừng chảy máu, ông ta thật sự sắp ngất xỉu vì đau đớn. Vương Nhất ôm con gái vào lòng, nụ cười trên mặt cũng biến mất, anh buông chân ra, tức giận nói, kêu người tới khiêng ông đi đi. Trên mặt Tần Bát tràn đầy khuất nhục, còn có thù hận vô cùng sâu sắc. Ông ta đến đây để dân Thái Kim Phụng đi. Nhưng với tình hình hiện tại của bản thân, căn bản rất khó để dẫn Thái Kim Phụng trở về hoàng tộc. Nhiệm vụ thất bại. Thuộc hạ của hoàng tộc nước Hát bước đến khiêng Tần Bát đi. Không có việc gì đâu. Vương Nhất ôm con gái, quay đầu mỉm cười với Thái Kim Phụng. Cảm ơn. Nhạc sĩ thốt ra hai từ cảm ơn, từ tận đáy lòng. Anh rể. Vương Nhất dẫn Vương Tử Lam rời khỏi sân bay, một người phụ nữ xinh đẹp trong trang phục công sở từ phía đối diện bước lại gần. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Vương Nhất đã có chút hoảng hốt. Tuyết Nhi. Vương Nhất bước lên chào đón. Anh rể, hôm nay anh có thể đi cùng em được không? Lý Tuyết Nhi bước đến trước mặt Vương Nhất, mỉm cười hỏi. Vương Nhất cười gật đầu, đương nhiên là được. Đưa Vương Tử Lam trở về nhà, chơi đùa cùng cô bé cho đến khi Lý Khinh Hồng tan sở, Lý Tuyết Nhi mới lên tiếng chào hỏi, nói muốn, mượn, Vương Nhất một chút. Đi thôi nào. Lý Tuyết Nhi rất tự nhiên nắm lấy cánh tay của Vương Nhất. Vương Nhất khẽ cau mày, đang định lên tiếng nhắc nhở. Nhưng Lý Tuyết Nhi đột nhiên nói, anh rể, hãy để em ôm cánh tay của anh như vậy đi. Em đến để nói lời tạm biệt. Sau khi Lý Tuyết Nhi nói ra những lời này, bầu không khí vui vẻ ban đầu lập tức trở nên đông cứng lại. Dưới ánh nhìn chằm chằm của Vương Nhất, đôi mắt của Lý Tuyết Nhi đột nhiên đỏ lên, phủ lên một lớp sương mù. Mới nói một câu, nước mắt Lý Tuyết Nhi liền rơi xuống. Vương Nhất nhẹ giọng hỏi, tạm biệt, cô muốn đi đâu? Về nhà. Lý Tuyết Nhi nói, nhà ở Yên Kinh. Lý Tuyết Nhi suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm. Thế là, Vương Nhất không nói gì nữa, chìm vào sự trầm mặc sâu xa. Thực ra, từ lâu anh đã biết rằng một ngày như vậy sẽ đến. Dù sao Ngụy Thương Kiều mới là vợ hiện tại của Lý Thế Nhân, cho nên thiên kim tiểu thư của Lý Thị chỉ có một người, đó chính là Lý Tuyết Nhi. Lý Khinh Hồng đã là quá khứ rồi. Nếu không phải là Lý Thế Nhân luôn cảm thấy áy náy, kiên trì muốn làm hòa với Lý Khinh Hồng, Lý Thị căn bản sẽ không thừa nhận Lý Khinh Hồng là thiên kim đại tiểu thư của Lý Thị. Cộng với mối quan hệ như nước với lửa giữa thế hệ trước, hai chị em chắc chắn sẽ đi về phía đối lập nhau. Ngày này, cuối cùng cũng đến rồi. Trên khuôn mặt Vương Nhất cố gắng nở ra một nụ cười, anh nhẹ nhàng xoa đầu Lý Tuyết Nhi và cười nói, về nhà cũng tốt, có thể thấy rằng chú Lý đã xem cô là người nối nghiệp mà bồi dưỡng. Lý Tuyết Nhi lau nước mắt trên mặt, hết khóc lại cười, đừng nói chuyện này nữa, mẹ em đã về Yên Kinh trước rồi, em về muộn một hôm, đã mua vé ngày mai rồi. Vì vậy hôm nay là ngày cuối cùng của em ở Thiên An. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 27.